Yo, phim Attack on Titan, hay còn gọi là Đại chiến Titan, là bộ phim anime Nhật Bản được chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng cùng tên. Bộ phim xoay quanh bộ ba bạn thân Eren, Mikasa và Armin trong hành trình chiến đấu chống lại những Titan ăn thịt người. Xuyên suốt những cuộc đại chiến Titan là những bí mật về nguồn gốc sức mạnh của chúng, và thân thế của Eren cũng được hé lộ từ từ. Hãy cùng O Anime đến với mùa 1 của bộ phim trong video hôm nay nhé. Tập 1. Eren có giấc mơ kỳ lạ về một cuộc chiến sắp diễn ra. Sau đó Mikasa đã đánh thức cậu dậy. Quận Shiganashina, năm 845, con người đang tập trung sống trong một thành thị cao 50m đã tách biệt giữa họ được an toàn của những sinh vật khổng lồ bên ngoài gọi là Titan. Trên đường về, hai người họ gặp chú Hannes. Eren thì không hài lòng việc quân chú thủ trong thành suốt ngày say xỉn. Nếu Titan phá thành thì họ phải làm sao? Nhưng đã trăm năm qua chưa từng xảy ra chuyện đó. Mikasa cũng đã đoán được Eren muốn gia nhập quân chính xác. Lúc này có tiếng chuông thành về đàn quân chính xác đã quay về, họ chạy ra xem các anh hùng ấy. Nhưng đàn quân chính xác ai ai cũng bị thương, ánh mắt họ vô hồn hoảng sợ. Một người mẹ ra tìm con mình trong quân đoàn, nhưng rất tiếc chỉ còn lại cánh tay của người lính ấy. Đàn quân chính xác đã thừa nhận chuyến đi này của họ hoàn toàn trắng tay và còn thiệt hại về lực lượng. Trong lòng người dân thì nghĩ tiền thuế họ đóng sẽ tăng lên để vỗ béo lại lực lượng binh đoàn vô dụng kia. Eren tức giận, nhưng Mikasa đã lôi cậu về nhà. Khi về đến nhà, Mikasa đã cho gia đình biết ý định của Eren muốn gia nhập quân chính xác. Mẹ cậu đã ngăn cản vì rất nhiều nguy hiểm ở bên ngoài. Tuy nhiên, với sự tò mò và ngang bướng của tuổi trẻ, cha cậu đã đồng ý. Nhưng đợi ông quay về, ông sẽ cho cậu xem tầng hầm, nơi ông đã giữ bí mật bấy lâu nay. Trên đường, cậu và Mikasa giúp đỡ Armin, họ là ba người bạn thân của nhau. Ngay lúc này, một tên Titan khổng lồ thình lình lú đầu xuất hiện cúc hòa với tòa thành. Thế là binh đoàn ấy phá tan mọi thứ, xâm chiếm vào tấn công ăn thịt con người trong thành. Mẹ của Eren không may đã bị một con ăn thịt. Eren và Mikasa thì được chú Hannes ẵm chạy trốn. Tập 2. Hơn một thế kỷ trước, những sinh vật săn người xuất hiện. Những người sống sót đã xây ba thành Maria, Rose và Sina. Những Titan vẫn đang càn quét quận Shiganshina, một phần rìa của thành Maria. Eren tức giận vì chú Hannes đã ẵm cậu đi khi cậu sắp cứu được mẹ. Nhưng chú Hannes cho rằng Eren không cứu được mẹ vì cậu còn quá yếu, và chú thì không đủ dũng khí để đối đầu. Toàn bộ người dân lúc này chuẩn bị lên thuyền để vào thành trong. Những quận như họ dùng để thu hút lũ Titan và tinh giảm các chi phí. Khi Titan đến gần, các quân lính đã ra quyết định đóng cửa thành, bỏ mặc một số người vẫn đang còn kẹt lại. Tuy nhiên lúc này xuất hiện một con Titan siêu to khổng lồ, lao thẳng tới phá luôn tường thành Maria. Vậy là họ phải rút vô thành rồi. Eren có một giấc mơ kỳ lạ. Cha của cậu đang cố tiêm thuốc gì đó vô cậu. Ông dặn cậu đừng quên chìa khóa và căn phòng bí mật, và cậu phải đến được đó. Sau đó cậu thức dậy khi được Mikasa gọi. Họ gặp lại Armin. Quân lính trong thành xem thường những người tị nạn vì phải chia sẻ lương thực cho những người vô dụng này. Vài ngày sau, đoàn người tị nạn được giao nhiệm vụ đi cày cấy đất hoang để đảm bảo lương thực, nhưng vẫn không tránh khỏi việc thiếu thức ăn. Thế nên vào năm 846, chính quyền hoàng gia đã phái dân tị nạn trên danh nghĩa chiếm lại thành Maria, nhưng thực chất để họ chết để đảm bảo nguồn tiêu thụ lương thực được ổn định lại. Trước những mất mát, Eren, Mikasa và Armin quyết định sẽ tham gia đoàn huấn luyện trong 3 năm để có thể chiến đấu với Titan. Tập 3. Bắt đầu quá trình luyện tập của họ, đầu tiên là màn châu hỏi tinh thần sắt thép để xác định những ai có gan để tiếp tục hành trình. Trong khi ai cũng sợ sệt, thì có một cô gái đang ăn khoai tây trong giờ tập, tên là Sasha, tức là cô bị phạt chạy bộ suốt 5 tiếng hơn. Bài luyện tập đầu tiên là giữ thăng bằng trên dây bằng thắt lưng. Mikasa và Armin có vẻ rất tốt, nhưng Eren thì vẫn còn trở ngại. Mikasa đã khuyên Eren nên từ bỏ việc trở thành lính. Tuy nhiên, cậu và Armin đã tìm vài người cùng chí hướng và nhờ sự hướng dẫn từ họ, Eren đã có thể giữ thăng bằng trên dây dù thắt lưng của cậu có bị lỗi. Vậy là cậu đã được chấp nhận để tiếp tục luyện tập cùng Mikasa và Armin. Chỉ huy đã thầm mừng Gisa vì con của cô là Eren đã bước vào hành trình làm người lính. Tập 4. Năm 850, quá trình luyện tập đã gần kết thúc, một số gương mặt tiêu biểu cũng đã dần lộ diện. Trong một buổi luyện tập, Eren đã nhận ra được tất cả những binh lính ở đây đang cố gắng tập luyện chỉ để gia nhập quân hoàng gia, để được sống an nhàn và tránh xa các Titan. Ngày tốt nghiệp cũng đã đến. Các binh lính có 3 lựa chọn: quân đoàn chú thủ, củng cố các thành và bảo vệ mỗi thành phố; quân chính xác, liều mình đấu với Titan ở ngoài thành; và cuối cùng là quân cảnh vệ, phục vụ đức vua, và chỉ có học viên ở top 10 mới được tham gia quân cảnh vệ. Trong tiệc ăn mừng, Eren đã nêu lên quan điểm của cậu chính là muốn làm quân chính xác, dù cậu tốt nghiệp trong top 10. Ý chí của cậu đã ảnh hưởng phần nào tinh thần chiến đấu của những người xung quanh. Mikasa và Armin cũng sẽ tham gia cùng Eren.
Mikasa tốt nghiệp thủ khoa, nhưng cô không muốn mất đi người thân nữa, nên Eren đi đâu cô sẽ theo đó. Còn Armin thì đứng nhất lớp về nghiên cứu vì cậu ta rất thông minh, nhưng vẫn sẽ tham gia cùng Eren. Buổi sáng hôm sau, họ được gặp những gương mặt chính của lực lượng quân chính xác, chỉ huy Eroi, binh trưởng Levi, người được biết có sức mạnh bằng cả đội. Trong lúc dọn dẹp thành, Eren gặp lại những người bạn mà nhờ quan điểm của cậu đã tác động khiến họ muốn tham gia quân đoàn chính xác, gồm có Connie, Thomas và cả cô bạn Sasha hay trôm đồ ăn nữa. Với tinh thần của mọi người làm Eren phấn chấn hơn. Ngay lúc này, con tệ tình năm đó đã xuất hiện lại trước mặt Eren, nhưng bây giờ đã khác, cậu đã sẵn sàng đối diện với nó. Tập 5. Trong lúc chiến đấu, Eren nhận ra Titan cũng có trí tuệ, nó phá những khẩu pháo trước và sau đó mới phá thành tạo lối cho nhau tràn vô. Cậu đã bay một vòng ra sau và chém vào sau gáy con Titan, tuy nhiên hắn đã biến mất. Chiến dịch đối phó với Titan bắt đầu, họ được triệu tập về để nhận lệnh. Ở một nơi trung tâm, khi tư lệnh Bishop nhận được tin Titan xuất hiện ở quần chót, ông đã dừng việc đánh cờ với hậu tước World và lập tức đến mặt trận, dù cho World bảo ông kể những người dân chết oan và hãy ở lại bảo vệ đất đai cho ông, nhưng Bishop đã mặc kệ World. Lúc này, quân chủ thủ chia làm 3, đội tiên phong sẽ ra mặt trận, đội huấn luyện sẽ được đội hỗ trợ dẫn dắt tiêu diệt những con ở giữa, và đội tinh nhuệ sẽ trấn thủ trong cùng, nhiệm vụ là bảo vệ thành Ro. Mọi người đều hoảng sợ xuống tinh thần khi hai tên quân tiên phong đã bị tiêu diệt gần hết. Mikasa thì khác đội với Eren, do cô thuộc đội tinh nhuệ không thể ra trận cùng Eren, Mikasa nói sẽ bỏ nhiệm vụ để bảo vệ cậu, nhưng Eren không đồng ý. Mikasa nhắn nhủ rằng Eren đừng chết. Theo thông tin trong quá trình huấn luyện được học, Titan chỉ ăn thịt người, chúng có sức nóng và chỉ có thể tấn công sau gáy mới khiến chúng không thể hồi phục. Và tuy không ăn thịt người nhưng chúng vẫn tồn tại hơn trăm năm qua. Thế là đội 3 và 4 của Eren xông ra mặt trận, tuy nhiên Thomas đã bị một con ăn thịt trước mặt mọi người. Eren tức giận lao vào thì không may chân cậu đã bị cắn trúng, những người còn lại cũng gặp chấn thương. Armin thì run sợ nên bị một con Titan bắt cậu bỏ vô miệng. Eren lúc này nhớ đến thế giới bên ngoài, còn bao điều mới lạ mà Armin đã cho cậu biết thông qua quyển sách cũ của ông mình. Cậu cố gắng dù chỉ còn một chân lao vào cứu Armin, và Eren đã bị nó nuốt đi mất. Tập 6. Khi đội của Connie tới thì chỉ còn mỗi Armin, cậu bỏ chạy, thế giới này với Armin như địa ngục, những người quen biết từ từ mất đi trước mặt Armin. Tại cổng thành di dân, xảy ra một vụ hỗn loạn giữa thương buôn và dân thường. Một thời thần bất ngờ lao tới, quân tinh nhuệ không thể theo kịp, tuy nhiên Mikasa đã có mặt kịp lúc để kết liễu hắn. Cô cũng đã giải quyết tên thương buôn kia để mọi người có thể di tản nhanh gọn. Mikasa nhớ về quá khứ năm 844. Cô và gia đình đang bên nhau thì một bọn buôn người đến tấn công và giết cha mẹ cô. Eren và cha mình lúc này đến khám bệnh cho họ thì đã thấy cha mẹ cô bị chết. Eren cũng nhanh chân tìm thấy nơi bọn buôn người đang lẩn trốn và giết họ giải cứu cho Mikasa. Cậu và cha mình đã mang Mikasa về ở chung và xem cô như một thành viên của gia đình. Chính vì thế Mikasa luôn xem Eren là điều duy nhất còn lại để cô có động lực làm tất cả, miễn là có Eren. Tập 7. Những chỉ huy đang cố bỏ chạy, bỏ lại những tân binh ở lại chiến đấu. Có người chịu không nổi, đã phải tự sát. Connie, Jean và mọi người trong đội đang dần mất đi ý chí chiến đấu. Mikasa lúc này đã đến chỗ họ. Cô hỏi thăm Armin và Eren, và được biết đội của họ gồm Eren và 4 thành viên khác đã hoàn thành nhiệm vụ và anh dũng hy sinh. Mikasa khi nghe tin, cô vẫn cố giữ điềm tĩnh cho bản thân và vực tinh thần của những kẻ ngu ngốc hèn nhát kia. Sau đó cô lao lên chiến đấu để chiếm lại khu trung tâm cho mọi người sạc ra cho thiết bị cơ động của họ. Nhưng cô dần mất đi lý trí, lao thẳng lên mà không quan tâm ai, đến khi hết ga và rơi xuống. Tinh thần cô lúc này đã bỏ cuộc, nhưng cơ thể cứ chiến đấu né đòn. Cô nhớ lời của Eren ngày đó bảo cô hãy chiến đấu để sống sót, nên Mikasa đã vực lại tinh thần. Đúng lúc này, một Titan khác xuất hiện và tấn công những Titan còn lại. Nó biết điểm yếu của Titan và có thể đánh tay đôi với chúng. Armin và Connie cũng đã đến trợ giúp cho Mikasa. Armin đưa ga của cậu cho Mikasa để Mikasa có thể tiếp tục chiến đấu. Tập 8. Lúc này, ba người họ có ý tưởng sẽ dẫn dắt Titan kỳ lạ kia đến trụ sở để tiêu diệt những con khác. Những người khác lúc này cũng tìm cách vào trụ sở để sạc ga cho thiết bị của họ. Họ bị bao vây bên trong tại trụ sở, thì nhóm của Mikasa đã đến kịp cùng với Titan kỳ lạ kia. Họ dựa vào hắn để sống sót trong trụ sở. Để đến kho dự trữ và sạc ga, lúc này đang có 7 con Titan. Armin đã lên kế hoạch đánh lạc hướng chúng vô một vị trí và dùng 7 người có sức chiến đấu mạnh nhất kết liễu 7 con cùng một lượt. Mọi người đều tin tưởng kế hoạch đó và bắt tay làm theo. Họ thực hiện theo kế hoạch và thành công chiếm lại được kho dự trữ. Khi mọi người ra ngoài thì thấy Titan kỳ lạ kia đang chiến đấu và nó không thể hồi phục cơ thể. Cuối cùng thì nó cũng đã tiêu diệt tất cả những con Titan khác và gục ngã. Bất ngờ khi mọi người nhìn sau lưng nó chính là Eren. Mikasa chạy tới ôm chặt lấy cậu và nhịp tim của cậu vẫn đang đập. Armin bật khóc không tin được vì Eren lúc đó đã bị mất chân và bị Titan nuốt, nhưng bây giờ đây cậu đã hoàn toàn bình thường và đầy đủ tứ chi.
Tập 9. Titan đã tấn công quận chót để lại nhiều thương vong. Nguyên nhân là do quân chính xác tinh nhẹ đã vắng mặt. Quân chính xác đã có thể tồn tại bên ngoài nhiều hơn nhờ sự thông minh vượt trội của một vài thành viên. Nhiệm vụ của họ là mở rộng địa bàn, nhưng đến gần các khu vực Titan, thiệt hại về quân vẫn tầm 30%. Lúc này ta thấy được sức mạnh của Levi, một binh trưởng của quân chính xác. Anh ta phán đoán và ra lệnh tấn công chặt chẽ. Lúc này đàn quân chính xác có lệnh triệu hồi vì một đám Titan đã tiến về phía bắc thành phố. Một cuộc chiến đang diễn ra nên cần họ về hỗ trợ. Còn về phần Eren, sau khi bị nuốt, cậu đã thấy rất nhiều sinh mạng bị chết đi và một cách nào đó cậu đã hóa thành Titan và tấn công những con còn lại. Còn quân chấn thủ lúc này đang bao vây ba người họ để xác định Eren là thứ gì. Mikasa và Armin cố bảo vệ cậu nhưng quân đoàn không tin nên đã ra lệnh tấn công pháo vào họ dù Eren đã nói cậu là người. Eren cũng nhận ra tay chân cậu đã hoàn toàn mọc lại dù trước đó đã mất đi. Cậu nhớ tới lời cha về chiếc chìa khóa hay mang theo và căn phòng bí mật ông luôn căn dặn cậu phải tới đó để biết bí mật mà bấy lâu ông che giấu. Ông dặn cậu phải thành thục năng lực này nếu cậu muốn bảo vệ Mikasa, Armin và những người khác. Ngay lúc này Eren đã cắn vào ngón tay mình và hóa thành một Titan chặn đạn pháo bay đến họ. Tập 10. Phát đạn vừa rồi đã làm sự chú ý cho toàn bộ quân lính trong thành. Eren đang thoát ra khỏi thân xác Titan và nó dần tan biến. Trong lúc này cậu muốn đến tầng hầm của căn nhà của mình để biết được tất cả bí mật mà cha cậu để lại về khả năng này của cậu. Eren và Mikasa đã tin tưởng giao nhiệm vụ giải thích thuyết phục cho Armin rằng Eren là đồng minh. Nếu không, Eren sẽ thoát khỏi đây bằng cách hóa thân thành Titan cao 15m như lúc nãy để nhảy ra khỏi đây. Và niềm tin của họ vào Armin đã đúng đắn khi Armin đã thuyết phục bằng cả con tim người lính. Armin cho rằng Eren chỉ tấn công Titan và chưa từng hại con người, cũng như cậu hoàn toàn tin rằng nếu kết hợp sức mạnh Titan của Eren và sức lực còn lại của con người có thể giành lại thành phố. Cậu nói đã tác động đến toàn bộ quân lính, nhưng tên chỉ huy này không thèm nói lý lẽ, vẫn một mực muốn giết Eren. Ngay lúc này, tư lệnh Bixit đã đến. Ông nổi tiếng là một người tài ba lập dị. Ông đã tin tưởng nếu đến căn hầm nhà Eren sẽ biết được hết bí mật. Và ông muốn Eren bích lỗ hổng của thành Maria lại, nơi mà các Titan tràn vào để chứng minh cậu thuộc phe họ. Eren đã đồng ý dù không biết có thể làm được hay không. Tập 11. Ngài Bixit đã quyết định thực hiện nhiệm vụ cùng họ. Họ tập hợp toàn bộ binh lực và thông báo kế hoạch chiếm lại quần chót. Ông tự tin giới thiệu Eren là nghiên cứu khoa học bí mật để có sức mạnh như Titan. Tuy mọi người không tin tưởng và có người muốn bỏ cuộc, tuy nhiên với Bixit, ông cho rằng nếu bây giờ không chiến đấu, con người rút vào thành trong cùng là Sina, thì vấn đề lương thực, chỗ ở sẽ khiến con người tự giết hại lẫn nhau. Ông đề nghị mọi người cùng chiến đấu, và nếu có chết, thì chết tại đây. Kế hoạch mà Armin đề ra chính là tập hợp toàn bộ binh lính tại một góc thành để thu hút lũ Titan. Qua đó Eren và nhóm tinh nhuệ sẽ lao tới nơi lỗ hổng của thành mà đỡ tốn công sức chiến đấu. Đội tinh nhuệ sẽ bảo vệ Eren trong lúc cậu hóa thành Titan và bê cục đá lớn bích vào lỗ hổng. Mikasa sẽ gia nhập đội tinh nhuệ để bảo vệ Eren, còn Armin sẽ tham gia nhóm điều hành. Mọi người trong nhóm đều giao trách nhiệm cho cậu. Việc của Eren chính là không để sự hy sinh của những người lính kia trở nên vô ích. Kế hoạch đã đi đúng phần nào, nhóm Eren đã đến lượt lỗ hổng, cậu bắt đầu hóa thành Titan, nhưng cậu lại tấn công vào Mikasa. Tập 12. Tuy đã hạn chế giao tranh, nhưng thiệt hại vẫn là 20% quân lính. Eren lúc này vẫn đang mất kiểm soát, dù Mikasa có đứng trước mặt cố đánh thức cậu nhưng vẫn không được. Một pha tự vả vô mặt đã làm cậu bất tỉnh. Pháo đỏ thông báo nhiệm vụ thất bại đã được bắn lên, tuy nhiên Bixit vẫn tin tưởng vào nhóm tinh nhuệ. Một số người trong nhóm muốn rút lui, nhưng đội trưởng họ đã ra lệnh cố gắng tiêu diệt những Titan xung quanh bảo vệ cho Eren để cho Mikasa có thể đánh thức cậu dậy, vì đây cũng là cơ hội duy nhất để loài người có thể chiến thắng Titan. Cơ thể Eren thì không hồi phục như những Titan khác, cậu vẫn đang kẹt trong mớ ký ức cũ. Những Titan đang dần tản ra, các đội quân đang tìm cách dẫn dụ và tiêu diệt khi có thể. Armin cũng đã đến được với nhóm Mikasa, cậu nhờ Mikasa bảo vệ để cậu có thể đánh thức Eren. Armin dựa vào lần xuất hiện trước của Eren sau gáy Titan nên cậu đã quyết định đâm lệch vào lưng để tìm Eren. Thông qua vết đâm, Armin đã cố gắng đánh thức Eren dậy, cậu bảo Eren hãy chiến đấu cho những kỷ niệm của họ, kế hoạch báo thù cho mẹ của Eren và cả thế giới bên ngoài mà họ từng mơ ước. Tập 13. Titan lúc này đang càn quét ở mọi nơi. Eren đã tỉnh dậy và cậu đã lấy lại được lý trí, nâng tảng đá và từ từ bước tới lắp lỗ hổng. Thấy được cơ hội duy nhất của loài người, toàn bộ binh lực đã tập trung bảo vệ cho Eren tiến bước. Một số người đã xuống chạy bộ để dễ dàng thu hút sự chú ý của chúng. Nhưng sự hy sinh của đồng đội khiến Eren và những người khác cố gắng chiến đấu hơn, và cuối cùng họ đã làm được. Nhiệm vụ đã thành công. Sự hy sinh của mọi người đã không vô ích. Lần đầu tiên con người đã chiến thắng Titan. Quân tiếp viện đã được cử đến hỗ trợ cho họ. Những Titan còn lại đang tiến gần họ. Armin đang cố kéo Eren ra khỏi thân xác Titan. Hai con xuất hiện và tấn công trực diện vào họ. Thì ôi chú cha mẹ ơi, Idol xuất hiện, Levi đã xử lý chúng gọn gàng. Ngầu vãi.
quân trinh sát đã về tới, phải mất nguyên ngày để xử lý đám tay tình sót lại trong thành. Những con rải rác sẽ do quân trinh sát tiêu diệt. Thiệt hại quân số cũng không phải số ít. Tuy chiến thắng nhưng đây cũng là một mất mát, những đồng đội của từng người đều hy sinh. Khi Eren tỉnh lại, cậu đang bị xích và giam giữ tại ngục lao. Chỉ có chỉ huy Erwin và Levi được quyền gặp cậu. Erwin đang giữ chìa khóa bí mật về thời thần mà cha cậu cất giữ. Vì hiện tại ông ấy cũng đang mất tích. Họ hỏi mục đích của Eren là gì và cậu đã không ngần ngại tỏ ý muốn giết thật nhiều thời thần và gia nhập quân trinh sát. Levi đã đứng ra bảo lãnh cậu và anh ấy sẽ giám sát Eren. Nếu cậu ta mất kiểm soát hay làm gì sai trái, Levi sẽ kết liễu cậu ta và cậu chính thức được nhận vào quân trinh sát. Tập 14. Tin tức về Eren là một Titan đã lan rộng từ Troll đến Sina. Đa số bọn họ đều sợ hãi cậu. Một phiên tòa đã diễn ra để quyết định xem Eren nên thuộc về phe quân cảnh vệ hay là quân trinh sát, và cả việc cậu nên sống hay nên chết. Người phân xử chính là thủ tướng Jaehaerys. Ông là người đứng đầu và nắm quyền cả ba đoàn quân chú thủ, trinh sát và cảnh vệ. Bixit đã gặp chỉ huy Erwin. Ông muốn giữ cho Erwin được sống nhưng quân đoàn của ông ai cũng sợ, nên ông muốn nhờ Erwin giúp đỡ cậu ta để được sống. Erwin có vẻ chưa chuẩn bị gì nhiều để ra phiên tòa. Mikasa và Armin cũng được gọi đến để làm chứng. Eren được hai phân đội trưởng của quân trinh sát dắt đến phiên tòa. Tại phiên tòa, quân cảnh vệ cho rằng cậu nên chết để hy sinh cho loài người. Vì theo báo cáo, cậu chưa thể kiểm soát khả năng thay tình vì đã tấn công Mikasa. Sự tồn tại của Eren đã khuấy lên tư tưởng bạo loạn. Dù Mikasa đã biện hộ rằng cậu cũng đã bảo vệ cô hai lần, nhưng quân cảnh vệ cho rằng Mikasa đã đem tình cảm vào phiên tòa. Và lúc 9 tuổi, hai người họ đã giết chết những tên buôn người, dấy lên sự bạo lực trong con người họ. Quân trinh sát thì muốn giữ cậu lại, dùng năng lực thay tình chiếm lại thành Maria. Những người ở đây đều kinh tởm ghê sợ năng lực Titan ấy và lo sợ Eren sẽ giết chết họ. Cậu bực tức, cho rằng những con người này chưa từng thực chiến với Titan và họ hoàn toàn là lũ hèn nhát, cho nên bọn họ cần giữ cậu lại, tất cả Titan để cậu lo. Tình hình trở nên căng thẳng, Levi đã lao ra cho thằng nhỏ một chàng đòn lạnh lùng xúc bay cả răng thằng nhỏ luôn. Levi đã chỉ thẳng mặt những người ở đây có ai có thể tra tấn Eren hay chỉ biết chỉ trích. Thế là Erwin đưa ý kiến để Levi giám sát Eren, đưa cậu ra ngoài thành cùng chiến đấu và tìm hiểu năng lực của Eren. Vì ngoài Levi ra cũng không ai có thể làm điều này. Cuối cùng thủ tướng cũng đã có quyết định để Eren sống và đã cậu vào quân trinh sát để Levi giám sát. Và phòng mọi người trong quân trinh sát đều thán phục và chờ đợi cơ hội được hợp tác cùng Eren, rằng cô Eren cũng đã mọc lại. Tập 15. Eren và quân đoàn đặc biệt của Levi được cử đến một lâu đài xa ở tòa thành. Ở đây cậu gặp được những người kỳ quái với những chiến tích riêng của họ. Cậu cũng được biết Levi là một người cũng phải tuân thủ luật lệ, và trước khi gia nhập quân trinh sát, anh là một côn đồ khét tiếng ở chợ đen và chỉ phải làm trinh sát khi chịu thua chỉ huy Erwin. Erwin lúc này đang tìm cách để Eren có thể chứng minh cậu có ích, nếu không quân cảnh vệ và một thế lực mập mờ nào đó sẽ can thiệp vào. Tối đó Eren gặp đội trưởng Hanga, cô là một người chuyên nghiên cứu về những thời tình. Cô muốn cùng Eren tham gia buổi nghiên cứu của cô vào ngày mai. Mọi người không thích nghe cô liên thuyên nên đã rời đi, bỏ lại Eren ngây ngô ngồi nghe. Hanga đã thí nghiệm các cách để giao tiếp với thời tình nhưng không được. Cô cũng đã thử không cho chúng tiếp xúc với ánh nắng, nhưng một con thì chậm chạp, con kia vẫn bình thường. Cô cho rằng cơ thể thật sự của chúng không như cái nhìn bên ngoài. Eren thì hấp nhẫn vì những con người kỳ lạ ở quân trinh sát, nên cậu đã muốn nghe thêm, và thế là tới sáng. Sáng đó, hai con thể tình thí nghiệm của Hanga đã bị ai đó giết chết. Erwin đã kề vai Eren hỏi rằng Eren có suy đoán ai là người đã làm. Dường như Erwin đã nhận ra một điều gì đó. Tập 16. Quân lính lúc này đang có một cuộc điều tra xem ai là người đã giết hai Titan thí nghiệm. Đội của Levi cũng bắt đầu đi tuần tra và Eren chỉ được phép di chuyển khi có Levi giám sát. Tối đó, Erwin đã có một cuộc phát biểu kêu gọi tham gia quân đoàn trinh sát không mấy nhẹ nhàng khi anh chỉ có nói đến việc chết chóc, hy sinh, những khiếp sợ khi vào quân trinh sát. Hầu hết tất cả đều quay về, nhưng những người lính thực sự đã ở lại, dù sợ cái chết nhưng họ sẽ tiếp tục chiến đấu để sinh tồn. Những lính huấn luyện mới vào quân trinh sát được dạy chiến dịch lần này và kế hoạch để chiếm lại thành Maria. Đội của Levi sẽ di chuyển đặc biệt ở một vị trí do họ tự sắp đặt. Trong cuộc diễn hành chuẩn bị ra quân, Eren gặp lại Mikasa, Armin và mọi người. Jin đã nói hết suy nghĩ trong lòng cậu rằng tất cả những người ở đây đều tin tưởng Eren, cho nên đừng để hy sinh của họ là vô ích. Sáng hôm sau, mọi người hừng hực khí thế chuẩn bị ra thành. Đôi cánh cho sự tự do trên áo của họ chính là dấu hiệu cho những con người quả cảm của quân trinh sát. Tập 17. Đoàn quân trinh sát xông ra, họ được yểm trợ và tiếp tục tiến thẳng. Khi ra ngoài thành, đoàn quân phân chia theo vị trí sơ đồ và bắn khói để báo vị trí những Titan để chỉ huy Erwin ở trung tâm bắn khói xanh chuyển hướng đoàn quân tránh khỏi những Titan. Cánh phải của Armin lúc này xuất hiện một Titan chạy hộc hộc tìm kiếm ai đó. Armin nhận ra cô ta có khả năng như Eren là một con người đội lốt Titan.
cô ta không ăn thịt mà chỉ xem mặt Armin như tìm kiếm ai đó. Ngay lúc này, Armin đã hội ngộ cùng nhóm của Jin. Armin phán đoán vị trí của Eren là ở trung tâm, nên Jin sẽ quyết định sẽ câu giờ cho quân trung lộ tiếp tục di chuyển. Họ chiến đấu và nhận ra Titan này rất thông minh, tự che nhược điểm của mình lại. Sau một hồi chiến đấu câu giờ, họ nhận ra cũng đã đủ lâu nên đã quyết định bỏ chạy. Nó đã không còn truy đuổi theo nhóm của họ mà chạy thẳng đến hướng của nhóm Eren. Tập 18. Chỉ huy Erwin lúc này đã thay đổi hướng đi của binh đoàn khác với kế hoạch. Họ đang tiến thẳng vào khu rừng. Titan nữ kia ngày càng tiến gần Eren hơn. Nó giết tất cả những ai cản trở trên đường. Đội của Armin cũng đã đến được khu rừng. Tuy nhiên nhiệm vụ của họ lúc này chính là lên những thân cây cao kia và cản trở những Titan vào rừng. Không ai biết được mục đích của Erwin là gì, kể cả đội của Levi. Đội của Levi đã sẵn sàng chiến đấu với Titan nữ đó, dường như họ biết cô ta sẽ tấn công. Cuối cùng Titan kỳ dị kia đã đuổi kịp và chuẩn bị tấn công họ. Những người trong đội đã hối thúc Levi ra lệnh để chiến đấu, nhưng anh ta chỉ bảo họ hãy bịt tai lại. Tập 19. Đội của Levi cứ tiếp tục chạy, những viện binh hỗ trợ cho họ lần lượt bỏ mạng lại phía sau. Eren lúc này đã có ý định sẽ hóa thành Titan để chiến đấu, nhưng Levi và đội của anh đã khuyên cậu hãy tin tưởng họ. Nếu cậu tự biến hình thì cậu chẳng khác gì con quái vật không ai kiểm soát. Eren nhớ lại quá trình thử nghiệm cùng đội Levi, khi cậu được đặt trong giếng để biến hình nhưng lại không được. Đúng lúc uống trà cùng mọi người, cậu đã vô tình hóa một bộ phận thành Titan. Điều này khiến các đồng đội nghi ngờ cậu làm trái lệnh. Họ rút vũ khí và sẵn sàng giết cậu nếu cậu có ý định làm thêm gì khác. Levi đã ngăn cản và kêu họ bình tĩnh, nhưng họ xem cậu đã làm trái lệnh nên luôn đề phòng. Eren đã tự thoát ra và chấn tĩnh lại. Hange đã lý giải rằng Eren cần một mục đích gì đó mới có thể hóa hình. Không phải chỉ cần gây tổn thương cơ thể là có thể biến. Cho nên lúc chiều mục đích cậu muốn nhặt chiếc muỗng nên vô tình hóa thành Titan. Điều này đã hóa giải sự nghi ngờ của những người khác dành cho cậu. Họ đã xin lỗi và dù gì họ nói vẫn sẽ tin tưởng Eren. Quay lại khu rừng, Eren chính lúc này đã chọn tin tưởng vào nhóm của Levi và tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Và cuối cùng họ đã dụ được Titan chạy đến chỗ mai phục của chỉ huy Erwin. Vô vàng pháo và dây xích tung ra để có thể bắt sống được ả. Nhờ sự hy sinh của những người lính mà bây giờ quân trinh sát đã có thể tìm hiểu xem ai là người ở sau gáy của Titan này. Tập 20. Armin và Jin bên ngoài cũng đã nhận ra kế hoạch lần này chính là bắt một người trong thân xác của Titan nữ kia. Và việc này được Erwin giấu kỹ kể cả những thành viên lâu năm. Điều này chỉ có thể khẳng định đã có nội gián trà trộn trong quân trinh sát của họ. Sự kiện thành Maria bị phá 5 năm trước không phải là ngẫu nhiên. Lúc này bọn họ đang cố xem ai là người trong thân xác Titan nữ ấy. Nhưng Titan đã tạo lớp giáp chặn mọi đòn tấn công lên gáy của cô ta. Khi Erwin chuẩn bị dùng pháo lực thì Titan nữ đã gào lên, làm những con Titan bên ngoài lao đến cô như điên. Hồi cuối trận chiến đã thật sự bắt đầu. Nhóm của chỉ huy Erwin đã cố gắng tiêu diệt những con Titan đang lao vào để bảo vệ thân xác Titan nữ kia. Nhưng số lượng của chúng là quá đông, chúng lao tới và ăn thịt Titan nữ để tiêu hủy chứng cứ. Điều này đã khiến nhiệm vụ lần này của họ thất bại. Erwin ra lệnh lúc quân quay về. Tuy nhiên Erwin lại kêu Levi sạc đầy ga để chuẩn bị chiến đấu. Nhóm của Eren cũng đã di chuyển để hội tụ cùng Levi. Erwin phân tích Titan nữ đã bị ăn nhưng vẫn chưa thấy thân xác kẻ bên trong. Rất có thể hắn đã trở về thân xác ban đầu sau biến hóa, nghĩa là hắn sẽ mặc quân phục của quân chính xác và trà trộn vào nhóm nào đó. Ngay lúc này, thành viên nhóm của Eren bất ngờ bị một kẻ tấn công và giết chết. Tập 21. Người bên trong con Titan nữ đã chuẩn bị một động cơ để tẩu thoát và mục tiêu của hắn chính là Eren. Tuy Eren lúc thoát khỏi thân xác Titan thì mệt mỏi, nhưng với kẻ địch lần này, việc hóa thân lại là điều có thể xảy ra. Nhóm của Eren vẫn đang cố gắng chạy thì kẻ lạ mặt đó một lần nữa hóa thành Titan và tấn công họ. Eren vẫn được đồng đội hỗ trợ để cậu tiếp tục chạy, vẫn như lần trước cậu tiếp tục tin đồng đội mình và quay đi. Ba người họ quay lại chiến đấu, họ làm mù mắt nó và cắt đứt các khớp tay để hắn không còn che phần sau gáy nữa. Tuy nhiên chỉ mới 30 giây hắn đã hồi phục lại một bên mắt và tiêu diệt từng thành viên của đội Levi. Eren nhớ lại lời Levi, ngay cả Levi cũng không có câu trả lời cho việc tự thân chiến đấu hay tin tưởng vào đồng đội. Khi cậu nhìn lại thì từng người họ đã không còn một ai. Eren căm tức, cậu trách bản thân mình không tự chiến đấu sớm thì những đồng đội cậu không phải hy sinh. Sau đó cậu hóa thành Titan lao vào tấn công điên cuồng. Tiếng hét của Eren đã làm cho Levi và Mikasa chú ý quay lại. Levi cũng nhận ra mất mát từ những đồng đội, nhưng anh vẫn lạnh lùng tiếp tục hướng tới nhiệm vụ. Khi Mikasa vừa tới thì Eren đã bại trận, thân xác cậu bị Titan nữ nuốt mất. Cô đuổi theo chiến đấu nhưng vẫn không thể chém được hắn. Levi đã đỡ cô và bảo hãy theo dõi vì dù gì hắn cũng đã thấm mệt. Tập 22. Họ đuổi theo và tin rằng Eren chưa chết do Titan nữ chỉ nuốt cậu giam trong miệng. Thế là Levi lại phải ra tay, đường kiếm của anh dứt khoát, di chuyển nhanh nhạy để có thể khống chế Titan. Nhưng một pha bóp từ Mikasa khiến chân anh cũng chấn thương. Sau đó họ cứu được Eren từ trong miệng Titan và bỏ đi. Những người dân đang trông chờ con của họ về.
thiệt hại quân đàn nhiều vô kể. Những người lính muốn tìm lại xác đồng đội họ nhưng Levi và Erwin không đồng ý vì ở đó còn nhiều Titan. Họ bị chết là vô cảm. Trên đường về, do hai người lính quay lại tìm xác bạn họ nên đã dẫn thêm vài con Titan theo. Đàn quân cứ thế chạy tiếp vào thành vì không có tòa nhà để có thể bay lượn chiến đấu. Levi lúc này đã ra lệnh bỏ xác những người khác lại để có thể chạy thật nhanh. Eren cũng đã tỉnh lại và nhận tin tức nhiệm vụ thất bại. Khi về thành, tiếp tục là ánh mắt khinh bỉ từ người dân về sự thất bại của họ và việc tiền thuế tăng lên để phục vụ đám vô dụng này. Eren lúc này chỉ thấy được ánh mắt ngưỡng mộ từ những đứa trẻ dành cho quân chính xác như cách cậu khi còn nhỏ ngưỡng mộ. Chi phí tổn thất cho cuộc ra ngoài thành hành quân đã giáng một đòn mạnh vào lòng tin của người dân. Erwin và những người có trách nhiệm khác phải đến kinh thành trình diện và giao nộp Eren. Tập 23. Mở đầu là ký ức của Enya. Cô là lính huấn luyện cùng khóa với Eren và đã chọn tham gia quân cảnh vệ. Sáng đó, nhóm mới của quân cảnh vệ được giao nhiệm vụ hộ tống đoàn quân chính xác đến kinh thành. Mọi người nhận ra quân cảnh vệ chỉ là toàn lũ ăn bám, ủy quyền kẻ thế lười biếng, và đây cũng là lý do để họ gia nhập để được an nhàn tránh khỏi tai tình. Những tên sĩ quan còn buôn lậu thiết bị của chính phủ cho chợ đen. Trong lúc đoàn chính xác đi qua, Enya gặp lại Armin. Tại đây, Armin muốn cô hỗ trợ cho họ để giúp Eren thoát khỏi thành Sina. Nhóm họ gồm Eren, Mikasa, Armin cùng với Enya đang lẫn trốn ra khỏi thành. Còn trên xe thay thế cho Eren chính là Jin. Đến một hầm tối dẫn ra ngoài, họ muốn Enya đi cùng nhưng cô lại từ chối. Và Enya chợt nhận ra đây là khu tập kích mà quân chính xác đã mai phục sẵn vì dường như Armin đã biết cô chính là Titan nữ sau lần chạm mặt lần trước. Đồ mai phục xông ra và Enya đã lộ diện năng lực Titan nữ. Tập 24. Quay lại vài ngày trước tại căn cứ quân chính xác, họ có cuộc nói chuyện về vấn đề Titan nữ. Tại đây, Armin đã đưa ra quan điểm cậu biết Titan nữ là ai cho Levi và Erwin nghe. Vì trong lúc chiến đấu lần trước, Armin có dùng từ ngữ đặc biệt là tên điên chán sống để nói về Eren, và Titan nữ cũng khựng lại khi nghe được từ đó, và chỉ có những người cùng khóa huấn luyện mới biết được từ ngữ đó. Còn khi điều tra xem ai là người dùng động cơ để giết hai con Titan thí nghiệm, thì Enya đã dùng bộ thiết bị của Marco, một người đã chết trước đó, để qua mặt điều tra. Eren lúc này lại không thể hóa thành Titan vì trong lòng cậu vẫn bâng khuâng và chưa tin được Enya là Titan nữ đã giết hại đồng đội mình. Mikasa và Armin phải đánh lạc hướng bằng cách chạy ra hai cổng. Enya đuổi theo ai thì Eren sẽ chạy hướng ngược lại. Tuy nhiên khi hầm sụp đã đè trúng Eren. Jin lúc này trên đoàn hộ tống cùng Levi cũng muốn đi giúp. Erwin thì bị bọn quân cảnh vệ chất vấn vì nghi ngờ làm phản. Hai bên giao chiến với nhau, nhưng Enya không dễ dàng bị khuất phục. Eren lại nhớ đến những mất mát mà Titan gây ra cho loài người. Cậu bỏ vấn đề tình cảm bạn bè sang một bên, tập trung sức lực và cuối cùng cũng có thể hóa thành Titan để chiến đấu với Enya. Tập 25. Trận chiến của hai Titan diễn ra khốc liệt, nhưng có vẻ như chỉ hăng máu thôi thì vẫn chưa đủ để có thể đánh bại được Enya. Còn về phần quân cảnh vệ, họ quyết định sẽ để Erwin cho hội đồng xét xử và tạm bắt giữ anh vì hậu quả với thành phố quả thật rất nghiêm trọng. Nhưng với Erwin, hy sinh này là bước ngoặt cho chiến thắng của loài người và những bí mật chưa được khai thác. Trận chiến có phần nghiêng về Enya, những ký ức về người bố luôn bên cạnh cô vì một lý do nào đó. Còn Eren dường như tâm thất cậu chỉ có ý định tiêu diệt lũ Titan, và thế là quái vật. Quái vật thật sự. Eren là một con quái vật càng quét mọi thứ trước mặt tấn công điên cuồng. Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp từ Mikasa để ngăn cản Enya chạy trốn, Eren đã có thể bắt sống cô. Nhưng ngay lúc này, thân xác Enya đã được bao phủ bởi thiết giáp. Còn Eren đang mất tự chủ nên Levi đã tấn công để lôi cậu ra khỏi Titan. Trong hội xét xử, các lãnh đạo cho rằng đây là một thiệt hại do kế hoạch Erwin tự ý tạo ra. Mọi người đều đang thất vọng vì Enya đã tự bảo mật thông tin bằng cách bao bọc bằng thiết giáp. Do sự lưỡng lự của Eren khi thấy Enya trong thân xác Titan rơi lệ nên cậu đã làm hỏng kế hoạch. Còn với Mikasa, cô mừng vì Eren đã quay trở lại. Erwin lúc này sẵn sàng để chiến đấu vì anh tin rằng khả năng loài người thành Titan là một bước tiến và còn nhiều điều ngoài kia con người chưa biết được hết. Đã đến lúc con người càng quét từng con Titan trong thành. Và lệnh triệu tập xét xử quân chính xác và Eren đã được bãi bỏ. Enya sẽ do quân chính xác giám sát dưới sâu lòng đất. Nhưng sẽ mất nhiều thời gian và hy sinh hơn để con người biết điều gì đang cầm tù họ. Tập 26. Sau những trận chiến hy sinh của nhiều người, con người đã phát hiện ra được có những Titan sống trong lốt người trà trộn dưới họ, và Enya là một trong số bọn chúng. Khi đang dọn dẹp chiến trường, đội của Hange đã phát hiện một con Titan bị nhốt bên trong bức tường. Một tên mục sư tên Nick đã chạy đến bảo không được để nó tiếp xúc ánh nắng. Erwin ra lệnh tạm che Titan chờ trời tối mới quyết định xử lý. Dù bị Hange đe dọa, nhưng tên mục sư vẫn không nói chuyện gì đang xảy ra khi có Titan ở trong bức tường. Ngay lúc này, quân tình báo đến báo tin Titan đã tấn công thành Ro.
Quay lại 12 tiếng trước, nhóm của Connie, Sasha và những người khác được dẫn dắt bởi Michelle, người được coi là mạnh thứ hai sau Levi. Họ bất ngờ thấy một nhóm Titan tấn công từ hướng nam của thành Ro. Michelle lệnh cho người đi báo tin và nhóm còn lại rút chạy. Trên đường, một nhóm Titan bỗng dưng chạy về hướng họ nên Michelle đành phải một mình câu giờ để những người khác rút lui. Connie cũng đồng ý dẫn dắt vì đây là khu cầu tầng sống. Nhưng sau khi dẫn dắt mọi người đến nơi an toàn, Connie sẽ quay lại vì hướng nam là nơi sinh sống của làng cậu. Cậu muốn quay lại để kiểm tra. Eren vừa tỉnh dậy, cậu nhớ lời mẹ phải trưởng thành để bảo vệ Mikasa. Armin chạy đến báo tin thành Ro đã bị tấn công cho họ biết. Michelle lúc này đã tiêu diệt được vài con Titan. Thấy cậu đủ giờ nên anh cũng gọi ngựa đến để bỏ đi. Thì một con Titan lạ thường luôn đi vòng vòng quanh đáy tấn công và giết ngựa của anh. Michelle bị tấn công và bất cẩn bị bắt lấy. Tuy nhiên, con Titan lạ thường kia đã ngăn cản và tiến lại bất ngờ nói chuyện với Michelle. Hắn hỏi về vũ khí dùng để bay lượn của loài người gọi là gì. Michelle thật sự sốc khi biết Titan có thể nói chuyện. Sau đó hắn đem thiết bị chiến đấu của loài người đi và ra lệnh những con còn lại giết anh. Tập 27. Ở quận Chót, tư lệnh Bixit cũng đã hay tin về cuộc chiến này. Đàn quân của Erwin cũng đã xuất phát ra mặt trận. Eren, Mikasa, Armin và Levi cũng thành một nhóm hội chấn thương đi xe kéo ra mặt trận. Tên một sư nít cũng được Hange mang theo để cho hắn thấy sự tàn nhẫn của nhân loại đang chịu đựng để ông nói ra bí mật này. Sasha thì đang quay về làng của mình. Cô bắt gặp một Titan đang ăn thịt mẹ của một cô bé. Rìu không thể chém chết được nó nên Sasha đành dắt cô bé bỏ chạy. Sasha dặn cô bé cứ việc chạy để sống, chạy đến khi có người giúp mình, đừng từ bỏ. Cô ở lại chiến đấu với tên Titan đang đuổi theo họ. Là một thợ săn được bố dạy từ nhỏ, cô thành thạo việc bắn cung là mù mắt con Titan để có thêm thời gian chạy. Được một đoạn thì đàn ngựa của bố cô đã đến. Ông mừng vì cô đã trưởng thành biết bảo vệ người khác. Còn nhóm của Connie cũng đã quay lại làng của mình. Nhà của cậu bị một Titan đè lên, tuy nhiên nó lại không cử động được. Mọi người đều thắc mắc tại sao nó vô được đó. Tập 28. Connie lúc này đang đau buồn vì cho rằng cái làng mình đã bị giết hết. Nhưng mọi người cho rằng họ đã trốn vì quanh đây không có xác chết hay vết máu. Connie chợt nghe được tiếng mừng cậu trở về từ con Titan nằm ngửa kia. Đồng đội kêu cậu nhanh chóng quay về để làm nghĩa vụ người lính. Tuy Titan kia nhìn giống mẹ cậu, nhưng Connie đã gác lại mọi việc để quay về. Amy không được trang bị chiến đấu nên cô muốn cùng Krista quay về, nhưng trưởng nhóm họ cần họ để đi báo tin và sẵn sàng hy sinh. Krista và Amy đều cùng khóa huấn luyện 104 với Eren. Krista ở trong top 10 nhưng cô luôn yếu đuối. Cô thắc mắc vì sao Amy luôn bên cạnh cô. Phải chăng là do tài sản thừa kế của Krista? Nhưng Amy bảo cô ở đây là vì cô muốn vậy. 11 tiếng sau khi phát hiện Titan, nhóm của Connie gặp lại Amy và Krista. Tuy nhiên họ đã đi dọc tường thành từ hai hướng đến khi đụng nhau cũng không bên nào phát hiện được lỗ hổng nơi mà Titan vào thành. Khi trăng lên, họ quyết định đến một tàn tích của tòa thành bỏ hoang gần đó để nghỉ ngơi. Hange phát hiện ra mảnh da đã hóa đá của Anie dù đã tách khỏi cơ thể nhưng vẫn không bị bốc hơi. Nó cũng có chất liệu giống như những bức tường thành. Cô và Armin cùng suy đoán các bức tường thành đều được xây từ Titan. Hồi nãy ý tưởng sẽ dùng Eren ở trạng thái Titan hóa cứng và lắp lại lỗ hổng của bức tường thành. Di chuyển trong đêm sẽ tránh các Titan và đến thành Maria lắp lại. Eren cũng có thể đến hầm nhà của mình để biết được bí mật mà cha cậu để lại. Một sư nít sau khi nhìn cảnh dân chúng phải di cư khi Titan xuất hiện, ông đã xao động. Tuy nhiên giáo phái của họ buộc họ không được phép nói ra. Nít chỉ có thể cho biết họ được bảo phải canh chừng một cô gái mới gia nhập quân trinh sát từ khóa huấn luyện của Eren. Cô ấy có thể biết sự thật mà cả giáo phái của họ cũng không biết. Sasha cũng đem một báo cáo gửi về cho Hange. Nhóm Amy lúc này bị bao vây bởi Titan. Dù chăng để lên nhưng chúng vẫn có thể di chuyển và tên Titan dị biệt kia đang lao lên tường thành. Tất cả tân binh của khóa huấn luyện đều không được trang bị thiết bị để chiến đấu. Nhóm chỉ huy của họ đã lao lên trước. Levi cũng đã bắt đầu cho phép nhóm Eren, Mikasa tiến tới tòa tháp bỏ hoang, nơi mà nhóm Connie Ymir đang ở đó, vì ở đó có thể bao quát cả tàu thành. Căn dặn mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ của riêng từng người. Tập 29. Hai tiếng trước đó, Rainer có cuộc nói chuyện với Ymir. Cô đưa cho anh một hộp cá chích, nhưng khi Rainer cầm lên thì những ngôn ngữ trên hộp anh hoàn toàn không hiểu, nhưng Ymir lại hiểu được nó. Đúng lúc này, đợt Titan tấn công xuất hiện, một con trong đám đã vô nhà được, nên tất cả tân binh đi tìm những gì có thể chiến đấu. Rainer luôn là người xung phong đến chỗ nguy hiểm đầu tiên. Khi bị tấn công, Burhol và mọi người đã đến kịp. Họ dùng khẩu pháo để đè lên nó. Đúng lúc này, Connie bị nguy hiểm. Rainer đã giúp cậu và bị Titan cắn trúng tay. Sau đó, anh cõng nó lên cửa sổ để cùng nhảy xuống, thì Amy đã đạp nó xuống đất. Những người bên ngoài đã dần hết ga và sức lực. Lúc này, con Titan ở tường thành đã chọi đá qua bên tấn công họ. Từng người một chết đi trước mặt những tân binh. Krista cũng muốn chiến đấu để được hy sinh, nhưng Amy khuyên cô hãy sống mạnh mẽ lên, như lời hứa họ từng hứa, sống một cuộc đời đầy tự hào. Sau đó, Amy mượn dao của Connie, nhảy xuống rạch tay và hóa thành Titan. Tập 30. Quay lại quá khứ của khóa huấn luyện 104,
Lúc này bọn họ có một cuộc hành quân qua bão tuyết. Clarita, Ymir và một thành viên khác đã bị lạc trong bão. Clarita lúc này đang kéo thành viên kia trên cái cán để đi tiếp do anh ta đã bị ngất vì lạnh. Ymir khuyên cô nên bỏ anh ta lại, nếu không cả ba sẽ phải chết. Ymir nhận ra Clarita luôn cố gắng làm gì đó để khi chết được mọi người công nhận. Do trước khi gia nhập quân chính xác, Ymir vô tình nghe được bọn giáo hội nói với nhau vì Clarita là đứa con ngoan sắp được vào vị trí quan trọng. Chúng muốn giết cô, nhưng đã tha mạng với điều kiện cô phải thay tên đổi họ và sống cuộc đời bình thường. Đồng cảm với Clarita nên Ymir đã giúp đỡ. Cô đánh bật Clarita xuống dốc, sau đó Ymir hóa thành Titan ôm người bị ngất kia về nơi tập trung và ngồi đợi Clarita đến. Họ đã giao ước sẽ cho nhau biết bí mật của nhau nếu Clarita nói tên thật của cô, và Ymir sẽ nói làm cách nào đưa người kia xuống được vách núi cao như vậy. Quay trở lại, Ymir đã hóa thành Titan và tấn công những tên khác, nhưng Rene chợt nhận ra Ymir chính là con Titan năm ấy đã giết bạn mình. Trong lúc chiến đấu, Ymir đã cho mọi người đu vào tóc và nhảy đi đưa họ xuống đất. Nhưng quá nhiều Titan nên cô đang bị chúng ăn từng bộ phận. Đúng lúc này, giống Mikasa, Eren và Armin cùng Hange đã đến, đội tiếp viện cùng xông vào giải quyết tất cả Titan. Clarita cũng đã cho Ymir biết tên thật của mình là Historia. Tập 31. Trước đó 12 tiếng, nhóm Levi đã có cuộc điều tra về lai lịch của Enya. Theo báo cáo, có hai người trong khóa huấn luyện 104 cùng quê với Enya là Rainer và Berho. Armin nhận ra trong nhiệm vụ lần trước, Rainer luôn dò tìm xem Eren đang ở vị trí nào ở sơ đồ. Sau khi Rainer thoát ra khỏi tay của Enya, Enya đã chạy thẳng về hướng của Eren. Armin cho rằng Rainer đã ghi gì đó lên tay của Enya. Mọi người được lệnh tỏ ra bình thường khi gặp hai người họ. Sau khi chú Hannes đến báo quân chú thủ không tìm thấy lỗ hổng trong thành, Hange đã ra lệnh rút quân và đưa Ymir về thành Trót. Rainer lúc này đã nói chuyện riêng với Eren. Anh ta nói mình chính là Titan thiết giáp và Bohol là Titan năm đó đã phá thành Maria. Mục tiêu của họ là xóa sổ loài người. Họ mời Eren gia nhập, nếu có Eren họ sẽ không cần phải phá tường thành nữa. Eren cho rằng Rainer quá mệt mỏi nên đã mất trí nên đã từ chối. Rainer tức giận, đã đến lúc anh ta trở lại là một chiến binh. Vì những năm qua sống cùng mọi người khiến anh ta trở nên ngu ngốc. Mikasa đã quay lại tấn công họ bảo vệ Eren, nhưng họ đã hóa thành hai con Titan năm ấy. Eren tức giận vì hai người họ là những người đã hướng dẫn cậu những ngày đầu tiên. Ai cũng đều coi Rainer và là anh cả vì anh ta luôn xả thân giúp đỡ mọi người. Eren cũng hóa thành Titan và chiến đấu. Tập 32. Trận chiến với hai Titan bắt đầu. Sau khi Titan khổng lồ nuốt Ymir và một thành viên khác, Hange đã quyết định ra lệnh tấn công. Từng nhóm lao vào. Do thân xác to lớn nên họ đều né tránh được đòn tấn công của Titan. Nhưng khi lại gần, Titan khổng lồ đã phát ra hơi nóng khiến mọi người không thể tiếp cận. Mọi người đành phải đứng chờ đợi vì Titan khổng lồ vẫn đang phát ra hơi nóng quanh người khiến họ không thể sử dụng thiết bị bay đến gần. Mikasa cùng Eren đang chiến đấu với Titan thiết giáp. Mikasa không thể chém được vì hắn được bao bọc giáp khiến kiếm của cô luôn gãy. Eren thì sau khi bị đấm bay ra, ngồi luyên thuyên sẽ tiêu diệt Rainer thì đứng dậy là bị vả thêm một cú bay ra xa nữa. Cậu lại nhớ về buổi tập luyện cùng Enya khi được cô dạy lại các thế vật dùng lực của đối phương để bật đòn ngược lại. Mikasa lúc đó cũng cho Rainer một trận nhừ tử, thế là trận chiến của hai nữ cao thủ bắt đầu, nhưng chưa đề cập đến kết quả của họ. Quay lại, Eren lúc này đã vận dụng thế vật của Enya để chiến đấu cùng Rainer. Cậu lợi dụng lực của Rainer để vật lại và khóa chặt các bộ phận khiến Titan vỡ các mảnh giáp dần. Armin đến nói Eren hãy lại gần thành vì mục đích của hai người họ là bắt cậu. Hange cũng đáp trên vai Eren và nhờ cậu hãy phá những lớp giáp ở đầu gối để quân chính xác có thể tìm cách tấn công. Eren lúc này hiểu ý Hange nên đã gật đầu làm cô sao động vì lần đầu tiên nói chuyện được với Titan hiểu mình. Thế là cậu và Rainer vật lộn với nhau thêm vài đòn. Eren đã khóa được cổ của Rainer, định dùng hết sức để bẻ gãy đầu, thì Rainer đã bò lại hét lên để Titan khổng lồ là Bohol trên thành nghe thấy đến trợ giúp. Tập 33. Cú va chạm lớn từ Titan khổng lồ đã gây ra một vụ nổ mạnh. Những người đang ở gần đó đều bị ảnh hưởng và bất tỉnh. Eren cùng Ymir đã bị Rainer và Bohol mang đi. Quân tình báo đã mang thông tin về cho hai chỉ huy Bisic và Erwin. Họ đã hay tin không có lỗ hổng và đã có ba Titan chiến đấu với nhau. Mikasa tỉnh dậy, biết tin Eren đã bị bắt đi 5 tiếng trước. Cô buồn bã. Eren luôn đi trước họ, bỏ rơi họ lại. Chú Hannes đã đến an ủi. Chú nói Eren chưa bao giờ chiến thắng, nhưng chưa bao giờ chú thấy Eren thua hay khuất phục trước ai. Chú muốn tìm lại sự bình yên của 5 năm trước. Chú sẽ cùng Mikasa, Armin đi tìm Eren. Đội quân của Erwin đã đến. Họ dùng thang để đưa ngựa ra ngoài thành. Hange cũng cố sức lực để chỉ dẫn đường đi cho họ, vì cô nghĩ chúng cũng sẽ phải nghỉ ngơi sau trận chiến đó và có thể ở trong một khu rừng để tránh những Titan khác.
Thế là đội quân của họ bắt đầu chuyến đi tìm Eren. Tập 34. Hành Ghê muốn quay trở lại làng của Connie để điều tra con thai thần đang bị kẹt ở đó. Eren và Ymir lúc này đã tỉnh lại, chân tay của họ đang hồi phục dần. Eren lại muốn biến thai thần để chiến đấu tiếp, nhưng Ymir phân tích chỗ họ đang ở cách xa thành, những thai thần khác cũng đang bao vây và có những con dị thường khác cũng đang quan sát họ. Giờ mà đánh nhau thì cũng không có lợi cho họ. Eren quyết định tìm hiểu mọi việc nên cậu sẽ kiềm nén cảm xúc lại. Runner bất chợt nhắc về kỷ niệm giữa họ, điều này làm cho Eren kinh tởm. Eren đã nhận ra lúc đầu họ có nhiệm vụ gì đó, nhưng khi tiếp xúc cùng nhau quá lâu nên Runner đã quên mất bản thân mình là ai. Chính vì điều đó mà Boho đã nói Runner từng là chiến binh. Ymir chợt nhớ Runner đã thay đổi sắc thái khi nhìn thấy con Titan kỳ lạ có hình dạng giống khỉ kia. Nó là chủ mưu của tất cả sự việc này. Cô suy đoán nếu Runner tìm thấy nó thì họ có thể về được nhà. Runner cũng thuyết phục Ymir gia nhập. Tuy họ không biết cô sẽ sống sót không vì năng lực của cô yếu hơn bọn họ, nhưng Runner bảo điều này sẽ giúp Ymir bảo vệ được Kharitha. Eren đã hỏi cô ai là kẻ thù, nhưng Ymir cũng chả xác định được theo phe ai. Đội quân của Erwin lúc này đã tiến gần đến họ. Tập 35. Một đội được Hange giao nhiệm vụ đến làng của Connie điều tra. Họ tìm bức hình gia đình của Connie và quả thật con thai thần nằm ở đó rất giống mẹ cậu. Runner lúc này khi quân trinh sát đang đến gần, họ thuyết phục Ymir cùng theo vì sức lực đánh với Erwin sẽ không dễ dàng. Eren thì dù cụt tay nhưng vẫn hăng hố đập lộn với Runner và bị đánh bất tỉnh. Họ bắt đầu chạy trốn, nhưng Ymir muốn Runner mang Kharitha đi cùng vì có thể những chiến binh khác của Runner sẽ giết Ymir khiến cô không còn được nhìn thấy Kharitha nữa. Vì lúc nhỏ, Ymir đã luôn phải dối trá để sống qua ngày. Đến lúc cô biết được Kharitha, một người cùng hoàn cảnh như cô cũng bị ruồng bỏ. Cô cảm thông và cảm thấy trân trọng Kharitha nên bằng mọi giá Ymir muốn đưa Kharitha đi cùng. Cô đã hóa thành thai thần đợi khi nhóm của Mikasa tới và tìm kiếm được Kharitha, nuốt cô ta vào bụng rồi chạy đi. Runner lập tức biến hình rồi cõng bọn họ chạy. Chủ Hennet đã mang ngựa tới cho nhóm của Mikasa và họ nhất quyết sẽ đuổi theo mang Eren quay lại. Tập 36. Chỉ huy Erwin đã dẫn dụ đám thai thần đang theo bọn họ chạy về phía của Runner. Ymir lúc này đã thuyết phục Kharitha đi theo nhóm của họ vì cô biết được bí mật của những bức tường thành. Boho đã nói bên ngoài không nguy hiểm như Kharitha nghĩ, trong bức tường thành đó mới là nơi tù ngục. Ymir đã phải nói là Runner muốn Ymir bắt cô theo, nếu không Ymir sẽ bị Runner giết, nên Kharitha đã đồng ý đi theo họ. Nhóm Mikasa, Armin, Connie, Jin và những người khác đã nhảy lên Runner để nói chuyện cùng họ vì dù gì họ cũng đã có những kỷ niệm với nhau. Với họ, những tình cảm trước kia chẳng lẽ chỉ là giả dối. Boho cho rằng họ đã làm việc xấu, nhưng không phải điều gì họ làm cũng là dối trá. Nhưng bây giờ họ không thể quay đầu. Mikasa lúc này chỉ muốn cứu Eren. Chợt chú Hannes kêu bọn họ nhảy xuống. Thì ra Erwin đã chặn đầu Runner và hai đoàn thai thần đang ập vào nhau. Runner đã phải khựng lại để chống đỡ. Chỉ huy Erwin lại phát biểu, không có Eren, loài người sẽ không có tương lai ngoài thành. Tất cả hãy chiến đấu, hy sinh để cứu Eren và quay về. Hãy dừng hiến trái tim cho trận đánh này, sau đó anh dẫn đầu đoàn tấn công lao vào. Tuy nhiên Erwin đã bị một con thai thần cắn trúng, nhưng ý chí và sắc thái cứu Eren của Erwin rất kiên cường. Chỉ huy ra lệnh cho bọn họ tiếp tục tiến lên, vì Runner đang bận chiến đấu nên không thể giấu Eren trong lớp thiết giáp nữa. Mikasa chút nữa thì cứu được Eren, sau đó cô bị một thai thần tóm lấy, Jin đã lao vào cứu kịp. Armin đã phải tiếp cận dùng đòn tâm lý, bảo với hai người họ rằng Annie đang bị tra tấn cực hình để khích Runner và Boho, vì bọn họ coi trọng Annie vì cô ấy hiểu họ. Ngay lúc sơ hở, chỉ huy Erwin đã quay lại và cứu được Eren, ra lệnh rút quân toàn đội. Connie đã vớt được Kharitha và dẫn dụ Ymir chạy theo để hai người họ được bình tĩnh trở lại. Nhưng Runner đã quăng những con Titan chặn đầu đàn quân. Tập 37. Eren lúc này đã gặp lại con Titan năm đó đã giết mẹ cậu. Chú Hannes lần này quyết tâm sẽ trả thù cho mẹ cậu và chú cũng đã đủ dũng khí để chiến đấu với nó. Jin muốn tới giúp nhưng Runner đã tặng cho họ vài con Titan để cản đường. Kharitha và Ymir đã làm rõ mục đích sống cho nhau. Kharitha đã biết Ymir nói dối là bị Runner uy hiếp nhưng thật ra Ymir đang bảo vệ cô. Thế là Kharitha tặng cho Ymir câu nói, mỗi người một cuộc sống, bớt sống cho người khác lại. Và cô đã dùng tên thật của mình là Historia lao vào chiến đấu. Eren cũng muốn chiến đấu để trả thù cho mẹ, nhưng một lần nữa, lúc nguy cấp thì ông nội này lại không hóa thai thần được. Nhóm Armin và Jin cũng gặp nạn. Jin bị thương, Armin thì không đủ sức chiến đấu, còn phải vừa ôm Jin vừa quơ quơ bừa cây kiếm trong bất lực. Chú Hannes cũng đã phải bỏ mạng vì bị thai thần bóp nát chết trước mặt của Mikasa và Eren. Cậu gục xuống khóc nức nở, tự trách bản thân sau ngần ấy năm vẫn không thể làm được gì.
Mikasa trấn an vì đối với cô rất biết ơn Eren đã chỉ cô cách sống là như thế nào từ sau khi gia đình cô bị sát hại. Cảm ơn Eren đã tặng khăn cho cô. Cô rất biết ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã ở bên Mikasa. Ngay lúc này, Eren đã bộc phát sức mạnh của cậu. Tay không đấm văng con Titan và có một sức mạnh ý lực từ Eren đã truyền đến toàn bộ Titan khác, khiến chúng lao vào tấn công Titan đã giết chú Hanet trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Reiner cũng nhận ra được sức mạnh của Eren là năng lực mạnh nhất cuối cùng, chính vì thế mà bọn họ muốn có được cậu. Reiner lao tới chỗ Eren thì Eren đã dùng ý lực la làng hù dọa sẽ giết họ nếu họ tiến gần. Ý lực này truyền cho những Titan khác và chúng lại tiếp tục lao vào tấn công Reiner. Chỉ huy Arawin và mọi người lợi dụng lúc này để rút quân về thành. Emi cũng đã chia tay Historia vì cô muốn quay lại giúp đỡ Reiner. Emi biết nếu Reiner về tay không thì bọn họ sẽ chết chắc. Người dân đang trốn trong thành phố ngầm của thành Sina do thiếu thức ăn, chính phủ đã phải công bố thành Rô an toàn để toàn bộ di dân lên lại. Trong phòng tịnh dưỡng gồm có Arawin, Levi và Bisit, Hange đã dẫn Connie đến với một phát hiện mới của cô. Từ cuộc điều tra nơi Titan xuất hiện trong thành tại làng Connie, cô cho rằng có khả năng Titan chính là con người. Levi thì hơi sốc do trước giờ anh đi lang thang chỉ để giết người. Arawin cũng đã cười vì cuối cùng họ cũng đã tiến được một bước sau ngần ấy sự hy sinh để biết điều gì đang cầm tù họ trong những bức tường thành này. Bức tường đã ngăn cách họ với sự thật bên ngoài. Jin và Armin đã suy đoán sự việc của những Titan lúc nãy chính là do Eren có năng lực điều khiển Titan. Mọi người đều đã hy sinh rất nhiều. Liệu Eren có xứng đáng với sự hy sinh của những người đó? Cuối phim là hình ảnh của một người kỳ bí đứng trên lưng Titan khỉ to xác kia. Một cuộc chiến khác, một sự thật nữa sắp được biết đến. Tập 38. Những gương mặt thân quen của khóa huấn luyện 104 của chúng ta đã gia nhập nhóm của Levi. Sau đó, Eren có một cuộc thử nghiệm về khả năng hóa cứng nhưng thất bại toàn tập. Nếu thành công thì có thể dùng cậu để chám tường thành Maria lại, đỡ tốn công vận chuyển vật dụng. Có hai người bí ẩn cũng đang theo dõi bọn họ. Levi quay về gặp Arawin. Theo thông tin được biết, Historia là con rơi của lãnh chúa Rhea. Nhưng điều thắc mắc là tại sao một lãnh chúa lại biết về bí mật của tường thành của chính quyền. Sáng hôm sau, Hanger đến báo tin một sư nít đã bị giết. Khi cố đến thì quân cảnh vệ trung ương đã ở đây và không cho quân chính xác tiếp cận. Hanger điều tra tại chỗ và suy đoán nít đã bị những tên cảnh vệ này tra tấn đến chết. Vậy là còn nhiều điều mờ ám mà lúc này chính phủ cũng đã phải ra tay. Một bức thư từ Arawin gửi cho Levi, sau đó anh gấp rút kêu gọi mọi người xóa mọi dấu vết và bỏ đi. Ít lâu sau đó, chỗ của họ đã bị phục kích bởi quân cảnh vệ, đã có lệnh từ chính phủ. Mọi hoạt động của quân chính xác ngoài thành đã bị cấm, và họ muốn giao nộp Eren và History. Arawin cũng đã bị tạm giam. Hanger sẽ quay lại chỗ Arawin, còn Levi sẽ tìm tư lệnh Bisit ở quận Chót. Eren cũng đưa một đoạn nội dung cuộc nói chuyện giữa Imi và Boho cho Hanger để tìm hiểu. Khi nhóm họ tiến vào thị trấn, hay tin vua Firik đã phát lương thực cho người dân khó khăn ở quận Chót. Một nhóm cấp cao tại cung điện đang bàn bạc với nhau. Lần phân phát này đã tốn 60% lương thực từ kho dự trữ, chỉ để lấy lòng tin dân chúng và đang gấp rút cần thứ sức mạnh và vật chứa gì đó. Một nhóm côn đồ đã bắt Eren và History bỏ chạy, tuy nhiên đó chỉ là Jin và Armin giả thành. Khi quan sát, Levi suy nghĩ tại sao lại dùng những tên bán chuyên này để tấn công họ. Thế là anh giao nhiệm vụ của Armin và Jin cho Mikasa, đồng thời cũng căn dặn họ đề phòng điều gì đó. Sau đó Levi đi đến chỗ xe ngựa đang chở Eren và Historia. Khi quan sát trên cao, cậu bị phục kích bởi một người quen cũ, người từng giết 100 quân cảnh vệ và ở cùng cậu khi nhỏ, đó là Kenny. Levi bị bao vây bởi rất nhiều tay súng. Tập 39. Cuộc truy sát bắt đầu, những người theo Levi đã bị giết và một mình anh đang phải vật lộn chạy trốn khỏi những làn đạn. Eren và Historia đã bị bắn đạn mê và ngất đi. Levi trốn trong một quán rượu, Kenny và đội của hắn đã bao vây xung quanh. May mắn thay, Levi mượn được cây súng của chủ tiệm, phá vòng vây và thoát ra ngoài được. Anh cũng xử đẹp được vài tên. Xa xa nghe được tiếng súng, Mikasa nhắc điều Levi căn dặn cho mọi người nghe chính là từ giờ họ có thể phải chiến đấu với con người. Armin chiếm lại được xe ngựa, nhưng Jin còn do dự không dám giết cô gái kia, thế là cậu bị uy hiếp lại. Nhưng Armin đã ra tay bắn chết cô ta. Tuy nhiên Eren và Historia đã bị cướp lại và đưa sâu vào thành. Levi đã phải ra lệnh dừng lại, vì tiếp tục truy đuổi họ có thể bị nguy hiểm. Levi truy hỏi tung tích của Eren qua tên thương buôn được quân cảnh vệ thuê. Hắn đã dẫn dụ những cảnh vệ đến để đội Levi bắt giữ. Hanger sau khi đọc nội dung mà Eren gửi về cuộc nói chuyện của Imi và Boho, cô báo tin cho Arawin có thể Eren sẽ bị ăn thịt. Levi và Hanger tra tấn những tên cảnh vệ và moi được thông tin từ chúng, thì ra nhà Rey mới là hoàng tộc thật sự. Historia là người kế vị hoàng gia thật sự và bọn họ đang ở chỗ của Rod Rey, cha của Historia. Tập 40.
Quay lại quá khứ lúc nhỏ của Historia, cô từ nhỏ sống tại một trang trại làm đủ mọi việc, còn mẹ của cô thì chỉ việc đọc sách. Tối đến bà ăn diện và lên xe ngựa đi đâu đó. Đến khi cô biết đọc sách, cô đã đọc và tìm hiểu về cử chỉ thân thiện giữa cha mẹ và con cái hay làm với nhau. Một hôm cô nhảy tới ôm bà và bà đã tát đẩy cô ra. Nhưng đó là lần đầu bà làm gì đó với cô nên Historia vẫn thấy vui. Tuy nhiên bà đã nói giá như lúc đó có thể giết cô. 5 năm sau, ngày mà thành Maria bị thay thành thiết giáp phá, cha của cô là Rod đã đến tính đưa cô đi. Nhưng khi ra ngoài, đội quân của Kenny đã ở đây và họ hỏi có quan hệ gì không. Để bảo vệ Historia, ông đã nói không có quan hệ gì với họ. Mẹ của cô thì bị giết trước mặt, nhưng bà vẫn nói giá như mày không được sinh ra. Và để giữ mạng cho Historia, ông đã yêu cầu cô đổi tên thành Krista và sống một cuộc đời bình thường. Quay lại thực tại, khi họ gặp nhau, ông đã cho cô biết họ mới là hoàng tộc chính thống và ông đã dẫn cô đến nơi mọi thứ bắt đầu. Hange đang phân tích đoạn hội thoại Eren đã gửi cho cô. Theo cô suy đoán, khi một người sở hữu năng lực thay thần ăn một người sở hữu năng lực thay thần khác, họ có thể sở hữu sức mạnh của người bị ăn. Đó là lý do Eren là một bình chứa sức mạnh, vì cậu đang có năng lực điều khiển thay thần và chính quyền đang tìm cách để thay thần của họ sở hữu năng lực của Eren. Arwen và Bisit đã gặp nhau. Tại đây, Arwen muốn cùng lật đổ chính quyền vì Historia mới là hoàng tộc chính thống. Ngài Bisit cũng đã đồng ý giúp, nhưng việc đó không phải do họ quyết định, mà là do dân chúng có tin điều họ nói hay không. Lúc này, tên thung buôn lần trước đã bị giết bởi Kenny và chính quyền vu tội cho Arwen. Arwen đã giao chức chỉ huy kế tiếp cho Hange và anh ra trình diện. Qua đó, đoàn chính xác đã bị bắt giam toàn bộ. Trước đó, Arwen đã kể câu chuyện về cha của cậu là một giáo viên cho Bisit nghe. Theo cha cậu nói, mọi ghi chép về lịch sử con người trước khi những bức tường thành xuất hiện đã bị mất. 107 năm trước, con người đã chạy trốn vào những bức tường thành. Nhà vua đã làm gì đó để thay đổi ký ức của họ về thế giới bên ngoài tường thành. Đó là lý do khi những người trong thành tiếp cận sự thật, họ đều bị giết, kể cả cha Arwen. Chính quyền chỉ bảo vệ đất đai của cải của họ, và Arwen vẫn đang đấu tranh để chứng minh giả thuyết của cha cậu là thật. Lệnh truy nã nhóm Levi đã phân phối khắp thành, những tiếng xấu đã gieo lên đầu quân chính xác. Tập 41. Con trai của người chủ thương buôn bị giết là nhân chứng duy nhất có thể chứng minh được quân chính xác vô tội. Hange đã cố thuyết phục cậu ấy. Quân cảnh vệ tiếp cận nhóm Levi chính là hai tân binh cùng đội với Anie. Họ được biết sự thật Anie chính là thai thần đã càn phá thành hôm đó. Nhưng họ đã cố ý muốn giúp đỡ quân chính xác vì lý tưởng cứu thế giới của họ. Sau một màn thử thách lòng tin từ Jin, thì họ cũng được Levi tin tưởng. Họ chỉ nhóm anh tới chốt cảnh vệ gần đó để bắt tên đội trưởng dò thông tin của Eren và Historia. Còn con trai của thương buôn là Flogo đã dụ những tên cảnh vệ nói ra hết sự thật về cái chết của cha cậu cho hội thương buôn và báo chí nghe. Tuy không có đông người, nhưng những người đã nghe được sự thật họ quyết tâm để sự thật này được phơi bày. Khi bắt được tên đội trưởng mới của quân cảnh vệ, nhưng dù bị tra tấn bởi Levi, hắn vẫn không có thông tin gì cho họ. Đó là sự cẩn thận của Kenny Ackerman. Chính quyền một lần nữa nghĩ rằng Arwen không biết gì về sự thật các bức tường và đã đưa anh ra để chờ ngày hành quyết. Tập 42. Tòa án gồm những chỉ huy quân đội cùng hội đồng chính quyền và nhà vua diễn ra để xử tội Arwen. Dù Arwen có nói mục đích của anh là vì nhân loại, không thể để dân chúng sống mãi trong những bức thành đến khi thành Rô cũng sụp đổ và dời vô thành Sina thì tình trạng lương thực sẽ khiến dân chúng tự sát hại lẫn nhau. Nhưng hội đồng chính quyền luôn tìm cớ buộc tội Arwen vì những lợi ích cá nhân mà anh gây hại đến dân chúng, và buộc án tử hình thi hành ngay lập tức. Đúng lúc này, một quân lính của quân chủ thủ ập vào báo tin thành Rô đã sụp đổ vì sự tấn công của Titan thiết giáp và Titan khổng lồ. Những chỉ huy lập tức ra lệnh đi di tản dân thành Rô vào thành Sina, nhưng bọn chính quyền đã ra lệnh đóng chặt cửa thành Sina lại để mặc dân thành Rô chết. Người bạn của Arwen cũng là chỉ huy quân cảnh vệ đã từ chối vì anh cũng là một người thành Rô và không muốn dân chết. Ngay lúc này, một cuộc đánh ngược đã diễn ra khi thống đốc Jessori đã đến phối hợp cùng tư lệnh Bisit để lật đổ chính quyền. Tin thành Rô sụp đổ chỉ là tin giả do Bisit dựng lên để xem câu trả lời của chính quyền như thế nào, và kết quả họ đã cho thấy họ nên làm gì. Toàn bộ quân cảnh vệ trung ương của chính quyền cũng đã bị quân chú thủ tóm gọn. Thế là bọn chính quyền giả bị bắt và tên vua kia cũng là một kẻ bù nhìn. Tin tức được Hange đem đến báo lại nhóm Levi, đồng nghĩa họ đã được tự do làm cả đám mừng rỡ. Các mặt báo về sự giả tạo của chính quyền cũng được bao phủ toàn quốc. Lòng dân bây giờ bị mơ hồ, không biết tin ai và chính quyền mới có đủ tin cậy hay không. Nhưng tên cầm đầu cảnh vệ trung ương vẫn đang ở cùng Eren và Historia là Kenny. Nhóm Levi tiếp tục đến nơi mà Hange nghi ngờ Eren đang ở đó, vì cô tìm thấy tư liệu kể rằng gia tộc Rey đã chết toàn bộ bởi một vụ cướp của đốt nhà thờ vào ngày thành Maria bị sụp đổ. Người còn sống duy nhất là Rod, và ông sau đó đã tìm đến Historia. Nhưng suy luận của Hange, cướp thì đánh nhanh rút gọn, sao chúng lại tốn thời gian để đốt nhà thờ? Và Rod bỏ tiền ra để xây lại để làm gì? Nên Hange kết luận việc này có thể liên quan đến bí mật của Titan.
Armin thì đang suy nghĩ một người bình thường ăn một người có năng lực Titan thì có thể sở hữu năng lực của người đó. Vậy thì Eren đã ăn thịt ai? Eren tỉnh dậy ở một căn hầm xung quanh là những tảng đá phát sáng. Tập 43. Khi tỉnh dậy, Historia đã kêu Eren bình tĩnh và cô bảo cha cô đang cố bảo vệ nhân loại. Eren thì có ký ức quen thuộc về nơi này. Rod đã đến và dắt Historia lên chạm sau lưng Eren. Một dòng ký ức của cậu được phục hồi. Trong ký ức, cậu thấy cha mình đã biến cậu thành Titan và cậu đã ăn ông ta. Qua đó, Rod nhắc nhở cậu đã nhớ ra tội ác của cha cậu hay chưa. Historia cũng được phục hồi ký ức khi chạm vào Eren. Lúc nhỏ, cô có một người chị là con của Rod, luôn đến chơi cùng cô, quan tâm yêu thương cô. Nhưng sau mỗi cuộc gặp gỡ, người chị này đã xóa ký ức của cô. Rod đã nói đó là Frieda, người chị cùng cha khác mẹ với Historia. Ông kể gia đình ông 5 năm trước đã bị Grisha Yeager, là cha của Eren, đến sát hại. Ông bảo Grisha là một Titan, hắn đến tấn công gia đình họ vì đã chiếm đoạt năng lực mạnh nhất của Titan ở trong chị cô. Do chưa đủ kinh nghiệm chiến đấu, nên Grisha đã giết hết gia đình họ, chỉ còn mỗi ông sống sót. Kenny xuất hiện hối họ giải quyết chuyện sức mạnh nhanh lên vì chính quyền giả kia đã bị lật đổ. Arwen cũng bắt đầu dẫn đội quân đến nhà thờ trong vùng đất của gia tộc Roy. Levi đang nói về vấn đề sức mạnh của Kenny. Đối diện với hắn cộng với những thiết bị chiến đấu mới thì Kenny nguy hiểm hơn cả Levi. Levi cũng hỏi họ của Mikasa vì cô cũng họ Ackerman. Mikasa chỉ biết dòng họ cô bị chèn ép ở thành thị. Levi nói Ackerman có khả năng một lúc nào đó thức tỉnh sức mạnh khiến họ mạnh hơn người thường. Kenny đang nhớ về quá khứ. Hắn hỏi người ông mình về lai lịch dòng họ vì sao lại bị hoàng tộc ghét. Ông nói rằng dòng tộc Ackerman từng là cánh tay phải của hoàng tộc, nhưng nhà vua không kiểm soát được Ackerman. Bởi vì sức mạnh của dòng tộc nhà vua được truyền từ đời này sang đời khác, có thể thay đổi ký ức nhân loại và xóa bỏ lịch sử quá khứ, trừ một vài dòng máu đặc biệt là người châu Á và dòng họ Ackerman. Hange đang bàn bạc đội hình về chiến lược tấn công cùng Levi. Cả hai đội quân hai bên đã sẵn sàng cho một trận chiến giữa người và người. Tập 44. Rod bảo với Historia rằng chị cô chưa chết vì ký ức của cô ấy vẫn còn sống. Và ông nói với cô muốn gặp chị thì hãy tiêm huyết thanh này vào người. Chính là thứ ngày ấy Eren đã bị cha tiêm mình vào để biến thành Titan. Đội của Levi cũng đã xuống tới tầng hầm và có một cuộc giao chiến với quân của Kenny. Họ dùng bom dầu và khói để làm mù các điểm bắn của xạ thủ. Biết được các điểm yếu của các thiết bị mới và thời gian nạp đạn nên đã dễ dàng tấn công. Kenny đã xuất hiện giao đấu với Levi. Cuộc chiến trên không không phân biệt kẻ thắng kẻ bại. Hange thì bị xích vô người và bị quật vô tường rơi xuống đất chưa rõ sống chết. Levi và Kenny đều bị thương. Quân của Kenny đã rút vô trong để bảo vệ nghi lễ. Chúng bọc lưới để nhóm Levi không thể bay vô. Quay lại, Rod kể với Historia rằng 100 năm trước, hang động này được tạo bởi một Titan thủy tổ. Cả ba bức tường thành cũng vậy. Sức mạnh Titan thủy tổ đã tác động đến trái tim và thay đổi ký ức của mọi người. Cũng có vài dòng tộc không bị ảnh hưởng, nhưng hậu duệ của họ không nhớ gì về lịch sử trước 100 năm đó. Trừ một người đó là Frieda, tức là chị của Historia. 8 năm trước tại đây, Frieda đã ăn chú, tức là em trai của Rod. Cô đã kế thừa Titan thủy tổ và ký ức của thế giới. Việc này được duy trì qua nhiều thế hệ của gia tộc. Nhưng cha của Eren đã tước đoạt nó, sức mạnh thủy tổ đang nằm trong Eren. Tuy nhiên chỉ có người của gia tộc Rey mới kích hoạt được nó. Chừng nào Eren còn giữ sức mạnh đó, thế giới này vẫn là địa ngục. Thế nên Eren mới được gọi là một vật chứa. Kenny lúc này đã xuất hiện và cho Historia hiểu rằng ý của Rod muốn biến cô thành Titan và ăn thịt Eren. Nhưng Historia vẫn coi đó là sứ mệnh của cô để cô có thể giữ ký ức về người chị. Sau đó, Kenny đã mở khóa miệng cho Eren và rạch một đường trên trán để cậu có thể hóa thành Titan và chiến đấu cho hắn xem. Historia cũng chuẩn bị tiêm huyết thanh nhưng Eren lại không hóa Titan. Cậu khóc vì biết sức mạnh này mà bao nhiêu người đã hy sinh vì cậu. Cậu trách đáng lẽ cậu không nên tồn tại. Điều này làm Historia nhớ lại quá khứ cô cũng bị ruồng bỏ. Cô nhớ về Ymir, lời Ymir mong cô sống một cuộc sống đầy tự hào. Cuộc sống chính là cô. Historia đã hỏi ngược lại lý do tại sao gia tộc Rey sở hữu sức mạnh như vậy lại không tiêu diệt Titan ngoài thành. Nhưng Rod đã cho rằng trong thành mới là thế giới, họ chính là thần linh cai trị thế giới này. Cô đã hất vỡ ống tim phản bác lại ý nghĩa điên rồ của gia tộc cô, sau đó chạy lên giải cứu Eren. Lúc này Rod đã liếm huyết thanh sót lại trên sàn và hóa thành Titan. Tập 45. Rod đang dần hóa thành một Titan mà kích thước của nó còn gấp đôi Titan khổng lồ của bờ hồ. Mọi người lúc này cũng đã đến chỗ của Eren và giải thoát cho cậu. Hầm đang sập dần, mọi lối thoát đều không có. Cái tên Eren này lại bắt đầu cái trò khóc lóc sợ sệt muốn chết để giải thoát nghĩa vụ. Nhưng tất cả mọi người đã thông não hắn. Thế là Eren đã lấy một bình thuốc tên là Giáp cắn vào và biến thành Titan và bắt đầu tạo một vùng hóa cứng cho mọi người chú.
Vậy là khả năng lấp thành Maria đã có tiến triển. Khi lên mặt đất, họ hội ngộ cùng đàn quân của Arwen. Khoang Thái Thành chỉ đang bò lết đến nơi mà chỉ huy Arwen suy đoán là quận Over. Họ rút về thành Sina để bàn tính. Trên đường, Hange đã biết được mọi việc. Sức mạnh thủy tổ đang ở trong người của Eren. Nhưng chỉ có người của dòng tộc mới phát huy được năng lực xóa ký ức ấy. Tuy nhiên, người của dòng tộc nếu sở hữu năng lực ấy sẽ bị vị vua đầu tiên kiểm soát theo lý tưởng thế giới bên trong thành. Eren có ý giải quyết vấn đề là để Rod ăn thịt cậu. Sau đó ông sẽ trở thành người và mọi người sẽ bắt giam ông ta lại để tẩy não lý tưởng của vị vua đầu tiên ra khỏi Rod. Hitoria cho rằng việc đó không gì đảm bảo là sẽ thành công. Thay vì vậy, việc lý tưởng của Titan Thủy Tổ không kiểm soát được Eren sẽ mở ra một cơ hội mới cho nhân loại. Không ai bị ảnh hưởng bởi lý tưởng nhốt trong những bức tường thành. Và cha cậu phải có cách giải quyết nào đó để cậu sử dụng năng lực này. Cho nên căn hầm ở nhà Eren là câu trả lời thích đáng nhất. Hitoria cũng đồng ý để đội quân tiêu diệt cha cô. Một cuộc họp sắp diễn ra, Levi muốn nhờ Hitoria sau khi kết thúc sẽ lên làm nữ hoàng. Tập 46. Vì Titan sẽ bị thu hút bởi khu đông dân, nếu di tản dân thì nó sẽ lao thẳng vào tường thành trong, cho nên họ sẽ dùng dân tập trung lại thành rìa ngoài để thu hút nó. Họ sẽ dùng pháo lực tấn công, nhưng nếu không thể tiêu diệt được, Arwen sẽ dùng binh lực mạnh nhất của họ. Trận tập kết bắt đầu, hàng ngàn dàn pháo được bắn nhưng chỉ gãi ngứa con Titan. Lúc này, đống hàng thuốc nổ được Hange mang về, Arwen cũng nói với Hitoria không để cô chiến đấu. Nhưng Hitoria luôn tự hỏi, một danh hiệu tự giận có thể làm yên lòng dân chúng. Titan lúc này đã tới rìa thành, dân chúng được dẫn đi lẫn trốn, thế là đã đến lúc đội hình binh lực mạnh nhất của quân trinh sát ra tay. Họ dùng cái xe thuốc nổ bắn vào chân tay của Titan, sau đó Eren lao tới nhồi cho nó một đống hàng ngon khiến Titan nổ thành từng mảnh. Và bọn họ phải tìm thấy bản thể chính trong từng mảnh kia tiêu diệt để nó không thể hồi phục. Và Hitoria đã chém đúng bản thể chính của cha cô tiêu diệt được Titan trước mặt của dân chúng. Kenny đã thoát ra nhưng ông đã chấn thương nặng, Levi cho rằng ông sẽ không qua khỏi. Tuy nhiên Kenny đã lấy ra một hộp tim huyết thanh của Titan. Tập 47. Một chút ký ức của Kenny về người nắm giữ năng lực thủy tổ đời trước của gia tộc Roy. Ông nhận ra sức mạnh Titan khủng khiếp đến cỡ nào, nhưng lúc đó người giữ năng lực là Uri đã tha mạng cho ông. Thế là ông đã thành một phần của chính quyền nhà Roy. Nhà Ackerman cũng bớt bị chèn ép hơn. Và em gái ông đã sinh ra đứa con và chết. Kenny đã nuôi dưỡng nó, nhưng theo những cách đường phố nhất. Người đó chính là Levi Ackerman. Ông gia nhập quân cảnh vệ trung ương để chấn áp con người, nhưng mục đích thực sự là tìm kiếm sức mạnh Titan. Vì ông nghĩ người sở hữu sức mạnh đó sẽ bao dung rộng lượng hơn với mọi điều. Ông muốn một lần được nhìn ở góc cạnh đó như người bạn của mình là Uri. Quay trở lại, Kenny đã cho Levi biết ông là anh trai của mẹ cậu. Và ngày đó ông bỏ Levi ra đi là vì những lỗi lầm ông gây ra khiến ông không thể làm cha mẹ của bất cứ ai. Sau đó Kenny giao hộp thuyết thanh Titan lại cho Levi và chết trước mặt cậu. Hitoria lúc này đã chính thức lên làm nữ hoàng với chiến tích là cô đã giết được Titan trong cuộc chiến vừa rồi trước mặt người dân, khiến lòng tin của họ ổn định vào chính quyền. Sau đó cô và bè lũ của mình khi có quyền lực trong tay lập tức làm điều họ khao khát bấy lâu, chính là đi kiếm Levi đánh cho tên lùng này một trận. Khi Hitoria đánh vào Levi, cả đám đã mừng rỡ vì điều này trước đây chưa ai dám làm. Levi cũng đã mỉm cười và cảm ơn họ. Ở xa ngoài thành Maria, Rainer đã bị bại trận bởi Titan quái thú. Thế nên hắn quyết định nhiệm vụ của NEA để sau, bây giờ ưu tiên chính là lấy lại sức mạnh tọa độ của Eren. Tập 48. Đã 2 tháng trôi qua, Hitoria lúc này đã lập các trại trẻ mồ côi để hỗ trợ những đứa trẻ từ thành phố ngầm đến. Các thử nghiệm về hóa cứng của Eren đã có những tiến triển. Hange cũng dựa vào những lỗ hổng được Eren lắp lại để tạo ra một cỗ máy đao phủ giết Titan. Trong dòng ký ức khi Rod chạm vào Eren, có một người đàn ông thuộc quân trinh sát đã từng gặp cha cậu. Eren ráng nhớ đó là ai để tìm hiểu, thì đó chính là giáo đầu Sadie huấn luyện khóa 104 của họ. Họ đến nơi để tìm hiểu thông tin mà ông biết được. Những gì mà Sadie biết chỉ là một câu chuyện của kẻ ngoài cuộc, khi gặp cha cậu ở ngoài thành và ông ấy không nhớ gì trừ cái tên của mình và biết mình là một bác sĩ. Sadie là đoàn trưởng trước Arwen. Sau những thất bại, ông nghĩ mình không phải là người đặc biệt được chọn để làm trinh sát như Grisa từng nói, thế là ông từ chức. Trong ngày thành Maria bị phá, Grisa đã ẵm Eren đến chỗ lánh nạn. Khi biết tin mẹ cậu cũng là người mà Sadie thầm thương đã chết, Grisa đã dẫn Eren vô sâu rừng không cho Sadie đi theo. Đến khi Sadie đến thì chỉ có mỗi Eren và ông đã đưa Eren về. Và như ước nguyện của Grisa, Eren đã chọn đốt cháy cả trái tim để tham gia quân trinh sát để trở thành người được chọn. Tập 49. Một cuộc họp về nghiên cứu chiếc hộp mà Eren đã cắn hôm trước để có khả năng hóa cứng, nhưng với công nghệ của họ vẫn không biết thứ này là gì. Arwen giao chiếc hộp đó cho Levi toàn quyền quyết định. Theo suy đoán, Grisa là người ngoài thành, nhưng ông đã chọn ở lại để chung sống cùng thành.
Một trận đánh lớn để chiếm lại thành Maria chuẩn bị diễn ra. Các chỉ huy đề nghị mở một buổi tiệc để các binh sĩ được ăn thịt. Ba người bạn Eren, Mikasa, Armin lại một lần nữa có cuộc tâm sự sau 4 tháng tham gia lính biết bao chuyện đã xảy ra. Nói về giấc mơ những nơi đẹp đẽ bên ngoài mà họ sẽ đến. Ngày ra quân chiếm lại thành Maria của quân chính xác, lần này đã khác hẳn. Người dân đã ra ủng hộ tinh thần bọn họ, cầu chúc bọn họ thành công trở về. Arwin lần đầu nhận được niềm tin của nhiều người như vậy. Anh và đàn quân hô to, tăng khí thế cho tất cả mọi người để chuẩn bị hành trình mới. Tập 50. Binh đoàn của Arwin đã sắp đến được quận Siganshina, chính là nơi mọi việc bắt đầu. Sáng sớm đó, đàn quân đã tới gần thành, toàn đội dâng lên và thực hiện chiến dịch. Tất cả bọn họ dùng bộ cơ động và dùng khăn che toàn đầu để kẻ địch không tìm thấy được Eren. Armin thấy được vết lửa tàn trên tường thành, cậu suy đoán Runner và Boho đã từng ở đây. Có hai lỗ cần lấp chính là lỗ ngoài thành của quận Siganshina và lỗ nối vào thành Maria. Tất cả tiến tới để Eren được tiếp cận lỗ ngoài và cậu dùng năng lực hóa cứng của mình chám được lỗ ngoài thành Siganshina. Armin sau khi điều tra thấy có 3 cốc nước và vật dụng xung quanh, cậu chắc rằng kẻ địch có ít nhất 3 tên và đang ở đây. Arwin coi trọng tài năng, thế là trực tiếp cho Armin điều hành một nhóm quân. Dù chưa mạnh dạn lắm, nhưng Armin vẫn nhờ vả ra lệnh họ chia thành hai nhóm tìm kiếm, lục soát những căn nhà gần cổng thành và xung quanh đấy để tìm kẻ địch. Vì xung quanh họ bây giờ không thấy bóng dáng của một con Titan nào. Sau khi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy, Armin đặt mình vào suy nghĩ của Titan, nơi có thể nấp mai phục và tấn công bất ngờ Eren, chỉ có thể là ở trong những bức tường thành. Một quân lính báo cáo đã tìm thấy được hai lỗ hổng khả nghi trên tường thì bất ngờ Reiner lao ra giết chết quân lính. Không để sai lầm nào xảy ra nữa, Levi lao xuống như tên đâm thẳng vô người Reiner và tí nữa thì Levi đã chém được từ sau gáy của hắn, nhưng hắn đã dùng khả năng hóa cứng để bảo vệ phần sau. Reiner hóa hình và hàng chục tiếng hóa hình của đội quân Titan cùng lúc hóa hình bao vây xung quanh họ. Tên Titan quái thú chọi đá bích đường rút lui của quân chính xác, một thông điệp được hai bên gửi đến nhau lúc này. Đã đến lúc xem loài người hay Titan mới là loài thống trị thế giới này. Tập 51. Reiner đang trèo lên lại tường thành. Arwin quan sát thì phát hiện có một con bốn chân đang chở thùng gì đó. Anh suy luận con Titan đó có trí thông minh. Sau đó Titan quái thú đập tay ra lệnh cho những con Titan kích thước nhỏ lao vào tấn công, nhưng những con lớn vẫn đứng lại. Arwin nhận ra chúng đang muốn tiêu diệt đàn ngựa của họ. Việc bị bao vây ở giữa sẽ khiến nhân lực và thức ăn của họ suy kiệt, dẫn đến không còn sức chiến đấu. Như thế quân địch sẽ không mất mát gì mà có thể thắng lợi. Arwin ra lệnh cho hai đội đi bảo vệ đàn ngựa và đội Levi cùng Hunger sẽ tiêu diệt Titan thiết giáp. Hãy tận dụng vũ khí mới của họ là thương sát để chiến đấu. Tuy nhiên, Arwin sau đó căn dặn Levi ở lại để canh chừng ngựa và hơn hết là chờ động tĩnh của Titan quái thú và giết hắn, vì Arwin tin tưởng chỉ mỗi Levi làm được việc đó. Khi Reiner lao lên thành định tấn công dàn ngựa, thì Eren cùng hóa hình và khiêu chiến Reiner. Họ dẫn dụ Reiner đến khu trung tâm cách xa tường thành để đề phòng Boho trợ giúp. Kế hoạch của họ lúc này là để Eren chạy vòng qua những tường thành bọc sau lưng Titan quái thú, cùng lúc đội Levi xông tới là sẽ tấn công từ hai hướng. Cuộc chiến giữa Eren và Reiner một lần nữa bắt đầu. Eren cũng đã học được cường hóa hoa kỳ vũ trang lên nắm đấm. Cường hóa thiết cứng lên nắm đấm. Những cú đấm của cậu liên tục đấm vỡ những mảnh giáp bao bọc Reiner. Arwin nhận ra quân lực của quân chính xác bây giờ đã yếu hơn hồi đó rất nhiều. Nhưng cũng nhờ sự hy sinh của những người đó mới có thể đi đến được đây. Anh đang nhìn về hướng căn hầm mà Risa để lại. Sự thật về thế giới này đang ở trong đấy. Reiner tính lấy cái gì đó thì đội của Hanger cùng đội Levi đã tới. Họ tận dụng thời cơ tấn công Reiner bằng vũ khí mới, bắn những mũi tên thương xét găm vào người Reiner. Thương nổ ra và phá được lớp giáp sau cổ của hắn. Họ quay lại bắn những mũi thương một lần nữa vào sau gáy của Titan thiết giáp, tạo thành một vụ nổ liên hoàn. Tập 52. Quay lại cái ngày mà Eren bưng đá lấp thành, Reiner và Boho cũng đã tìm ra người giữ sức mạnh tọa độ. Tình cờ cuộc nói chuyện bị một đồng đội nghe được, thế là chính họ và Anya đã giết cậu ta. Nhưng khi đó Reiner như đa nhân cách, anh khóc và không biết tại sao người đồng đội ấy lại chết. Quay lại đêm trước, Reiner và Boho cùng ngồi nói chuyện với chỉ huy của họ là Jack, người có sức mạnh Titan quái thú. Nhiệm vụ của họ là lấy lại tọa độ và chấm dứt lịch sử đáng nguyền rủa này. Còn Titan chở hàng kia chạy tới báo đã phát hiện quân của Arwen đang đến. Reiner nói Boho là người có sức mạnh lớn nhất, nhưng cậu ta quá nhút nhát nên chưa bao giờ Reiner tin tưởng cậu. Nhưng bây giờ, đã đến lúc họ kết thúc mọi thứ. Quay lại trận chiến, Reiner đã bị bắn banh đầu, nhưng anh ta vẫn gào lên một tiếng để báo hiệu và Titan quái thú lập tức quăng một thùng hàng vào và trong đấy là Boho. Cậu định cho nổ tung mọi thứ thì thấy Reiner ở dưới nên xuống xem. Reiner đã chuyển toàn bộ ý thức xuống phần sống lưng nên dù mất đầu anh ta vẫn đang còn sống. Boho bảo cậu ta hãy ráng úp người lại, nếu không thì cả cậu ta cũng chết. Armin đến đàm phán cùng Boho. Armin nói về Anya, nhưng Boho lúc này đã hoàn toàn khác, không còn yếu đuối mà sợ sệt như trước nữa.
Anh nói mọi người đều là đồng đội tốt, tuy nhiên không vì lý do gì cả, tất cả đều phải chết. Một nhóm quân lao tới tính giết tận gốc Rainer, nhưng Rainer đã nằm ngửa che phần lưng lại. Khi nhóm truy đuổi của Hanger lao tới gần, thì bơ hồ đã tạo một vụ nổ lớn, phá tan tác những thứ xung quanh và biến hình thành Titan khổng lồ. Mọi người trong đội Levi vẫn an toàn, tuy nhiên Hanger ở gần đó đã không rõ tung tích. Armin đưa lệnh rút quân, nhưng nếu để Titan khổng lồ đến gần tường thành, quân chính xác sẽ bị bao vây bởi Titan và lửa. Họ buộc phải chiến đấu ở đây. Tập 53. Titan khổng lồ đang tàn phá quận Sigashina. Armin không thể chỉ huy được nữa, giờ cậu đã sai trong kế hoạch nắm bắt tâm lý của bờ hồ. Thế là cậu nhờ Jin ra lệnh thay. Tên Titan quái thú đứng ở xa chọi đá y xèo vào đám quân đang giữ ngựa bên ngoài thành, khiến tổn thương vô số. Bên trong thì Titan khổng lồ đã tiến đến gần thành. Lực lượng của họ bây giờ chỉ còn tân binh, binh trưởng Levi và Erwin. Eren gầm lên để thu hút bơ hồ, nhưng hắn chẳng quan tâm gì đến cậu. Sau đó Eren chụp chân hắn và, má ơi, như súp banh luôn. Nhóm còn lại gồm Mikasa, Jin, Connie, Sasha cố gắng tấn công, nhưng hơi nóng từ Titan khổng lồ thoát ra khiến vũ khí của họ bật lại. Mikasa cũng chấn thương do mảnh vỡ nổ của thương xét chúng người. Armin vẫn chưa nghĩ được cách gì để chiến đấu, Rainer cũng đã hồi phục và tỉnh lại. Trước giàn đạn đá bắn Ezel, các tân binh sợ sệt gục ngã. Levi cũng bàn tính nên rút quân, chạy được bao nhiêu thì chạy, cậu sẽ ở lại tiêu diệt con Titan quái thú. Erwin thì nghĩ cách là chính anh sẽ dẫn đầu đàn tân binh làm mồi nhử lao thẳng vào Titan quái thú để Levi có thể tiếp cận và tiêu diệt hắn. Khát khao ước vọng của Erwin làm tất cả mọi việc anh cũng chỉ mong được một lần biết sự thật về thế giới này. Càng hầm ở ngay trước mắt họ mà vẫn chưa thể tiếp cận. Levi nguyện dẫn dắt tân binh quyên sinh để Erwin và Eren chạy thoát, vì khi còn họ thì thế giới còn được cứu. Giây phút ấy, bằng những lời nói đầy ý chí, ở tại chỗ cũng chết, họ chọn anh dũng hy sinh, lao thẳng tới Titan quái thú, tập trung sự chú ý của hắn, bắn khói lên để che mờ tầm nhìn, sau đó tản ra để Levi có thể đu vòng ra sau bằng những con Titan gần đó mà tiếp cận được Titan quái thú. Đàn quân dẫn đầu bởi Erwin lao ra mưa đạn đá, tất cả lần lượt hy sinh và cả Erwin cũng. Tập 54. Erwin đã gục xuống, đàn quân cùng tinh thần của anh tiếp tục tiến lên. Titan quái thú cứ thế chọi đá, hết lớp này đến lớp khác của quân chính xác nằm xuống. Khi nhìn lại, một bên những tên lính Titan của hắn đã gục xuống, trong làn khói xanh mà những tân binh để lại chính là binh trưởng của chúng ta, Levi đã tiếp cận được. Anh chém xẹt, bầm nát một bên tay của Jack. Hắn chợt nhớ, Rainer và Bohol từng căn dặn hắn phải dè chừng với người tên là Levi, và hôm nay hắn sẽ biết được thế nào là địa ngục. Trời ơi! Levi lao tới, tấn công nhanh đến nỗi Jack không thể kịp nhìn vào, đôi mắt của hắn cũng ra đi. Đã đến lúc mày phải nhận lại tất cả nỗi đau ấy. Levi cũng đã lôi hắn từ trong Titan ra, đưa thẳng lưỡi kiếm vào cái bản họng ấy và khống chế được hắn. Tuy nhiên, Levi cứ mãi suy nghĩ, anh hy vọng sẽ còn ai đó sống sót. Levi sẽ dùng hộp Titan mà cái này đưa để cứu họ, và người đó sẽ ăn Jack để sở hữu sức mạnh của hắn, hoặc chỉ để cứu Erwin. Trong lúc phân tâm thì tên Titan chở hàng quay lại ngậm Jack chạy đi mất. Hắn ra lệnh cho những tên Titan còn lại cản đường Levi. Nhưng Levi đã hứa với Erwin sẽ giết được hắn, anh cố gắng đuổi theo. Sau khi quan sát, Armin nhận ra Titan khổng lồ đang dần gầy đi. Cậu suy đoán vài thứ và nhờ Jin, Mikasa và những người còn lại cản đường Rainer. Armin và Eren sẽ tiêu diệt bơ hồ. Ánh mắt Armin đầy sự tự tin. Cậu chạy lại đâm thanh kiếm vô Eren và đánh thức Eren dậy, bàn kế hoạch rồi sẵn sàng chiến đấu. Armin nói với Eren, kế hoạch thành công hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng Armin có chịu đựng được lâu không. Nhìn vào ánh mắt Eren, Armin nói cậu sẽ không chết, họ đã hứa cùng nhau ngắm thế giới bên kia với bao điều chờ đón. Sau đó Eren giả bộ té xuống thành. Armin ở trên cao lao bắn xích vào răng của Titan khổng lồ, hắn tỏa hơi nóng xung quanh, tuy nhiên Armin không bị thổi bay đi. Do móc dính vào răng của Boho, Armin đã đúng, chỉ cần không bắn vào thịt, răng của hắn không hóa nước được nên móc sẽ không bùng. Và trong lúc tỏa hơi nóng, Boho không thể di chuyển. Eren thì vẫn chưa nhúc nhích. Boho tăng sức nóng lên cao, Armin đã giao ước mơ cuộc đời cậu cho Eren. Thế nên Armin cố gắng cầm cự câu giờ chiếc sức nóng máy đến khi cậu cũng. Nhóm Mikasa chỉ còn một cây thương xét. Để bắn phá hàm răng của Rainer cần hai thương, nhưng nhóm họ Sasha đã bắn hộp một. Đúng lúc này, Hanger đã quay lại bắn thương của cô vào và phá được hàm của Rainer. Mikasa tiến tới tặng thẳng trong họng Rainer một thương xét, thế là hắn bị nổ văng ra khỏi Titan. Sau khi Armin không còn đu bám nữa, Eren đã tạo được một Titan thiết cấn dưới đất để đánh lạc hướng bơ hồ. Và Eren đã trở lại thành dạng người và đu lên sau. Lần này cậu đã chém đứt được người bơ hồ và lôi hắn ra ngoài. Eren cứ thế lôi hắn tới cảnh sát cháy của Armin. Với Eren, cậu biết Armin xứng đáng là một anh hùng hơn ai hết. Tập 55. Lúc này, Jack cùng con Titan chở hắn chạy đến chỗ của Eren.
Jet kêu Eren hãy tin hắn. Hắn hiểu những gì Eren đã trải qua. Hắn nói cả hắn và Eren đều là nạn nhân của cha cậu. Eren đã bị ông ấy tẩy não rồi. Levi xuất hiện, nhìn ánh mắt của Levi chẳng khác gì quái vật. Tuy nhiên thiết bị của anh đã hết ga nên anh phải trượt xuống từ từ. Jet bỏ đi vì hắn cũng không thể chiến đấu được nữa. Hắn bảo sẽ quay lại cứu Eren. Levi xuống mượn thiết bị của Eren để chuẩn bị đuổi theo. Anh ghe cố hỏi về chiếc hộp mà Rainer tính lấy thì ở trong đấy là bức thư mà Ymir đã gửi cho Historia. Anh ghe biết không moi được thông tin gì Rainer nên tính giết thì Jin bảo hãy kiếm Levi để sử dụng chiếc hộp anh ấy đang giữ. Được biết khi tiêm thứ đó vào người sẽ trở thành một con Titan không có lý trí. Tuy nhiên nếu ăn một người sở hữu sức mạnh Titan thì họ sẽ có lại lý trí và sở hữu sức mạnh của kẻ bị ăn. Jin muốn chuyển sức mạnh Titan thiết giáp của Rainer cho người khác dùng. Anh ghe cho Mikasa chạy đến xem tình hình của nhóm Eren. Khi đến nơi một bầu không khí u ám bao phủ, lúc này Armin vẫn còn đang hôi hóp. Thế ra Eren nhớ đến chiếc hộp Levi đang giữ, cậu muốn xin Levi dùng cho Armin để cứu cậu ấy. Jet đã chạy tới và cứu lấy Rainer chạy đi, nhóm Hange sẽ đến xem tình hình của bên Eren. Ngay lúc này, một tân binh đưa xác Arwen trở về, Arwen cũng đang thoi thóp. Một quyết định khó khăn giữa hai làn cảm xúc, Levi chọn sẽ cứu Arwen, bỏ mặc thứ cảm xúc của Eren và Mikasa. Điều này khiến Mikasa không còn giữ được lý trí nữa, lao vào tấn công Levi. Điều tân binh kia muốn chính là cứu Arwen, để Arwen có thể chịu đựng địa ngục trần gian này vì chính Arwen đã làm các đồng đội của cậu từng người hy sinh. Levi cũng chọn Arwen vì chỉ Arwen mới có thể dẫn dắt họ đi tiếp, dù Eren đã kể những chiến công của Armin nhiều vô kể. Hange cũng khuyên nhủ Mikasa bình tĩnh lại vì chính Hange cũng đã mất đi hàng trăm đồng đội, nhưng Arwen là lựa chọn duy nhất. Ngay lúc kêu mọi người giải tán để Levi tiêm thuốc cho Arwen, ý thức của Arwen bỗng gạt tay Levi ra, trong đầu anh lẩm bẩm câu hỏi mà ngày ấy anh hỏi cha về lịch sử thế giới trước kia. Kenny từng nói nếu không say sưa thứ gì đó thì không làm được. Với Arwen, đây đã là sự giải thoát rồi. Levi đã tìm thuốc cho Armin để cậu hóa thành Titan và ăn thịt bơ hồ. Levi cũng cầu xin anh chàng tân binh tha thứ cho Arwen vì chính chúng ta, chính bọn họ đã buộc anh ấy trở thành ác quỷ. Đã đến lúc để anh ấy yên nghỉ và cuối cùng Arwen đã ra đi. Armin sau đó đã tái sinh lại. Tập 56. Khi Armin tỉnh lại, mọi người đã kể tất cả mọi việc xảy ra và cả đàn quân chỉ còn 9 người bọn họ còn sống. Cậu bần thần khi biết người Levi chọn là cậu. Levi bảo quyết định cuối cùng là của anh vì Armin có những tài năng không ai thay thế. Cậu hãy sống để xứng đáng cho sự hy sinh của Arwen và cho sự chọn lựa của hai người bạn của cậu là Mikasa và Eren. Sau đó, nhóm 4 người gồm Levi, Armin, Mikasa, Eren đi đến căn hầm mà bố cậu để lại. Đã đến lúc mọi thứ cần được phơi bày. Trên đường đi, những ký ức tuổi thơ ùa về với cả hai người. Đến nơi và xuống căn hầm, đây không phải là chìa khóa để mở cánh cổng gỗ này, thế là Levi bảo để anh mở, một cú đá dọn đường. Khi vô trong, đây chỉ là một căn phòng nghiên cứu bình thường, nhưng Mikasa đã tìm thấy một ngăn kéo và chiếc chìa khóa của Eren đã có thể mở được. Đàn quân chính xác đã trở về và đã chiếm lại được thành Maria. Những cuốn sách mà cha cậu để lại, cả tấm hình được chụp của gia đình mà mọi người còn tưởng là tranh vẽ. Để bắt đầu câu chuyện này, Grisha đã kể. Ông đến từ một vùng đất bên ngoài, nơi có những con người thanh lịch, nhưng loại chưa hề diệt vong. Ta quay lại với quá khứ của Grisha. Ông và người em của mình là Fay được mẹ căn dặn khi đi chơi không được vượt qua ngoài lãnh địa của họ. Họ muốn xem khinh khí cầu đang bay nên Grisha đã dắt em mình băng qua chốt. Tập 57. Khi họ ra ngoài thành, những con mắt kỳ thị anh em họ hiện lên rõ khuôn mặt của từng người. Họ xem huyết tộc của Grisha là ma quỷ. Nhưng anh em họ không hiểu gì. Cậu và em cứ tiếp tục ra bờ sông để ngắm khinh khí cầu thì gặp hai tên lính canh cũng đang trốn việc ra đây. Thế là những tên lính hỏi về giấy thông hành để ra đây, nhưng Grisha không có. Cậu sẽ chịu phạt giùm em mình để gia đình không biết chuyện họ trốn ra ngoài tường thành chơi. Một người lính tên là Kruger đến cho Grisha một trận, tên còn lại dắt em cậu đi ra khỏi chỗ đó. Sau đó Kruger bảo Grisha đã tới rồi thì ngồi ngắm thêm đi. Ngày hôm sau, xác em cậu được tìm thấy ở bờ sông. Tên lính bảo hắn chỉ đưa em cậu về lại địa phận Leberio và không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Và lý ra từ đầu lũ nhóc có dòng máu Eria đi ra ngoài đã là sai trái rồi. Trong lòng Grisha biết tên cảnh quan Malay ấy chỉ đang nói dối. Cha cậu hạ mình trước bọn chúng, sau đó ông nhồi nhét cái lịch sử xa xưa vào đầu cậu và nhét vô cả đầu tôi. Hơi rối tí nha. 1820 năm trước, tổ tiên của Grisha là Ymir Frigg đã lập một khế ước với ác quỷ để có sức mạnh Titan. Sau khi bà chết, sức mạnh và linh hồn chia làm 9 Titan và lập nên đế chế Eria. Sau đó Eria đánh bại đế chế Malay và họ cai quản lục địa này. Cha Grisha kể tiếp, đế chế họ đã xem các dân tộc khác là hạ đẳng và đàn áp. Họ bắt các dân tộc khác phải sinh con cho họ nhằm tăng thần dân của Ymir.
Việc đó kéo dài đến 1700 năm sau. Và rồi cụ cường quốc Malay đã lật đổ Edea. Họ kiểm soát được 7 trong 9 sức mạnh của thay thành đế chế Edea và họ đã chiến thắng. Sau đó, vua của Edea đã phải dựng lên 3 bức tường thành là Maria, Rose, Sina trên đảo Baradit, chính là nơi mà Eren và mọi người đang ở. Còn tổ tiên của đế chế Edea là con dân của Ymir đã bị bỏ rơi lại lục địa trong và người Malay đã cho họ ở ké bên mình. Nhưng dù Grisa biết em gái đã bị giết oan, nhưng cha mẹ cậu vẫn cứ cam chịu và xin cậu để họ yên. Khi 18 tuổi, cậu làm trong phòng khám của cha mình và gặp được một người là gián điệp trong đế chế Malay. Anh ta đã kể cho Grisa nghe về cái chết của em mình, chính là bị tên cảnh quan đó dắt chó đến ăn thịt. Ông đã tham gia phái phục hưng để khôi phục đế chế Edea. Sau khi dịch văn ký tự, ông biết được rằng thủy tổ Ymir của ông đã thức tỉnh sức mạnh thay thần, khai khẩn đất đai, chính bà ấy đã mang lại sự thịnh vượng cho lục địa này. Còn những gì lúc nãy cha Grisa nhò nhét chỉ là giả dối do lũ Malay dựng lên. Và người gián điệp trong Malay được họ gọi là Cú. Lúc này Cú gửi đến một cô gái là Dina Ferrick, hậu vệ của Ymir Ferrick, người của hoàng tộc. Dina cung cấp thông tin về thai thần mà chỉ người hoàng tộc mới biết. Grisa đã biết được đức vua trước đó đã đem sức mạnh tọa độ vào trong những bức tường. Nếu có được sức mạnh đó, họ có thể điều khiển thai thần và hủy diệt Malay. Và dù đức vua giữ sức mạnh thủy tổ từ Ymir Ferrick, nhưng vì ghét chiến tranh nên ông đã ra đảo và xây những bức tường. Và những người ở lại lục địa đã phải chịu khổ vì sự quay lưng của nhà vua. Grisa đã kêu gọi những người cuối cùng còn lại chiến đấu để giành lại lục địa này. Ông cũng kết hôn với Dina và sinh ra đứa con tên là Jig Jigger. Thời gian trôi qua, đế chế Malay cần tìm thần dân của Ymir để sở hữu 7 trong 9 sức mạnh thai thần và trở thành chiến binh cho đế chế Malay. Dù đế chế Malay đang phát triển với công nghệ vượt bậc và sở hữu sức mạnh của 7 thai thần, tuy nhiên họ muốn đánh chiếm đảo Baradit để khai thác tài nguyên khoáng sản. Nhưng trước khi nhà vua đời trước của Ymir di cư ra đảo, ông đã để lại lời nhắn: nếu còn dám xâm lược bọn họ thì hàng triệu thai thần trong tường sẽ san bằng cả thế giới này. Đế chế Malay và hội phục hưng của Grisa đều muốn vào đảo để tìm sức mạnh tọa độ. Thế là Grisa để cho Jig trở thành chiến binh của Malay để cậu bé sở hữu sức mạnh thai thần. Grisa cũng nhồi nhét đống lịch sử ấy vào Jig để cậu có thể vào đảo tìm kiếm sức mạnh thủy tổ và quay về đây giải thoát cho đế chế Edea. Nhưng Jig đã bảo vệ bản thân hắn, chỉ ra nội gián cho đế chế Malay biết là cha mẹ cậu. Thế là Grisa và những người trong họ bị đem đến đảo Baradit. Những người đồng đội của Grisa bị biến thành thai thần vô chi chạy đi ăn thịt những người khác. Cả Dina cũng bị biến thành một con thai thần. Và con thai thần Dina biến thành chính là con đã ăn thịt mẹ của Eren và chú Hannes. Và người chuẩn bị giết Grisa chính là Kruger, cùng tên cảnh quan ngày đó để giết em cậu. Hắn muốn nhìn thấy Grisa bị thai thần ăn thịt. Tuy nhiên Kruger đã đạp hắn xuống thành để thai thần ăn thịt hắn. Kruger chính là gián điệp trong đế chế Malay. Ông chính là Cú. Ông đã dặn Grisa nhìn cho kỹ cách sử dụng năng lực thai thần, sau đó ông tự gây thương tích và hóa hình. Tập 58. Kruger sau khi hóa hình đã tiêu diệt quân của Malay trên đảo. Ông cũng là một thần dân của Ymir và là người sở hữu một trong 9 sức mạnh thai thần. Kruger giao một nhiệm vụ cho Grisa chính là đột nhập vào 3 bức tường thành sử dụng sức mạnh thai thần của Kruger để chiếm lại sức mạnh thủy tổ. Và sức mạnh ông đang nắm giữ là sức mạnh thai thần tiến công. Vì người sở hữu sức mạnh thai thần sẽ chết trong 13 năm, nên đã đến lúc ông nhượng sức mạnh này lại. Đó gọi là lời nguyền của Ymir. Chính vì thế cứ 13 năm họ sẽ phải bị ăn thịt bởi một người Ymir khác để truyền lại sức mạnh. Nhưng nếu một người giữ sức mạnh thai thần chết đi mà không bị ai ăn, một đứa trẻ thần dân Ymir sẽ nhận được sức mạnh ấy. Vì tất cả thần dân Ymir đều được liên kết bởi một tọa độ, đó là thai thần thủy tổ. Và lý do mà Kruger không cứu Dina là vì Dina là người hoàng tộc. Nếu để Malay biết, họ sẽ bắt cô sinh những đứa con, và những đứa con đó sẽ được Malay đưa sức mạnh thai thần vào người họ để làm vũ khí chiến đấu cho đế quốc Malay. Eren và Mikasa sau khi chịu án phạt tạm giam 10 ngày do từng cãi lệnh Levi, họ được dẫn đến gặp Historia. Bức thư Ymir gửi cho Historia như là một bức thư tình, nhưng khi Historia chạm vào mặt thư, một dòng ký ức chạy trong cô. Một cuộc họp giữa các cấp cao trong quân đội và nữ hoàng đã diễn ra. Tại đây, thông qua các quyển sách mà Grisa để lại về thế giới bên ngoài, rốt cuộc họ đã biết, thứ họ đang chiến đấu không phải là thai thần, mà chính là con người của những cường quốc bên kia lục địa. Và lời đe dọa trong tường có hàng triệu thai thần chỉ là lời nói dối của hoàng tộc Rey khi dời dân vào đây để chống các quốc gia khác xâm lược mình. Nhiệm vụ của Grisa chính là chiếm sức mạnh thủy tổ của tên vua nhu nhược ấy đem về lục địa phục hưng đế chế Edea. Trong cuộc họp, mọi người đều biết sức mạnh thủy tổ chỉ kích hoạt khi người sở hữu nó là hoàng tộc. Tuy nhiên, khi người hoàng tộc có được sức mạnh thủy tổ thì họ bị trói buộc bởi ý chí của ông vua nhu nhược đó, khiến họ xem thế giới trong 3 bức tường thành mới an toàn. Dù Eren không mang huyết thống, nhưng trong quá khứ cậu đã từng điều khiển được sức mạnh ấy. Lý do thì chỉ mỗi Eren suy đoán trong lòng.
Cậu nghĩ con thầy Thanh giết mẹ mình và chú Hannes chính là Dina, vợ chú của cha mình, cũng là người của hoàng tộc. Cậu dự đoán khi cậu chạm vào thầy Thanh hoàng tộc, cậu có thể sử dụng sức mạnh đó. Nhưng chỉ là suy đoán của Eren. Nếu cậu nói ra, cậu sợ mọi người sẽ biến Historia thành thầy Thanh. Kruger cũng đã chuẩn bị tiêm thuốc hóa thầy Thanh cho Grisha. Ông kêu Grisha phải cố gắng phục hưng và kêu cậu nên cưới vợ sinh con trong thành. Kruger cũng chợt miệng nói nếu muốn bảo vệ Armin và Mikasa thì Grisha phải hoàn thành nhiệm vụ này. Những ký ức này Kruger không biết là của ai mà chợt miệng nói ra. Tập 59. Nữ hoàng đã quyết định công bố tin tức đến dân chúng. Hình dạng thực sự của Titan là con người. Chúng có cùng tổ tiên với toàn bộ chúng ta, chính là con dân của Ymir. Hoàng tộc Grey đã xóa ký ức của dân chúng về thế giới bên ngoài. Nhưng thật ra bên ngoài con người vẫn chưa tuyệt diệt và họ gọi chúng ta, con dân của Ymir, là dân tộc ác quỷ. Trong tương lai gần, con người có thể xâm lược chúng ta để khai thác tài nguyên. Điển hình là cuộc tấn công của Titan thiết giáp và Titan khổng lồ tại quận Shingashina 5 năm trước. Một buổi lễ trao huân chương cho quân chính xác và tang lễ cho những người hy sinh diễn ra. Đa số họ đều không hiểu lý do vì sao Armin lại được cứu thay vì Arwen. Không Arwen thì họ phải làm sao? Khi được trao huân chương, lúc Eren chạm vào tay Historia, cậu đã thấy dòng ký ức của cha mình. Hôm tường thành sụp đổ, cha cậu đã chạy vào cầu xin vị vua của tường thành ra chiến đấu để cứu người dân. Nhưng Eren đã thấy điều gì đó khiến cậu rất tức giận. Thấm thoát một năm đã trôi qua, người dân đã có thể về lại thành Shigashina. 6 năm sau, đội chính xác tiếp tục ra ngoài để tìm hiểu. Thai thành xung quanh họ đã vơi đi. Cuối cùng họ đã đến được tường thành ngoài bãi biển, nơi dân tộc họ bị đế chế mà lại biến thành thai thành. Armin và Mikasa, Eren và mọi người cuối cùng cũng đã thấy được biển. Với Eren, bên kia biển không còn là tự do nữa, mà chính là kẻ thù. Tập 60. Sau thất bại tại đảo Paradis đã lấy lại sức mạnh thủy tổ, đế chế Malay đang trải qua cuộc chiến với pháo đài Slava kéo dài 4 năm với lực lượng Trung Đông. Fonko là ứng cử viên cho thai thành thiết giáp. Cậu được người anh có cứu giúp trong trận hỗn chiến. Đơn vị người Adia phục vụ quân đội Malay ở tiền tuyến đã bị thổi bay ở pháo đài. Lúc này vũ khí mới của lực lượng đồng minh là pháo chống Titan đã ra trận. Titan chỉ cần ăn một viên pháo 150 ly là chết ngay, kể cả chính siêu Titan. Các chỉ huy Malay tính dùng lực lượng quân đội thuộc người Adia để cảm tử lao lên phá mặt trận. Nhưng cô bé Gabi đã xung phong một mình để lên tiêu diệt xe pháo chống Titan của địch để lấy điểm cho người ứng cử sức mạnh Titan thiết giáp tiếp theo. Gabi đã thành công tiến lại gần và quăng pháo tự chế xuống đường ray làm xe pháo nổ tung. Các lực lượng quân đội sở hữu sức mạnh của Titan Malay tiến lên trước. Sau đó họ dùng bom Titan thả từ trên trời xuống, đồng thời Renault cũng xuống trận càn phá những bức tường thành. Jake cũng hóa hình lụm đạn chọi ra cản của kẻ thù, nhưng trước đó cũng bị xả một chàng tên lửa nhưng Renault đã đỡ tất cả. Sau chiến thắng, lực lượng đồng minh Trung Đông đã ký hiệp ước hòa bình với Malay. Tuy nhiên khi thế giới biết thời kỳ Titan thống trị sắp kết thúc, Malay buộc phải sớm có lại sức mạnh thủy tổ. Tập 61. Cuộc họp các cấp cao trong quân đội Malay diễn ra. Họ đã mất 4 năm để chiến đấu chỉ để tranh giành chủ quyền bán đảo. Trí tuệ nhân tạo rồi sẽ vượt qua và hạ được Titan của Malay. Báo chí thế giới đang khen lực lượng đồng minh Trung Đông, nhìn không giống như Malay vừa chiến thắng. Sẽ sớm thôi, máy bay sẽ càng phát triển và mưa đạn sẽ như bom. Các Titan chỉ biết ngó lên chờ chờ chết. Jake đề nghị tiếp tục chiến dịch đảo Paradis để lấy lại sức mạnh thủy tổ từ Eren. Để báo chí thế giới biết rằng Malay đã lấy lại được Titan thủy tổ và sở hữu toàn bộ chính sức mạnh Titan để thế giới khiếp sợ. Thời gian chiến binh của Jake chỉ còn 1 năm. Trong 3 năm qua, mọi tàu chính xác được Malay đưa tới đảo Paradis đều không quay lại. Jake cũng cho rằng Paradis không chỉ có mỗi Titan là mối đe dọa mà một số nhân vật ở đây cũng rất nguy hiểm. Renner đã hồi phục tỉnh lại và sức mạnh từ Ymir đã được Malay lấy lại sau khi cô đã ăn một người bạn của nhóm Renner khi ở trên đảo Paradis. Toàn bộ binh lính Adia đã trở về quê hương của họ là Lavero, mọi người đều đoàn tụ gia đình. Cũng có một số quân lính bị sang chấn tâm lý do ở gần khu bom đơ đạn lạc. Trong số này có một người tóc dài rất đáng nghi. Khi Renner về nhà, cậu kể về 5 năm khi ở trên đảo Paradis. Chúng có rất nhiều loại người và họ cho rằng chúng toàn là lũ quỷ đảo. Những người Paradis cũng là con dân của Ymir, cũng là người của đế chế Iridia. Nhưng họ đã bỏ người Iridia lại trên lục địa này mà trốn ra đảo. Những kẻ đó đều đáng bị trừng phạt. Một cuộc họp các chiến binh Titan của Malay diễn ra. Để thế giới biết được mối nguy hại từ hòn đảo Paradis, người kể chuyện chính là nhà Tybalt. Họ là nhà có người sở hữu sức mạnh Titan búa chiến. Họ chưa bao giờ đưa Titan búa chiến đến lãnh thổ kẻ thù. Nhưng vì mối nguy hại các nước khác xâm chiếm Malay, nên lần này họ sẽ tham gia trong chiến dịch đảo Paradis. Họ cũng là người có tầm ảnh hưởng đến nước ngoài khi đã có công đẩy lùi vua Firith ra đảo.
Trong vòng một năm, họ phải chiếm được đảo Barit để số phận người dân Adia trong đế quốc Malay được an toàn. Tập 62. Quay lại quá khứ, đế chế Malay đã chọn được 7 người Adia để sở hữu 7 sức mạnh thai thần mà họ đang kiểm soát. Thai thần nữ với khả năng linh hoạt và đòn tấn công hóa cứng thuộc về Aenea. Thai thần thiết giáp chuyên về hóa cứng và lá chắn của Malay thuộc về Rainer, người có tính kiên trì. Thai thần hàm là vũ khí tấn công vừa nhỏ vừa nhanh thuộc về Marcel. Thai thần quái vật hay còn gọi là quái thú có kỹ thuật ném quỷ khóc thần sầu thuộc về Jack. Thai thần ngựa có sức chịu đựng phi thường phù hợp với nhiệm vụ dài thuộc về Big. Và thai thần khổng lồ, thần hủy diệt thuộc về Berho. Và 4 người Rainer, Aenea, Berho và Marcel được cử đến Baradit để hoàn thành nhiệm vụ. Marcel đã cố tình nói giúp cho Rainer để cậu có thể trở thành chiến binh thay vì vị trí đó là của anh cậu để bảo vệ anh cậu không phải chết sau 13 năm. Và trong chuyến đi đó, sức mạnh của Marcel đã bị Ymir ăn mất. Aenea thì muốn quay về nhưng đây là cơ hội để Rainer giúp gia đình không bị xem thường, giúp người Adia trên lục địa Malay có tiếng nói nên anh buộc mọi người phải hoàn thành nhiệm vụ này. Quay trở lại thực tại, Foco đang đi ngang bệnh viện thì gặp lại người tóc dài đã bị sang chấn tâm lý sau cuộc chiến với quân Trung Đông. Tuy nhiên anh ta nói anh ta không bị gì cả. Và cái ánh mắt này thì chắc người này là... Tập 63. Anh ta lấy tên là Kruger và nhờ Foco gửi thư đến gia đình anh dục. Cả nhà Thaibert đã đến Malay. Các chỉ huy đến để chào đón. Đất nước này do tộc Thaibert kiểm soát, nhưng đường lối khiêu chiến tranh là do Malay tự chọn. Thaibert cho Malay tự do quyền lực với hy vọng chuộc lại lỗi lầm của con dân Ymir đã làm với họ. Nhưng cuối cùng, Adia và Malay đều bị đẩy vào bóng tối. Nhà Thaibert muốn dựa vào lễ hội sắp tới sẽ cho thế giới biết toàn bộ sự thật. Hôm sau, trong lúc mọi người trên thế giới đến khu Levero để dự lễ hội do nhà Thaibert tổ chức, Foco đã dẫn Rainer đến gặp người tóc dài và khi gặp mặt, Rainer đã nhận ra đó chính là Eren. Tập 64. Buổi lễ để cho thế giới biết sự thật sắp diễn ra. Ở dưới hầm, Eren và Rainer đã có cuộc trò chuyện. Để ép buộc Rainer, Eren đã chọn vị trí dưới tòa nhà có nhiều dân cư và trên tay cũng rạch sẵn một vết thương để sẵn sàng hóa thai thần. Buổi lễ được diễn ra, các cấp cao quan chức Malay, nhà báo và quốc gia láng giềng đều tụ họp. Lý do Eren ở đây cũng giống như lý do mà Rainer từng ở đảo của họ, chính là vì muốn bảo vệ người dân của chính mình. Trong buổi phát biểu, chúng ta đã biết được câu chuyện. Từ lúc đế chế Adia cai trị thế giới bằng sức mạnh thai thần, vô vàn sinh mạng mất đi, vô số nền văn hóa và con người đều bị xóa sổ. Khi đế chế Adia không còn kẻ thù nữa, họ đã quay sang tấn công lẫn nhau. Lấy cơ hội đó, một người Malay đã giành chiến thắng cho riêng mình. Người anh hùng đó có tên là Helot đã khiến dân Adia tàn sát lẫn nhau bằng cách bắt tay với gia tộc Thaibert. Họ đã khiến nhà vua Firith tháo chạy và phải rút về đảo. Tuy nhiên, dù đã ra đảo nhưng sức mạnh nhà vua vẫn còn. Ông đã dựng 3 bức tường thành bằng hàng chục triệu thai thần khổng lồ và sẽ dùng chúng phá hủy thế giới nếu ai dám xâm lược họ. Trong lúc này, những chiến binh thai thần khác của Malay bị một quân lính Malay dẫn đi nhốt xuống hầm tối. Buổi phát biểu được tiếp tục. Tuy nhiên, sự thật không phải là vậy. Do nhà Thaibert được truyền sức mạnh thai thần bố chiến cùng ký ức từ qua nhiều thế hệ nên họ đã biết được sự thật. Khoảng 100 năm trước, người kết thúc cuộc chiến giữa các thai thần không phải là Helot hay là gia tộc Thaibert, mà người đã cứu thế giới chính là vua Firith, vị vua của 3 bức tường thành. Ngài day dứt về sự tàn ác của đế chế Adia cũng như sự áp bức cùng cực của Malay, nên khi kế thừa sức mạnh thai thần thủy tổ, ngài đã hợp tác với Thaibert dựng lên câu chuyện người anh hùng Helot và ngài cũng không có ý định phóng thích hàng triệu thai thần khổng lồ để tiêu diệt thế giới. Vua Firith đã lập lời thề từ bỏ chiến tranh và lý tưởng đó đã được truyền từ đời này sang đời khác của hoàng tộc. Và nếu đế chế Malay đến tiêu diệt họ, ngài sẽ cam chịu vì ngài nghĩ tội ác của Adia nặng đến mức toàn bộ nên bị tiêu diệt. Tuy nhiên, từ giờ đến lúc 3 bức tường thành sụp đổ, ngài vẫn muốn xây dựng một thiên đường bên trong những bức tường thành. Nhưng gần đây đã có một cuộc đảo chính ở đảo Baradit, sức mạnh của nhà vua đã bị chiếm đoạt bởi một kẻ ngoại tộc. Tuy hắn không thể điều khiển sức mạnh thai thần thủy tổ vì không phải người hoàng tộc, nhưng kẻ đó có thể gây nguy hại cho thế giới, tên của hắn chính là Eren Jaeger. Và những bức thư Eren nhờ Fonko gửi cho gia đình chính là gửi cho đồng đội của cậu. Và khi Eren đến đây, chung sống cùng họ 4 năm, Eren cũng biết là có người tốt người xấu. Nhưng những đứa trẻ nhỏ ở đây đều được Malay dạy người ở trong những bức tường thành là người xấu. Điều đó khiến cậu chẳng thể thay đổi gì. Và nhà Thaibert đã kêu gọi sự hỗ trợ của thế giới cùng chung sức cho trận chiến với đảo Baradit. Số phận của Eren và Rainer cũng đã được định sẵn. Là một người trên đảo, Eren cũng chỉ có thể mang tư tưởng tiêu diệt toàn bộ kẻ thù bên kia đại dương mới có thể bảo vệ được mọi người. Và lời tuyên chiến từ đảo Baradit đã được gửi đến toàn thế giới qua việc Eren hóa thành ngay tại lễ hội và bắt đầu cuộc càn quét thế giới của mình. Tập 65. Willy Thaibert cũng đã dự tính được trong lần phát biểu này anh sẽ bị tấn công bởi những kẻ thù trên đảo. Và sự hy sinh của anh là cần thiết cho toàn bộ thế giới chứng kiến và chung sức chống lại dân tộc Adia trong 3 bức tường thành.
Eren rao ra ăn thịt Willy trước mặt báo chí và đại sứ của nhiều nước. Cậu tấn công quân địch già trẻ lớn bé không quan tâm sinh mạng bất kỳ ai. Em gái của Willy cũng hóa hình thành Titan bú chiến và Eren lao vào tấn công liên tục. Hai chiến binh Malay bị nhốt cũng đã được kéo lên, tuy nhiên họ nhìn thấy bây giờ là lực lượng quân trinh sát đang đu móc khắp nơi. Eren đã thua thế. Ngay lúc này Mikasa đã đến găm hàng chục thương xác vô gáy của Titan bú chiến. Quân đội Malay chưa đến toàn bộ, khu vực này đã bị quân trinh sát kiểm soát hoàn toàn. Bạn bè của Gabi cũng vì cuộc chiến mà ra đi. Cô bé tức giận muốn tham gia vào vùng chiến thì thấy toàn bộ binh lính hỗ trợ bị Sasa và Connie tiêu diệt. Tuy đã găm rất nhiều thương xác vô Titan bú chiến nhưng nó vẫn có thể hồi phục. Eren nhờ Mikasa chiến đấu cầm chân. Cậu quan sát và nhận ra cơ thể chính không ở sau gáy mà xuất phát từ dưới chân nối xuống lòng đất. Cậu liền hóa hình lao vào môi được cơ thể chính của hắn ra. Trong lúc định ăn Titan bú chiến thì Eren bị Titan hàm tấn công. Nhưng còn quái vật mà mọi người đồn từ đảo Baris là Levi xuất hiện. Titan hàm không tin đây chỉ là những con người bình thường mà bọn chúng dám lao vào sống chết với Titan. Tập 66. Lúc này Titan ngựa đã cõng dàn lô cốt trên lưng chứa quân đến bắn giải nguy cho Titan hàm. Titan bú chiến đã dùng sức của mình tấn công xuyên người Eren. Eren đã kịp thời đỡ được. Titan quái thú cũng xuất hiện, thế là đội quân hai bên lao vào nhau. Trong lần hóa thân của Eren dưới hầm, Reiner đã kịp thời bọc thiết giáp để đỡ đống đổ nát giùm Falco. Tuy nhiên tâm trí Reiner không còn sức chiến đấu nữa vì những lỗi lầm của số phận suốt bao năm qua. Titan tiến công của Eren không thể cắn được lớp thiết bao bọc Titan bú chiến. Cậu thoát ra khỏi thân xác đang mắc kẹt rồi tiếp tục biến hình trở lại. Quân đội Malay đã bao quanh khu vực Libero. Các chiến hạm từ biển của họ đang cập bến. Bọn Titan của Malay đang tập trung để bảo vệ dít khỏi Levi và cũng chờ quân đội Malay đến. Nhưng chúng đã quên rằng lực lượng Baris giờ đây đã sở hữu sức mạnh Titan khổng lồ. Armin đã sử dụng năng lực Titan khổng lồ khiến cả khu vực quân đội của Malay thành đống cho tàn. Levi bắt lấy cơ hội quân địch bị phân tâm, không một sai sót lao ra thực hiện điều hứa với Arwen chính là kết liễu Titan quái thú. Sasa cũng hạ được tên lính ở trên lô cốt Titan ngựa, Jin và những người khác lao tới tấn công bằng thương xác và hạ gục được hắn. Fogo chạy ra cầu xin, Jin đã sao động và làm lệch được bay của thương xác. Quân Malay bắn yểm trợ để cứu bé. Trong đợt tấn công liên hoàn của Titan hàm, Eren nhận ra hắn có thể tác động đến lớp thiết bao bọc Titan bú chiến. Thế là Eren cho hắn một trận, bẻ hai tay và đầu của hắn, rồi cậu dùng răng hắn ép nát lớp thiết của Titan bú chiến. Lớp thiết vỡ ra và cắn nát Titan bú chiến, Eren đã ăn máu hắn và sở hữu năng lực bú chiến. Một tàu bay của quân trinh sát đã đến. Eren chuẩn bị ăn luôn Titan hàm thì Foco và Gabi kêu gào sự cứu giúp của Reiner. Trong cơn mê đó, Reiner đã quay trở lại. Tập 67. Hai tay đồ vật năm nào lại tiếp tục lao vào vần nhau. Nhưng Reiner chỉ cố lao vào để cứu Titan hàm. Hai người họ cũng không còn sức lực. Thế là Mikasa đưa Eren lên tàu để rút quân. Khi gặp lại nhau, Levi vẫn tặng Eren cú đá năm nào vì cậu đã tự ý hành động mấy năm qua. Đội quân trinh sát đã rút hết lên tàu. Gabi cố gắng đuổi theo để giết những người sát hại bạn bè của bé. Foco đã ngăn cản vì qua câu chuyện Eren kể, cậu cũng hiểu người Malay từng tàn sát người dân của Paradis. Tuy nhiên, Gabi cho rằng sự cố gắng bấy lâu của người Eria ở lục địa để thế giới công nhận họ. Nhưng lũ người trong tường thành một lần nữa khiến thế giới khiếp sợ người Eria. Cô bé thề sẽ trả thù và đuổi theo con tàu và bắn hạ được một người quân trinh sát. Anh ta rớt xuống và cô dùng thiết bị của họ để bay lên. Foco cũng bám theo. Khi lên tới nơi, Gabi để dùng súng và bắn gục xa xa trước sự ngỡ ngàng của bao người. Họ ập tới tấn công và khống chế hai người họ. Vic cũng nhớ ra người dắt bọn họ vô bẫy là quân lính trinh sát của Malay được cử đến đảo Baridis sau khi nhóm Reiner trở về. Tên người đó là Jelena, một tín đồ tôn sùng giết Jäger. Jin dắt Fonko và Gabi vào gặp chỉ huy Hange, thì bất ngờ Jit đang ở đây và Hange cũng đã nói mọi việc vẫn đang đúng theo kế hoạch của Jit, trừ việc Fonko và Gabi xuất hiện ở đây. Và tất cả chỉ là kế hoạch giữa Jit và Baradis. Eren nói họ đã giết đám tướng của Malay rồi nên sẽ có thêm thời gian an toàn cho Baradis. Và lòng tin của quân trinh sát vào Eren đang phai dần vì cậu hết lần này đến lần khác làm con tin của kẻ địch, rồi bọn họ buộc phải đến cứu dù hy sinh bao nhiêu đi nữa. Nhưng Jit đã nói họ đã đạt được mục tiêu, có Titan thủy tổ và Titan mang dòng máu hoàng tộc. Connie đến báo tin Sasa đã không thể qua khỏi. Tập 68. 3 năm trước, các hạm đội của Malay được cử đến đảo Baris để tìm hiểu nguyên nhân thất bại của đội chiến binh Titan của họ. Eren và quân trinh sát đã phục kích và mang tàu của bọn họ lên đất liền. Hange cố tỏ ra thân thiện nhưng tên chỉ huy chỉ xem bọn họ là ác quỷ và chĩa súng vào Hange.
Đúng lúc này, một người lính của Malay là cô gái Zelena đã bắn súng giết chết tên chỉ huy và khống chế quân đội Malay để cùng ngồi trao đổi với Hange. Trong lều trại, Hange và Levi cũng biết về súng đạn của Malay và cả lực lượng không chiến của chúng. Họ kinh ngạc vì sao Malay không sử dụng không chiến tấn công họ. Thì lý do chính là ở đây có đầy thay thành thuần chủng có thể cản bom đạn. Malay đã tạo ra lũ thay thành này để khống chế người ADI trong tường thành, tuy nhiên chúng cũng vô tình bảo vệ họ khỏi xâm lược. Với lại Malay cũng đang có những cuộc chiến với các nước khác nên họ chưa muốn dành lực lượng để tấn công Baradit. Hơn cả, thay thành khổng lồ và thay thành nữ đã bị Baradit lấy đi. Và khi thấy quân chính xác ngồi ngoài thành, Zelena đã kinh ngạc vì biết rằng họ đã tiêu diệt toàn bộ thay thành ngoài thành. Zelena nói Malay đã cướp đi nhà của họ và ép họ đi lính cho đến khi họ gặp được Jake Jaeger. Họ là đội tình nguyện chống Malay, mục tiêu của họ là giải phóng người Adia. Cuộc họp cấp cao của Baradit, thông tin từ Zelena đưa ra là Jake muốn yêu cầu hợp tác với Baradit để giải phóng người Adia. Jake có một kế hoạch bí mật để giải quyết vấn đề của người Adia, để giải quyết vấn đề cần có thay thành thủy tổ và thay thành có dòng máu hoàng tộc. Tuy nhiên khi có đủ điều kiện thì Jake mới nói kế hoạch ra. Eren cũng đã nói lần duy nhất cậu có thể sử dụng sức mạnh thủy tổ chính là khi chạm vào thay thành có dòng máu hoàng tộc Dinafric, vợ trước của cha cậu. Jake chắc hẳn đã có kế hoạch để không bị lời nguyền từ bỏ chiến tranh của thay thành thủy tổ kiểm soát. Một cách nào đó, họ cần điều khiển hàng triệu thay thành đang ngủ trong thành để kích hoạt một trận càn quét. Và nhờ vào Zelena cùng những người trong đội tình nguyện, quân chính xác đã bắt giữ được tất cả những người lính Malay trên những chiến hạm còn lại. Niccolo là một người Malay bị bắt giữ, nhưng tài nấu ăn của anh ta làm xa xa và mọi người khen ngợi. Điều này cũng đang làm giảm dần khoảng cách giữa bọn họ. Các kỹ sư của Malay cũng chịu hợp tác cùng Baradit, tuy nhiên Eren cho rằng chỉ những người đang cầm tù ở đây tiếp xúc họ nên mới có thể thay đổi suy nghĩ, còn những người bên kia đại dương đều xem người trên đảo Baradit là lũ quái vật, và chỉ chiến đấu mới có thể giúp họ sống tiếp. Quay lại thực tại, Jake và Levi cũng đang đi đến nơi tạm giam giữ Jake vì bọn họ chưa thật sự tin tưởng. Toàn quân lính của đội giải cứu Malay, kể cả Zelena cũng bị kiểm soát bởi quân chú thủ của Basic, dù bọn họ đã đem một số huyết thanh thay thành chiến đấu đến cho Baradit. Armin thì ngồi trước phòng giam Enie tâm sự về những việc xảy ra. Với Armin, cậu vẫn đang tìm một cách nào đó để có thể thay đổi suy nghĩ của con người bên kia đại dương không xem bọn họ là quái vật nữa. Tập 69. Từ tập này trở đi, timeline nó nhảy từ quá khứ qua hiện tại liên tục. Các bạn dựa vào diện mạo mà đoán là quá khứ hay hiện tại nhé. 2 năm trước, cảng của Baradit đã hoàn tất và vị khách đầu tiên của họ là đặc sứ Kiyomi của quốc gia thân thiện nhất với Baradit, quốc gia Hizuru. Khi bà ta đến, bà ta đưa ra một biểu tượng 3 cây kiếm và Mikasa là người có biểu tượng này trên tay. Đại loại là bà ta kể về quốc gia họ có quan hệ thân thiết với Wolverine. Khi đại chiến Tây Thành diễn ra, quốc gia và gia tộc của họ bị suy kiệt và hỗn loạn, dòng dõi duy trì của nước họ đã thất lạc ở Baradit và Mikasa là hậu duệ người dẫn dắt bọn họ. Cuộc họp giữa hai quốc gia diễn ra, Hizuru khi thấy được thiết bị chiến đấu của Baradit khi được Jake đưa, họ thấy Baradit có một khoáng sản chỉ nơi này có nên muốn thương lượng kinh doanh để nước họ khôi phục nền kinh tế. Jake đã đưa 3 điều kiện thỏa thuận để bảo vệ Baradit khỏi trận càn quét sắp tới để thế giới biết được sức mạnh của đảo Baradit. Và quân đội của Baradit cần rèn luyện tới khi không cần dùng trận càn quét để thể hiện uy lực nữa. Cuối cùng là thay thành thủy tổ và thay thành hoàng tộc phải được truyền tiếp tục để giữ sức mạnh đó. Jake sẽ truyền thay thành quái vật cho người có dòng máu hoàng tộc trong 13 năm nhiệm kỳ. Người của hoàng tộc phải sinh con nhiều nhất có thể. Hitoria cũng đã chấp nhận sẽ kế thừa thay thành quái vật, nhưng Eren cho rằng sau bao nhiêu năm họ vẫn phải lại sinh sản như gia súc. Nếu đây là kế hoạch để sống sót, Eren cho rằng không cần hợp tác nữa để bảo vệ Hitoria. Một khung cảnh diễn ra, Hitoria đã có thai với một người đã giúp cô ấy trông coi cô như viện. Vì thai nhi cô ấy không thể thành thai thần, một số tên chỉ huy xem thường cô. Và trong một buổi làm Duray, Hange đã cho mọi người biết cuộc hợp tác với Hizuru không thuận lợi, họ chỉ muốn đến chiếm đoạt tài nguyên của Baradit. Và thế giới xem họ là nguồn gốc của mọi tội lỗi, nên thế giới chỉ muốn tiêu diệt họ. Điều này khiến Hange muốn cho thế giới biết họ là ai và họ chỉ cần hòa bình nên cô đang có chiến lược ngoại giao. Buổi chiều ấy, Eren cũng chỉ còn 5 năm trước khi chết và phải chuyển giao sức mạnh thay thần. Jin, Koni, Sasa, Mikasa đều muốn là người kế thừa, tuy chỉ có thể sống 13 năm. Nhưng Eren rất quý mến họ nên không muốn họ phải chết sớm. Quay lại thực tại, Eren lúc này đã tham gia kế hoạch của Jake. Koni, Jin đang nghi ngờ về Eren vì gần đây cậu ta không còn là Eren ngày đó. Họ sợ Eren sẽ hợp tác với Jake và tiêu diệt họ. Nếu có điều đó xảy ra, việc giết Eren cũng nên chuẩn bị. Dù Mikasa và Armin có bảo vệ Eren, nhưng khi cậu ấy bỏ mặc sự nguy hiểm của mọi người để họ ra tiền tuyến và việc Sasa mất thì Eren chỉ cười, thì Jin và Koni đang dần mất lòng tin. Tập 70. Funko và Gabi đã giả vờ bị đau để giết lính canh và trốn thoát ra ngoài. Họ chạy được một đoạn thì gặp một cô gái. Cô ta dẫn họ đến trang trại của những đứa trẻ mồ côi gần đó để ăn uống và ở vài hôm. Gabi nhìn những người ở đây đều đề phòng và luôn miệng xem ai ai cũng là ác quỷ. Hizuru đã đem đến một công nghệ mới là máy bay chạy bằng khoáng sản của Baradit.
Khi ở trang trại, thân phận của Fonko và Gabi là người Malay đã bị cô bé Kaya nhận ra. Tuy nhiên cô không nói gì với những người xung quanh. Kaya dắt họ đến nơi mà mẹ cô bị Titan giết. Cô đã liên tục hỏi lý do mà bà ấy phải chết. Gabi thì cứ khăng khăng tổ tiên họ đã dùng Titan càn phá thế giới cho nên đây là thứ mà họ phải gánh chịu. Nhưng với Kaya đó là quá khứ và hiện tại mẹ cô ấy không giết ai nên lý do gì phải chết. Và Fonko đã nói là do cuộc tấn công nhỏ của người Malay để chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn và mẹ con họ đã bị liên lụy vào. Gabi thì không giải thích được lý do gì khiến mẹ Kaya chết vì đơn giản những đứa trẻ này từ nhỏ đã được tiêm nhiễm Paradis là đảo ác quỷ và qua cuộc tấn công của Eren giết hại dân số bạn bè của Gabi thì suy cho cùng ai cũng có lý do để tiếp tục chiến tranh. Và Kaya chính là cô bé năm đó đã được Sasa cứu. Tập 71. Tin tức Eren bị quân đội giam giữ đã lên báo, lan truyền đến người dân. Họ đã tụ tập một cuộc biểu tình đòi thả Eren và cho rằng chỉ có Eren mới có thể cứu giúp bảo vệ tân đế chế Eria. Tư lệnh Bisic đã có cuộc nói chuyện với Yelena. Cô ta đã lén lúc gặp Eren và ông nghi ngờ chính họ và Jit đã tác động đến Eren nên cậu ta mới một mình sang Malay để tàn sát. Thống đốc Yajiri vẫn không cho Mikasa và Armin gặp Eren. Ông ta cũng cho họ biết cuộc gặp gỡ bí mật giữa Eren và Yelena và họ nghi ngờ Eren đã bị Jit thao túng. Mikasa và Armin nghĩ rằng quân đội đang tìm người để chuẩn bị thay thế chiếm đoạt sức mạnh của Eren. Một vụ nổ xảy ra trong phòng thống đốc khiến ông văng ra khỏi phòng và chết. Nguyên nhân cái chết là từ chiếc ghế do những tân binh của quân chính xác đem vào có gài bom. Ngay lúc này Eren đã vượt ngục và một số tân binh của quân chính xác cũng đã rời đội. Toàn bộ quân đội đang chuẩn bị tấn công Eren. Một nhóm người được thành lập theo trường phái của Eren, với họ chỉ Eren mới thực sự giúp được Eria thoát khỏi thế giới bên ngoài. Quân đội gọi họ là phái Jigger. Tư lệnh Bisic đã đứng ra chỉ huy và thừa nhận họ đã thua cuộc. Ông muốn bảo vệ Eria bằng cách phải thương lượng với Eren tại nơi giam giữ Jig. Và Eren đang tìm cách gặp Hitori và Jig. Big là thai thành ngựa cũng đã đột nhập được vào Paradis. Tập 72. Jig đã kể cho Levi nghe về việc hắn khiến ngôi làng của Connie thành Titan chính là nhờ vào khí độc có pha dịch tủy của hắn. Khi người Ymir dính phải dịch tủy họ sẽ bị đông cứng và hóa thành Titan rồi bị điều khiển. Khi tới nhà hàng của Niccolo, chú Raw chính là cha của Sasa nên Niccolo tiếp đãi rất nồng hậu. Nhóm hành ghê cũng đến đây, tuy nhiên vì bận tiếp khách nên Niccolo để họ trong phòng khách. Jin và Connie muốn uống một chai rượu ở đây thì Niccolo đã hối hả ngăn cản và nói những câu khinh bỉ người Eria, mặc dù họ đã thân thiết và xem nhau như bạn. Sau đó Niccolo đem cất chai rượu và Fonko cùng Gabi đến gặp. Họ nói họ là binh sĩ Malay kêu anh ráng cầm cự quân đội Malay và thế giới sắp tấn công Paradis. Tuy nhiên khi Niccolo biết Gabi là người đã giết Sasa, anh tức giận, lấy chai rượu tính giết Gabi thì Fonko đỡ cho. Vì với Niccolo, Sasa đã giúp anh thoát ra khỏi cuộc chiến không hồi kết này. Khen những món ăn của anh giúp anh nhận ra điều ý nghĩa nhất với mình. Cha của Sasa lấy lại con dao và khuyên nhủ, điều họ làm không liên quan gì đến lũ trẻ. Chuyện quá khứ, người lớn phải gánh vác, đừng bắt thế hệ sau phải chịu hệ lụy. Cha của Sasa đã tha mạng cho Gabi. Kaya tức giận khi biết Gabi giết chết Sasa, tính lao vào giết Gabi thì Mikasa đã ngăn cản. Levi cũng đã biết về cuộc đảo chính của phái Jigger. Anh đã hy sinh bao nhiêu đồng đội để cứu Eren hết lần này đến lần khác. Anh cũng đang tự trách bản thân không biết đâu là điều đúng. Niccolo cũng nói suy đoán của cậu nghĩ rằng trong rượu có dịch tủy của Jit vì cậu được Yelena kêu dùng thứ rượu này phục vụ những chỉ huy cấp cao. Và họ đã biết Jit đã nói dối. Khi người Ymir uống phải dịch tủy họ sẽ không bị đông cứng. Và cứ thế toàn bộ quân đội có thể đã bị nhiễm dịch Titan và Jit có thể khiến họ thành Titan và điều khiển bất cứ lúc nào. Phái Jigger cũng đã bao vây nhà hàng và bắt Henge dẫn họ đến chỗ của Jit. Eren đã đi gặp Mikasa và Armin để có cuộc nói chuyện riêng. Tập 73. Eren đã nói rõ sau khi gặp Yelena và Jet, những việc làm của cậu đều do một mình cậu quyết định, kể cả việc xâm nhập vào Malay và phá nát thành phố, giết những người già trẻ nhỏ. Mikasa cho rằng Eren đã bị ảnh hưởng bởi Jet vì Eren sẽ không bao giờ làm hại họ. Tuy nhiên Eren bây giờ đã là một Eren hoàn toàn khác. Cậu cho Mikasa biết gia tộc Ackerman của cô sinh ra để phục vụ nhà vua Eria. Mikasa chẳng khác gì một nô lệ và Eren rất ghét những người không có tự do và ghét cả Mikasa. Armin tức giận vì Eren xem thường tình bạn giữa họ lao vào tấn công thì Mikasa tự phản xạ khóa tay chân Armin lại, có vẻ như cô chịu ảnh hưởng bởi ý chí phải bảo vệ Eren. Thế là Eren cho Armin một trận như tử và đưa toàn bộ bọn họ đến Sigashina, nơi mà Eren đã hẹn gặp Jit. Toàn bộ 30 người lính theo Levi đều uống thứ rượu chứa dịch tủy. Jit gào lên và hóa họ thành Titan. Hắn cứ thế chạy đi để gặp Eren. Vì mối nguy hại từ thế giới đến Paradis và người dân Eria đang dần lớn mạnh, không thể để lũ quân đội mu mê này chần chừ mãi. Levi như một con quái vật khi biết cậu đã bị lừa bấy lâu, điều hứa với Arwen để tiêu diệt Titan quái thú hiện lên. Levi tiêu diệt toàn bộ Titan và lao đến tấn công Jet. Hắn hóa hình, tuy nhiên vẫn chưa đủ tuổi để chiến đấu với con quái vật thật sự này.
và Levi đã hạ gục Rick, nhưng anh vẫn chưa giết hắn vội. Khóa huấn luyện 109 vẫn đang được tuyển mộ để học cách giết Titan, dù người dân bây giờ đã biết kẻ thù thật sự của bọn họ là con người. Vajigar đến và tuyển dụng những người theo Eren. Với họ, sự thối nát của quân đội không nhận ra sức mạnh kẻ thù thật sự bên kia đại dương đang dần khiến người Edea tuyệt chủng. Tập 74. Đầu phim là quá khứ của Grisha đã cho Jit nhìn thấy sự thật của thế giới. Người Edea bị căm ghét như thế nào? Grisha đã mong rằng Jit sẽ được Malay chọn làm chiến binh Titan để họ có thể phục hưng uy lực của Edea. Tuy nhiên trong tập luyện, Jit luôn thua kém hơn tất cả thành viên được đào tạo, điều này khiến cho cha mẹ cậu thất vọng. Trong thời gian đó, Jit quen được một người là chiến binh của Titan quái vật, nhưng ông ta chỉ hoạt động nghiên cứu về Titan, giữa họ nảy sinh sự cảm thông cho nhau. Khi Jit nói cha mẹ cậu là người của phái phục hưng, ông ta đã khuyên cậu nên tố cáo họ để bảo vệ bản thân và ông bà mình. Nếu không, toàn bộ họ sẽ bị đưa ra đảo Paris để biến thành Titan. Và Jit đã làm điều ấy. Thời gian sau, Jit lớn dần. Cậu được biết Titan thủy tổ có mối liên kết với toàn bộ người dân Edea. Trong một trận đại dịch, chỉ người Edea thoát khỏi cơn dịch bệnh vì Titan thủy tổ đã thay đổi cấu trúc ADN của họ để khiến họ miễn nhiễm với dịch bệnh. Jit cũng biết Titan thủy tổ khi đụng vào người của hoàng tộc thì có thể sử dụng sức mạnh của thủy tổ. Cho nên để không bị ràng buộc bởi ý chí không chiến tranh của vua Frick, Jit cần tìm kiếm một người tin tưởng không phải thuộc hoàng tộc để họ có sức mạnh thủy tổ. Và Jit nghĩ ra kế hoạch cái chết êm ái của người Edea chính là dùng sức mạnh thủy tổ khiến con dân Edea không thể sinh con. Có như vậy sau 100 năm người Edea sẽ tuyệt diệt và sức mạnh Titan cũng không còn nữa. Điều này cũng được Eren đồng ý qua cuộc nói chuyện giữa họ. Quay lại thực tại, tuy đã bị Levi khống chế và đòn bẩy bởi một cây thương xét cắm vô người, nhưng để thực hiện kế hoạch, Jit vùng vẫy dù thương xét sẽ nổ banh xác hắn. Tập 75. Jit chỉ còn một nửa người trên và một con Titan bò tới xé bụng mình và nhét Jit vào trong. Quân đội lúc này đã bị kiểm soát bởi người của Jit. Zelena cũng đã đến nói kế hoạch cái chết êm ái của Jit và Eren cho nhóm Mikasa, Armin, Jin, Connie nghe. Eren đến nói với Gabi muốn cứu Volko thì hãy giúp anh ta tìm những quân xâm nhập của Malay đang ở trong Paradis. Mick đã lộ diện, tuy nhiên Eren biết họ sẽ không thể giết anh vì cần sức mạnh thủy tổ và Mick đã quy phục và nhờ Eren giúp đỡ giải phóng cho người Edea ở trong tường thành của Malay. Cô hứa sẽ chỉ vị trí của đồng đội của mình để lấy lòng tin của Eren và dẫn họ lên sân thượng. Khi tới nơi, Titan Hàm đã lao lên vị trí của Eren nhưng Eren đã né được. Sau đó Titan Hàm cứu Mick và Gabi. Biết nói cô không tin tưởng Malay, tuy nhiên những người cùng cô chiến đấu cô sẽ tin tưởng. Và trên bầu trời, một cuộc tập kích bất ngờ của quân Malay đã đến. Rainer và những người khác đều ở đây. Một trận chiến lớn sắp diễn ra, và hồi kết của phim đã đi được một nửa. Tập 1. Nối tiếp diễn biến đã xảy ra ở phần trước, khi mà Hange đến đã tìm thấy được Levi đang nằm bất tỉnh với mình đầy thương tích từ thương xét. Đây là một cú sốc khá lớn với Hange. Bất ngờ khi con Titan kế bên họ bốc khói và Zeke từ trong cơ thể nó bước ra. Thế tình thế này, Hange đã ôm Levi trôi theo dòng nước để trốn thoát. Zeke chỉ nhớ rằng trong tiềm thức, hắn đã thấy một cô gái đã dùng đất đắp lại cơ thể cho hắn ta, và đó chính là con đường, hay còn gọi với cái tên khác là tọa độ. Hắn và đội quân trinh sát theo phái Yuger đang âm mưu gì đó để tiến gần đến Eren. Quay trở lại tình hình phía trên lâu đài, Eren đã hóa Titan và chuẩn bị trận chiến với đội quân của Rainer. Rocco đã lao đến cầm chân Eren để giúp cho Titan ngựa đưa Gabi đi. Với tình thế bất lợi vì quân địch đông, Zelena đã kêu cậu cần dùng sức mạnh của Titan bố chiến để họ tẩu thoát. Thế nhưng, cậu đã lao thẳng tới để giải quyết trận chiến còn dang dở với Rainer. Gabi đã an toàn, nhưng mà Focal đã uống phải dịch tủy của Zeke và còn mắc kẹt bên trong lâu đài. Mục đích của quân Malay đến đây là để xem quân địch có khả năng sử dụng được năng lực của Titan thủy tổ hay chưa. Gabi nhớ lại trên phi thuyền, cô bé đã nghe được Zeke nói về cuộc gặp gỡ của dòng máu hoàng tộc và thủy tổ. Họ nhận ra là để sử dụng được sức mạnh thủy tổ, Eren cần gặp được Zeke, cho nên là bọn họ đã ra sức ngăn cản cuộc gặp gỡ này. Còn bên này là một màn đấm bốc tới nóc nhà của Eren và Rainer. Sau đó, Bocco cũng đã tham chiến để trợ giúp. Với sức mạnh búa chiến, Eren đã dễ dàng khắc chế được cả hai. Phái Jaeger cũng đã tham chiến, bất ngờ một viên đạn đã bắn xuyên não Titan tiến công. Tất nhiên, mấy cha đu dây làm sao chống lại được súng đạn, lực lượng bên phái Jaeger đang gục dần. Eren cũng gặp bất lợi sau phát bắn và đợt tấn công của cả ba Titan bên phía của quân Malay. Anh dây đen xuống mở ngục và cầu xin mọi người trợ giúp Eren, nhưng mà Connie đã tức giận khi họ đã đối xử với đảo Paradis bằng thứ rượu đó. Nhưng mà mọi người đều không biết gì về nó trừ Zelena. Anh dây đen và anh đầu bếp không hề muốn chia sẻ người Edea. Mục tiêu ban đầu là phát triển đảo Paris để cùng nhau chống lại Malay. Jin và Armin đã tin Ojan Cooper,
nếu giúp Eren và Rick thì đồng thời sẽ giúp kế hoạch triệt sản người Adira thành công. Mọi người đang hỏi ý nên giúp Eren hay không. Cả Mikasa cũng muốn giúp, thế nhưng cô lại nghĩ chắc là vì mình mang dòng máu Ackerman nên là tâm trí chỉ luôn phải giúp đỡ Eren như những gì cậu ấy đã từng nói. Mọi người đều không tin Eren muốn dòng dõi Adira tuyệt giống tuyệt nòi. Armin vẫn tin tưởng bạn mình và ra sức thuyết phục mọi người vì nghĩ Zelena đã làm Eren phải thay đổi như hiện tại. Và Armin tin Eren có thể bảo vệ hòn đảo bằng rung chấn. Bên ngoài, tiếng gầm đã cất lên. Tập 2. Hạm đội Marley đang liên tục xả đạn vào Titan thiết giáp để đâm được một nhát qua người của Eren. Dù tình thế khó khăn nhưng mà Eren vẫn nỗ lực kháng cự làm cho Rainer không hiểu lý do gì mà cậu ta lại có thể tiếp tục chiến đấu. Lúc này Zeke đã đến, từ trên cao tầng thành, Titan quái thú đã tới để hỗ trợ cho Eren. Với năng lực chọi gạch của mình thì tầng chiến hạm của Marley đang lao dốc không phanh. Mục đích của cả hai bây giờ chính là có thể chạm vào nhau để kích hoạt năng lực của thủy tổ. Mọi người cùng tư lệnh Bishop cũng sẽ ra quân yểm trợ phản công quân Marley. Những đội quân đeo khăn đen, họ đã xác định sẵn sàng hy sinh một khi Zeke hét lên. Khi thấy Zeke ở đây, mọi người đã ngầm xác định được rằng binh trưởng Levi cùng Hunger đã bị hắn đánh bại. Armin vẫn cho rằng Zeke và Eren đang giải cứu thế giới, mọi người lúc này cần giúp đỡ hai người họ gặp được nhau. Foco cũng đã được thả ra nhờ vào lòng nhân từ của Nila. Khi trốn tại đây, Gabi đã nhìn thấy gia đình ân nhân cũ của mình. Cô bé cũng nhận ra ở Paradis không hề tồn tại quỷ mà họ cũng chỉ là con người bình thường như mình. Một vòng lặp chiến tranh từ hai nước cứ thế kéo dài dằng dẳng suốt bao thế kỷ qua mà chẳng ai hề hay biết gì. Bên ngoài trận chiến, Titan ngựa đã giả chết để các binh sĩ Malay không còn bị chú ý và có thời gian bắn tỉa. Cùng lúc, khẩu đại pháo cũng đã có đủ thời gian để nhắm một phát vào Zeke. Hắn đã ngã từ trên cao xuống sau phát đạn vừa rồi. Tập 3. Garriott trong lúc ra sức ngăn cản Eren đã bị đánh cho bầm dập. Quân Malay cũng đã nã đạn kịp thời để giải nguy cho cậu ta. Quân đội Paris cùng nhóm của Connie và những người bạn đã chia ra và tấn công các tốt quân địch đang ẩn nấp gần đó. Rainer đã lao tới khống chế Eren để giúp cho Titan Hàm có thời gian phục hồi. Zeke lúc này đã quyết định sẽ dùng tiếng hét để khiến những người Adia uống phải dịch tủy của hắn ta hóa thành Titan. Hắn sẽ điều khiển đội quân này chống lại Malay. Anh trai và Foco cũng đã đến trước mặt hắn để xin cho thằng bé Foco ra khỏi phạm vi của tiếng hét. Dù có cảm tình với Foco nhưng mà Zeke vẫn nhất quyết thực hiện kế hoạch của mình. Sau đó, một tiếng hét thật lớn từ Titan quái thú, Foco và tất cả những người dân Adia đã thành những Titan vô tri. Gabi cũng bất lực khi nhìn người bạn của mình hóa Titan. Một đội quân Titan hùng mạnh đã lao như điên trong vô thức ăn tất cả những ai mà chúng thấy được. Foco theo sự điều khiển của Zeke cũng lao tới tấn công Rainer. Vừa khống chế Eren vừa kiềm hãm Foco, Rainer không đủ sức để tiếp tục giữ Eren được nữa. Rainer đã bị Foco cắn vào phía sau óc, nơi cơ thể chính của cậu ta đang ẩn nấp. Cùng lúc, quân Malay đã bắn thêm một phát trúng vào vị trí của Zeke trên Titan quái thú và hắn đang bốc hơi. Nghĩ rằng đã có thể ngăn cản được Eren chạm vào Zeke, Rainer đã quyết định để cho Foco ăn mình để giúp cho cậu bé có năng lực thiết giáp và lấy lại lý trí. Nhưng mà Garriott đã chọn hy sinh để giúp cho cả hai. Tức giận, Rainer đã đấm Titan tiến công thẳng miệng nhưng mà Eren đã kịp thời dùng năng lực búa chiến khóa chặt tay Titan thiết giáp lại và thoát khỏi thân xác Titan. Eren đã nhận ra Zeke vẫn còn sống, cậu chạy thật nhanh đến để có thể thực hiện kế hoạch. Bất ngờ, một phát bắn từ Gabi đã khiến cho đầu Eren lìa khỏi cổ trong tích tắc. Quay về quá khứ một chút hen, đây là cuộc trò chuyện giữa hai anh em họ. Eren cho Zeke biết về việc 4 năm trước cậu đã thấy được ký ức của người cha khi ông ta tàn sát hoàng tộc. Cả hai anh em họ đã có cùng mục tiêu là sẽ kết thúc cuộc chiến này trong thời đại của mình. Họ cũng sẽ cùng nhau kết thúc 2.000 năm thống trị của Titan. Quay lại mặt chính của phim, trong khoảnh khắc đau lì khổ cổ, Zeke đã kịp thời chạm vào đầu của Eren và đưa họ đến được nơi được gọi là tọa độ. Thời gian trong này khác với bên ngoài và có lẽ Zeke đã đợi Eren khá lâu để có thể gặp cậu lại tọa độ. Một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện từ khu vực trung tâm tọa độ và bước lại gần họ. Và đây chính là Thủy Tổ Ymir, người đầu tiên nắm giữ sức mạnh Titan Thủy Tổ. Nhưng mà cô ta chỉ là một linh hồn vô tri, rất có thể cô ta đã ở đây để giữ sức mạnh Thủy Tổ. Các Titan khác cũng được Ymir tạo ra tại đây. Zeke cũng đã bị các sợi xích trói buộc không thể di chuyển tự do trừ Eren, người đang có trong mình Titan Thủy Tổ. Nói cách khác, Eren là người duy nhất có thể ra lệnh cho Thủy Tổ. Zeke muốn Eren yêu cầu Thủy Tổ khiến cho người dân Adia, hay nói cách khác là khiến người dân trong ba bức tường thành và người dân Adia ở trên lục địa Malay không thể sinh con nữa. Chỉ có thế mới có thể tuyệt diệt được năng lực Titan vĩnh viễn. Thế nhưng Eren sẽ không bao giờ làm hại đến người Adia, hay nói cách khác là bạn bè và những người dân trong thành. Cậu chỉ giả vờ hợp tác để có thể đến được đây để dùng năng lực Thủy Tổ kết thúc trận chiến theo lối đi riêng của mình. Bất ngờ là Thủy Tổ lại không nghe lệnh từ Eren.
Trong thời gian đợi Eren, Sid đã học được rất nhiều thứ tại nơi này. Tất cả mọi thứ đều được tạo ra từ cát, chỉ cần đó là mong muốn của người trong hoàng tộc. Nói cho dễ hiểu thì Ymir chỉ nghe lệnh của hoàng tộc, và lời thề phản chiến của vị vua thứ 145 đã bị Sid hóa giải bởi vì Ymir ở quá khứ chỉ là một nô lệ. Cô ta không hề có ý chí riêng của mình, cô chỉ thực hiện mệnh lệnh như một nô lệ theo lời của hoàng tộc. Sid cũng đã trói Eren vào những sợi xích và bắt đầu kế hoạch của mình. Tập 4. Khi chạm vào nhau, Sid đã đưa Eren về lại dòng quá khứ ký ức của người cha của họ là Gisar. Sid cho rằng cha của họ đã tẩy não con mình để thực hiện mục tiêu của phái phục hưng. Và từ lúc này, hãy tập trung nghe mình nói để tránh loạn não nha bà con ơi. Rồi, bắt đầu vô tiết học lịch sử đây. Dựa vào dòng quá khứ, Sid cho rằng cha mình là một người luôn cố tiếp cận những nhân vật có quyền lực để tìm được vị vua của tường thành để chiếm đoạt sức mạnh Titan Thủy Tổ. Nếu thất bại, tính mạng của vợ con cũng bị liên lụy. Nhưng mà Gisar đã tìm thấy nơi của vị vua từ rất sớm. Nhưng qua những gì được thấy, có vẻ Gisar rất yêu thương Eren và sẵn sàng từ bỏ trách nhiệm của phái phục hưng. Sid nghĩ Eren bị Gisar tẩy não, nhưng những thứ mà Eren làm đều xuất phát từ bản thân cậu muốn, từ giết người để bảo vệ cho Mikasa hồi đó, hay là vào quân chính xác để tìm hiểu thế giới bên ngoài. Vào trước lúc Titan Thiết Giáp phá hủy thành ngoài giết chết gia đình của mình, Gisar đã đến hoàng tộc và nói mình từ bên ngoài tường thành đến. Ông cũng là thần dân của Ymir và có năng lực Titan tiến công. Ông muốn cầu xin vị vua của tường thành có thể giúp đỡ gia đình mình bằng cách giết chết các Titan chuẩn bị tấn công tường thành vào hôm đó. Nhưng với lời thề phản chiến, người Aedia cho rằng họ đã gây hại cho thế giới quá nhiều bằng sức mạnh Titan từ Thủy Tổ để lại. Việc để người dân trong thành bị chính các Titan vô tri tiêu diệt là để giúp dân số không phát triển quá mức kiểm soát. Chỉ có nhà vua biết được sự thật, còn tất cả thần dân trong thành đều đã bị tẩy não. Họ phải sống một cuộc sống chịu tội lỗi cho những gì đã gây ra ở quá khứ. Gisar cũng biết được nếu giết Thủy Tổ và ăn thịt thì ông cũng không thể sử dụng được năng lực này vì không phải dòng máu hoàng tộc. Thế nhưng, chính Titan đều có những đặc tính riêng. Và Titan tiến công chưa từng chịu sự chỉ đạo của ai, hay nói cách khác, Titan tiến công không bị Thủy Tổ điều khiển. Đây là để khắc chế lại trường hợp tự cho là đúng của nhà vua và năng lực thực sự của Titan tiến công chính là có thể nhìn thấy được tương lai. Risa biết được theo lời thề phản chiến của vua Garfric, vị vua thứ 145 của Edia. Nếu bất kỳ người nào tấn công đảo Baris thì Thủy Tổ không thể dùng năng lực của mình mà phải cam chịu cho những gì ở quá khứ mà tộc Edia đã gây ra. Nhưng ông đã không thể ra tay giết hoàng tộc vì có những đứa trẻ. Nhưng Eren lúc này đã thì thầm vào chính bản thể của cha mình quá khứ và thúc giục ông nên làm những gì mà mục tiêu ban đầu ông đề ra, đó là trả thù cho dân tộc Edia ở Malay. Ngay sau đó, toàn bộ hoàng tộc đã bị Gisar giết sạch và ông đã ăn Thủy Tổ. Gisar gào thét trong vô vọng. Ngay thời điểm đó, ông đã thấy được tương lai và làm theo những gì mà Eren tương lai bắt buộc. Đây là cách mà cậu đã ép cha mình làm để giải cứu thế giới. Nói chung, ai sở hữu năng lực Titan tiến công đều có thể nhìn thấy tương lai của người sở hữu tiếp theo. Trong dòng ký ức của tọa độ, Gisar cũng gặp lại Zik và ra sức cầu xin cậu con hãy ngăn cản Eren, vì ông đã thấy được tương lai gì đó rất đáng sợ từ dòng ký ức của Eren. Tập 5. Sid đã nhận ra tất cả những sự việc xảy ra của Gisar đều do dòng ký ức của Eren tương lai điều khiển, kể cả việc cậu ăn cha mình. Sid đặt giả thiết nếu Titan tiến công có thể giao tiếp vượt thời gian, Eren đã chỉ cho Gisar thấy tương lai mà bản thân Eren có lợi và khiến cho quá khứ làm theo những sự kiện đó. Eren đã thấy được những sự kiện này nhờ vào lần chạm vào tay của Historia Rey. Sid tức giận và đã lập tức ra lệnh cho Ymir thực hiện mệnh lệnh triệt sản thần dân Ymir. Eren đã vùng vẫy để có thể chạy lại ngăn cản Ymir. Và bây giờ sẽ là tiết học lịch sử tiếp theo đây, tập trung nào! Đất nước Edia do vua Frigg cai trị luôn xảy ra chiến tranh khiến cho người dân sống trong hoàn cảnh loạn lạc. Ymir lúc này là một cô bé nô lệ và khi bị dân làng đổ oan cho tội làm lợn sống chuồng, cô đã bị vua Frigg giết bằng trò chơi chạy để sống. Ymir trúng phải cung tên bị thương và đi vào một hang động sâu dưới gốc cây và rơi xuống hồ nước. Tại đây, một thực thể không xác định với hình dạng như một con rết nước đã nhập vào Ymir. Từ đó, Titan Thủy Tổ đầu tiên ra đời. Bằng năng lực của mình, Ymir đã giúp cho vua Frigg và nước Edira tàn sát quân Malay và phần còn lại của thế giới. Ông ta bắt cô sinh sản và đẻ ra ba người con là Maria, Rose và Sina. Trong một lần, quân gián điệp Malay đã ám sát vua Frigg và Ymir đã đỡ đòn giùm ông. Với vết thương này, Thủy Tổ Ymir đã chết. Ông vua muốn duy trì sức mạnh Titan nên đã bắt ba người con của mình ăn thịt Ymir và dặn dò trước khi chết là phải duy trì nội giống của Ymir. Sinh sản thật nhiều để sức mạnh Titan được truyền liên tục qua nhiều thế hệ. Từ đó tăng sức mạnh quân sự cho người Edia. Từ lúc đó, Ymir đã mãi vô thức trong tọa độ để kết nối sức mạnh này của các Titan và phục vụ mệnh lệnh hoàng tộc như thói quen quá khứ là một nô tỳ. Eren đã lao tới và ôm lấy Ymir.
Cậu cho rằng cô đã chờ đợi một người rất lâu để có thể kết thúc chuyện này. Eren cầu xin Ymir cho mình mượn sức mạnh thủy tổ để kết thúc tất cả. Và ngay khoảnh khắc ấy, đầu của Eren đã được nối lại từ những xương cốt của thủy tổ. Đồng thời, hàng loạt Titan đại hình từ bên trong những bức tường đang dần thoát ra. Nhưng con thủy tổ toàn xương sườn mà được cái nó to gấp trăm lần cái bọn đại hình á. Armin thấy được cả những Titan trong tường thành Mara cũng đã thoát ra. Nếu chỉ để tiêu diệt quân Malay tại đảo thì không cần tới số lượng lớn như vậy. Đúng lúc này, tất cả thần dân của Ymir đều được nghe giọng nói từ tọa độ của Eren. Ta là Eren Jaeger. Tất cả hóa thạch trên đảo Barad đã được phá vỡ. Chúng bắt đầu hành quân. Ta muốn bảo vệ người dân trên đảo nơi ta sinh ra và lớn lên. Nhưng thế giới lại muốn người dân trên đảo phải chết. Họ sẽ không buông tha cho hòn đảo này. Ta không chấp nhận việc này. Tất cả Titan thủ thành sẽ càn quét mọi vùng đất bên ngoài hòn đảo và cho đến khi tận diệt hết mọi sinh mạng ngoài kia. Vậy là cuộc viễn chinh toàn bộ thế giới của Eren đã bắt đầu. Đây chính là mục đích thực sự của cậu ta. Tập 6. Toàn bộ thần dân của Ymir, kể cả người Edera ở Malay cũng nghe được giọng của Eren từ tọa độ. Họ hoang mang khi biết rằng ngày tận diệt đã tới khi mà Eren đã kích hoạt rung chấn. Rung chấn là lời răn đe của vị vua thứ 145 với thế giới. Ông ta nói rằng mình có một đội quân Titan đại hình hung mạnh. Nếu thế giới động đến đảo Baradit, ông ta sẽ kích hoạt nó hủy diệt tất cả. Thế nhưng vị vua ấy đã tẩy não toàn bộ thần dân bên trong thành về thế giới bên ngoài và sống một cuộc đời cam chịu cho tội lỗi tàn sát của quá khứ gây ra. Ông cũng đã lập một lời thề phản chiến rằng nếu dân trong tường thành bị tấn công từ bên ngoài thì thủy tổ không thể dùng sức mạnh, họ phải chấp nhận và cam chịu sự trừng phạt này. Rainer và Gabi vẫn an toàn sau cơn chấn động vừa rồi, Foco thì đã bị Jin cùng Connie mang đi. Theo lời của Rainer, thủy tổ có thể điều khiển tất cả Titan và thần dân Ymir theo ý của nó, giờ thì không ai có thể ngăn cản được Eren. Mọi người cũng đã nhận ra Eren đã phản bội Jin. Nói cách khác, cậu ta chọn hy sinh tất cả mọi người bên ngoài để bảo vệ bạn bè và người dân trên đảo Paradis. Lúc này, bọn Titan Vô Tri đã ăn hết quân Malay, chúng chuyển sang tấn công quân Z. Đội của Jin, Armin, Mikasa sẽ tham chiến. Thế nhưng, cậu nhóc Funko lúc này đang bất tỉnh và Connie lại muốn độc quyền chiếm giữ vì Connie muốn mẹ của cậu ta sẽ ăn Funko và trở lại bình thường. Tuy đã can ngăn nhưng mà Connie đã cướp lấy cậu bé và bỏ đi mất. Gabi trong lúc đi tìm kiếm Funko đã giải cứu cho gia đình ân nhân lúc trước và làm hòa với cô bé Kaya. Cô được gia đình họ che giấu thân phận và đi theo họ vào nơi an toàn của quân đội Baradis. Quản giáo Sadik cũng hỗ trợ và giải cứu cho mấy tên học trò vô ơn của mình. Toàn bộ quân lực đang tập trung tại pháo đài, mọi người đều nỗ lực dẫn dụ bọn Titan đến để các chiến binh thực thụ tiêu diệt chúng bằng thương xét. Họ cũng đã tìm thấy tư lệnh Bishop và tạm biệt ông, người thầy, người chỉ huy anh dũng của đảo Paradis. Thoáng chốc, toàn bộ Titan đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại toán quân Titan đại hình cuối cùng cũng đang dần bước ra khỏi đảo. Tập 7. Lòng dân giờ đây đã hình thành hai phe, nhưng mà phe phái theo Jaeger và ủng hộ Eren thì áp đảo phần còn lại. Hicks cũng tình cờ theo dấu chân trên sàn nhà và gặp được Anya sau bao nhiêu năm bị giam cầm. Trong suốt 4 năm đó, Anya vẫn nghe Hicks trò chuyện bên mình và cũng nắm sơ tình hình bên ngoài. Việc mà Anya muốn bây giờ chính là nỗ lực ngăn chặn Eren vì cô vẫn còn một người thân ở Libero. Đó là quê nhà của cô, đó là người cha nuôi, người đã rèn luyện Anya như ngày hôm nay. Người Edea ở Malay đồng loạt nói về giọng nói mà họ đã nghe được nhưng mà quân đội Malay không hề tin tưởng. Armin và Mikasa thì đang rối bời vì không biết nên làm gì lúc này. Armin chỉ có thể đuổi theo Connie đã ngăn cậu ấy giết một đứa trẻ vô tội. Armin nhận ra nếu người được cứu lúc đó là đoàn trưởng Erwin thì mọi chuyện đã khác. Frog lúc này đã lạm quyền và lấy danh nghĩa người biết được kế hoạch của Eren để cầm đầu quân đội phái Jaeger trừng phạt những người không theo Eren. Hắn giết những kẻ không tuân theo mệnh lệnh và khuyên Jin nên trở về con người trước kia. Không cần cố gắng nữa, tất cả giờ đây đã yên bình. Eren sẽ lo liệu mọi việc, người dân trên đảo đã có thể bình an. Cuối tập 7, Hange đã đẩy thương binh Levi đến gặp tướng quân Magad cùng Bix để bàn về chiến lược hợp tác. Tập 8, Levi vẫn còn sống sau đợt chạy trốn cùng Hange. Tuy trọng thương nhưng mà binh trưởng của chúng ta nhất quyết phải trả mối thù này với Zik. Mục tiêu của họ là giết Zik cùng chung kẻ thù với tướng quân Malay nên là hai bên sẽ cùng hợp tác. Hange dự đoán khả năng cao Eren sẽ hấp thụ Zik để có thể dùng năng lực thủy tổ. Connie đã mang Funko đến nơi Titan mẹ của cậu để hòng lừa cậu nhóc cho mẹ mình ăn thịt. Armin cùng Gabi cũng đã tới để ngăn cản việc này. Biết rằng nỗi đau mất mẹ của Connie không ai hiểu thấu, Armin quyết lấy thân mình để giúp mẹ của Connie thành người trở lại bằng cách nhảy vào miệng bà ấy. Trong khoảnh khắc ấy, Connie đã chọn cứu người bạn của mình. Cậu giờ đây đã suy nghĩ tỉnh táo và quyết định sẽ trở thành một người lính tốt theo di nguyện của mẹ cậu. Thành phố bên trong tạm thời ổn định vì đã có phái Jaeger lo liệu mọi việc cho người dân. Đang ăn thì Armin cùng Connie đã gặp lại Anya.
Trong buổi chiều trên pháo đài, Flock đem Zelena cùng Ozan Kupron ra để xử tử răn đe những kẻ đã lợi dụng Barrett để thực hiện mưu đồ cùng Zid, đó là chiếc sản người Edea. Tuy nhiên, Jin đã không thể ra tay với Ozan Kupron, cậu bắn 4 phát vào đất và cho rằng đã trượt tay. Titan ngựa đồng thời xuất hiện và cắn Jin cùng hai tù binh đi mất. Phía bên dưới, Armin cùng Mikasa và Connie nhận ra tín hiệu 4 phát bắn của Jin, họ lập tức trộm lương thực và vũ khí rời đi. Một đội quân đã được tập hợp bao gồm cả Rainer, nhiệm vụ của họ chỉ có một, đó là giải cứu thế giới. Tập 9. Đêm hôm trước cuộc tẩu thoát, Hanga đã gặp mặt Jin cùng Mikasa và nhận được sự trợ giúp của họ vì mọi người đều vẫn xem bản thân mình chính là thành viên của quân chính xác và đoàn trưởng của họ chính là Hanga. Mọi người nhất định không để sự hy sinh của tất cả thành viên trước đây trở nên vô nghĩa. Trong đêm hôm đó, khi mà đợi Hanga nấu ăn, thì một cuộc nói chuyện về những tội lỗi quá khứ của hai nước được tuôn ra, những xích mích và trách móc nhau ngày càng nhiều hơn, đỉnh điểm là việc Selena nói ra ai ai ở đây cũng xem việc giết người khác là chuyện nhỏ để giúp cái tư tưởng bảo vệ thế giới của họ được tôn lên. Chỉ cần bảo vệ thế giới, việc giết một ai đó với mọi người xem như chuyện nhỏ. Enea cũng nghi ngờ sự hợp tác này, liệu bên nhóm Mikasa có ai dám giết Eren hay không? Jin và Rainer cũng đã có một trận xung đột khi mà Rainer kể lại chi tiết quá trình họ giết người bạn thân của Jin là Moko vì cậu ta đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Rainer và Enea. Trong lúc nóng giận chuyện cũ, Jin đã lao tới đập cho Rainer một trận nhưng mà cô bé Gabi đã đỡ đòn giúp. Gabi quỳ xuống cầu xin được sự giúp đỡ từ Jin và mọi người để có thể bảo vệ quê hương của họ. Cô bé đã nói ra những điều mà người lớn không thể nói, đó là về sai lầm của đất nước họ, về những chuyện ở quá khứ mà đất nước Malay đã bắt người dân Paris hiện tại gánh chịu. Tất nhiên, sáng hôm sau, với những câu nói ấy, Jin cũng đã đồng ý giúp đỡ và mọi người đã đồng tâm hợp tác để thực hiện chiến dịch lần này cùng nhau. Để đuổi theo Eren, họ cần ra bến cảng để sử dụng phi thuyền của gia tộc Azuma Petrol, nhưng mà phái Jigar đã đến trước và kiểm soát toàn bộ bến cảng. Tập 10. Một cuộc thảo luận được bắt đầu. Ozan Kupron cho rằng anh ta có thể lái phi thuyền nhưng mà tất cả đều phải cần đến sự trợ giúp của các kỹ sư của Azuma Petrol. Họ cần phải bảo vệ cho nhà Azuma Petrol. Nhưng cùng lúc, nhóm Mikasa cũng muốn không gây thương vong cho quân lính phái YG vì có một số thành viên từng là đồng đội cũ của họ. Việc này rất khó để có thể tránh thương vong, nhưng mọi người sẽ cố hết sức để có thể chiếm lại được phi thuyền. Tướng quân Magath cũng đã cầu xin mọi người giúp đỡ sau khi ông ta nghe được những lời nói của Gabi tối hôm qua. Phu nhân, Hizuru và toàn bộ kỹ sư đang bị Frog khống chế. Armin cùng Connie đã xông đến và báo Frog rằng họ đã thấy Titan ngựa và Titan thiết giáp đang bỏ chạy. Họ cần phi thuyền để đuổi theo diệt trừ tận gốc quân Malay. Tuy là lời nói dối nhưng mà hai người họ mong rằng kế hoạch sẽ không bại lộ, nếu không hai bên sẽ không thể tránh khỏi cuộc chiến thảm khốc. Họ chạy lại nơi hai người bạn cũ đang chuẩn bị cho nổ phi thuyền để ngưng kích nổ quả bom nhằm chiếm lấy phi thuyền. Hai người bạn cũ đã nói nhóm Connie, Mikasa, Armin, Jin đang ở trong dạng tình nghi phản bội, nhưng Armin đã chối bỏ điều đó hòng qua mặt bạn bè của mình. Flock nhận ra hướng chạy của Titan là hướng nam, nếu dùng tàu lửa sẽ đi nhanh hơn, tại sao nhóm của Armin lại cần phi thuyền? Hắn quyết định giết nhà Azuma Petrol trước để tránh hậu quả. Bất ngờ, phu nhân Hizuru đã khống chế ngược lại và hất văng khẩu súng của Frog. Mikasa cùng mọi người cũng xông vào để bảo vệ các kỹ sư. Kế hoạch đã bại lộ, Frog Clara ngoài và hét lớn. Mikasa, Armin, Jin, Connie đã phản bội người dân Paradis. Một cuộc nội chiến đã diễn ra khốc liệt. Quân Jigar đã dùng rất nhiều thương xét để ép nhóm phản bội rút xuống hầm cục để lẩn trốn. Cả hai bên bắt đầu gây ra thương xét cho nhau. Bạn cũ của Connie và Armin cũng đã bước tới bắt đầu kích nổ quả bom. Họ không hiểu vì sao Connie cùng mọi người lại phản bội. Chẳng phải đã hứa cùng nhau ăn ngon, mặc đẹp, ngủ êm rồi sao? Bên này, Rainer cùng Enea đã hóa Titan để yểm trợ cho mọi người dắt nhóm kỹ sư ra phi thuyền. Armin trong lúc khống chế đã bị người bạn mình bắn vào mồm. Connie đã giật súng và tàn sát cả hai người đồng đội cũ với cảm xúc bất lực. Họ đã không thể ngăn cản được cuộc nội chiến này. Tập 11. Lúc này, đội ngũ kỹ sư của nhà Azuma Petrol cho biết để khởi động phi thuyền cần nhanh nhất là nửa ngày. Nhưng hai Titan chỉ có thể cầm cự cho nhóm của họ vài tiếng đồng hồ. Điều này làm cho mọi người bất lực trong việc đuổi theo kịp Eren. Với tiến độ này, dù có đuổi theo kịp Eren thì cũng không còn thể cứu Libero hay nói cách khác họ đã không thể cứu được Malay. Phu nhân Hizuru có một cách nhanh hơn chính là dùng tàu kéo phi thuyền đến được Odiha thì việc chuẩn bị sẽ nhanh hơn. Mọi người đã quyết định là sẽ cùng xông ra để đưa nhóm kỹ sư tới được con tàu chở phi thuyền. Toàn bộ quân Jigar sau khi hay tin đã chuyển lực lượng quay sang để phá hủy con tàu. Reno cùng Enea đã phải sử dụng chính cơ thể Titan của mình để đỡ toàn bộ thương xác đang lao tới con tàu. Viện binh của phái Jigar đang đến gần trên chuyến xe lửa, bất ngờ ai đó đã phá hủy nó để ngăn cản viện binh. Mikasa, Connie, tất cả mọi người đang nỗ lực hết mình dù phải giết chết đồng đội cũ để giữ vững lý tưởng bảo vệ thế giới của họ. Fuko cũng đã hóa Titan hàm để trợ giúp cho mọi người dù lần đầu hóa hình sẽ không thuận lợi nhiều. Frog đã vượt qua tầm kiểm soát và cố gắng dùng thương xét cuối cùng bắn vào con thuyền. Trong giây phút ấy, Frog đã bắn trượt và vụt mất cơ hội cầm chân phe phản bội.
Foco mất kiểm soát và tấn công luôn cả Squid, nhưng mà Marcus đã kịp thời cứu thằng bé khỏi thân xác thế thôi. Mọi người đã lên thuyền và rời đi thành công, nhưng tướng quân Magrath đã ở lại để đột nhập lên con tàu còn lại của quân Yiga nhằm phá hủy nó để ngăn phái Yiga đuổi theo. Ngài cũng được quản giáo Sadiq yểm trợ, ông cũng là người ngăn cản viện binh của phái Yiga. Khi nhìn thấy cái học trò của mình hành động, ông đã đi theo để hỗ trợ mọi người. Và giờ đây, hai ông già ở tuổi cuối đời đã cùng gặp gỡ và trợ giúp cho thế hệ trẻ sau này của họ bước tiếp trên con đường tương lai. Họ không còn gì để hối tiếc nữa. Với lượng thuốc nổ trong kho vũ khí, Magrath cùng Sadiq đã kích hoạt nó để phá hủy con tàu. Trong sự chứng kiến đầy thương tiếc của Gabi và mọi người, hai anh hùng thật sự của thế giới đã ra đi. Enea nhận ra mục tiêu của họ đã thay đổi vì với tốc độ hiện tại, Libero đã bị Eren phá hủy. Giờ đây, họ chỉ có thể làm hết mình để cứu thế giới. Quay trở lại câu hỏi cũ, cô vô vọng hỏi mọi người liệu họ có thể ra tay giết Eren được hay không, vì Enea bây giờ không còn động lực chiến đấu nữa, người cha ở quê hương của cô đã chết. Tướng quân Magrath cũng đã biết điều này, nhưng mà ông ấy chọn hy sinh để thế hệ trẻ tiếp tục giải cứu cho thế giới. Tập 12. Tập này kể lại sự kiện khi mà quân trinh sát lần đầu tiên ra ngoài và biết được nhân loại ngoài bức tường thành vẫn tồn tại. Sau chuyến đi này, Eren đã nhận ra người dân ngoài tường thành xem bọn họ là quỷ đảo và nhất quyết tiêu diệt họ. Dù có người tốt người xấu, nhưng đây chính là thứ đã khiến cho Eren nhất quyết thực hiện kế hoạch của mình. Vì với cậu, bạn bè và người dân trong tường thành rất quan trọng trong quá trình lớn lên từ nhỏ đến bây giờ. Trên mặt biển, toàn bộ chiến hạm, khoa học, trí tuệ của nhân loại đã tập hợp tập trung để cản phá đợt rung chấn, nhưng chỉ có thể tiêu diệt được một phần nhỏ của rung chấn. Khi chứng kiến sức mạnh thật sự này, con người đã hoàn toàn tuyệt vọng trước số phận. Mình chưa bao giờ thấy có bộ anime nào mà cốt truyện lại sâu và tàn khốc như thế này. Những sự hy sinh, mất mát, cục diện thay đổi và cả nhân vật phản diện đến cuối cùng vẫn vì mục đích bảo vệ bạn bè của mình. Mở đầu cho hồi cuối, chúng ta sẽ cùng đan xen vào nội tâm của Eren để hiểu rõ quyết định tận diệt nhân loại của cậu ta. Đối với Eren, từ lúc sinh ra đến ngày hôm nay, những người trong tường thành, hay nói cách khác là người Edea, luôn là những kẻ phải chết hay chăng? Giống như vua của những bức tường, ông ta đã chọn con đường tự diệt khi mà đem toàn bộ người dân Edea vào bên trong ba bức tường thành và xóa ký ức của họ. Nếu quả thật người Edea tuyệt diệt, thì vấn đề về Titan sẽ không còn nữa. Nhưng kết quả đó không phải là thứ mà Eren có thể chấp nhận được khi mà những thứ xung quanh cùng cậu trưởng thành lại phải nhìn nó mất đi. Trước đó, khi lang thang ở Malay, dù cho tâm trí của Eren lúc này muốn cứu một đứa trẻ, nhưng tương lai đã cho cậu thấy là cậu sẽ tàn sát chúng một lần nữa. Vậy, cứu hay không cứu có quan trọng? Đến bây giờ thì tất cả đã sáng tỏ. Thế giới bên ngoài bức tường không phải là thế giới mà Eren mơ ước. Nó không hề giống như trong quyển sách mà cậu cùng Armin biết tới. Con người bên ngoài bức tường còn tồn tại chính là một nỗi thất vọng đối với Eren. Dòng tâm lý của nhân vật cứ thế đưa chúng ta theo dõi sự kiện rung chấn nhấn chìm từng người một. Cái ác, cái thiện không còn định nghĩa rõ ràng cho khung cảnh này. Những nơi rung chấn đi qua chỉ là đống đổ nát cùng với xác thịt xương máu người vô tội. Con người sợ hãi càng thể hiện sự ích kỷ tranh giành hơn thua lẫn nhau. Rốt cuộc, tất cả đều bỏ xác thịt lại trong rung chấn. Đó là những hình ảnh tàn độc trong cuộc càn quét của Eren. Lúc bấy giờ, tiếp nối mạch phim, nhóm Armin đã lên được tàu với mục tiêu là hướng thẳng đến vị trí máy bay. Giữa Armin cùng Annie đã nảy ra một cuộc đối thoại không thể diễn tả được khi mà trước đó cậu bạn luôn tâm sự với cô dù lúc đó Annie chỉ là một tảng đá vô cảm. Họ chơi vơi khi không rõ ràng mục đích bây giờ là gì. Với Armin, cậu không cho mình là một người tốt bởi vì cậu đã sát hại rất nhiều người thân cùng đồng đội. Khi chưa biết đến thế giới bên ngoài thì ước mơ giữa cậu và Eren vẫn luôn tuyệt vời như thế khi cùng nhau chu du khám phá. Dưới sự chỉ dẫn của Kiyomi, Hanger cùng mọi người đã đến đảo Oja. Bằng mọi giá, họ sẽ giúp đỡ để đưa được máy bay lên trời. Fonko, khi biết phần lớn Malay đã bị rung chấn càng quét hết, chỉ biết gào thét thảm thương. Ngay cả Pick cũng không biết họ nên làm gì lúc này. Mọi người vẫn giữ quyết định dùng máy bay để đuổi theo rung chấn để ngăn cản Eren. Trong lúc đó, Annie cũng có sự lựa chọn cho riêng mình. Cô sẽ không tham gia vào hành trình này. Với Annie, giờ đây bình yên là thứ cô tìm đến. Bởi vì rung chấn có được ngăn lại hay không thì cũng không còn một người thân nào ở Malay để giúp cô có mục đích tồn tại nữa. Tại lúc này, có vẻ như Mikasa đã phát hiện điều gì đó giữa cô và Armin, nhưng chúng ta hãy khoan phân tích về vấn đề này.
Levi, dù thân tàn nhưng mà anh ta không muốn nằm yên một chỗ nữa, bởi vì nếu mà nằm nữa thì đội trinh sát chắc chắn nhớ anh ta là ai. Họ đến gặp Zelena để hiểu rõ hơn vị trí mà Eren đang đến. Rất có thể, nó là pháo đài Sonta, nơi đó tồn tại thứ vũ khí có thể đánh bại được Thủy Tổ. Đối với Zelena, cô chỉ mong mọi người công nhận Zeke, vì so với hiện tại thì kế hoạch cái chết em mái của anh ta chính là phương án tốt nhất để chấm dứt mọi điều này. Hanga đã thừa nhận điều đó, vì thật sự thì Eren chẳng có giải pháp nào ngoài việc tàn sát vô cớ. Big nhờ Kiyomi trông coi giùm Fonko và Gabi. Cô sẽ tiếp tục chiến đấu vì những người đồng đội đã khuất như một nghĩa vụ của chiến binh Malay. Khi không đoàn chuẩn bị máy bay đã sắp hoàn tất, đúng lúc này với chút sức lực cuối cùng, Flock đã bám theo tàu của phản quân để đến được đây. Cậu ta dùng chút sức ấy bắn vào thùng nhiên liệu trên máy bay. Điều duy nhất Flock muốn chính là để cho Eren tận diệt nhân loại, chỉ có thế người dân trên đảo Paradis mới thật sự an toàn. Bất ngờ, rung chấn đã càn quét đến vùng lãnh địa này. Phải mất tầm một tiếng đồng hồ để các kỹ sư có thể hàn lại các lỗ bị thủng. Armin cùng Reiner muốn đứng ra ngăn cản rung chấn được lúc nào thì hay lúc đó để cầm chân. Nhưng thời điểm này cần phải bảo toàn giữ gìn lực lượng nòng cốt. Đã tới lúc Hanger bước tiếp theo những người đồng đội của mình để làm điều gì đó thật sự ý nghĩa cho binh đoàn chính xác. Armin chính thức được bổ nhiệm làm đoàn trưởng thứ 15 của chinh soát đoàn. Nhiệm vụ chỉ có một, chính là khát vọng tìm tòi, không bao giờ bỏ cuộc. Đây cũng là lần cuối cùng hai người đồng đội của thế hệ cũ nhìn nhau. Ý định của Hanger đã rõ. Binh trưởng Levi chỉ cổ vũ tinh thần người bạn mình bằng một câu nói quen thuộc của Arwen. Dâng hiến con tim, tiến lên Hanger. Thời khắc của kẻ mang trách nhiệm đứng đầu. Ta là một đoàn trưởng. Vì tương lai, vì hy vọng, ta sẽ hiến dâng trái tim này. Tất cả phải tiến lên. Sự cố gắng này sẽ không tàn lụi vì tương lai luôn chờ ở phía trước. Tạm biệt đoàn trưởng. Tạm biệt Hanger. Máy bay cất cánh chưa? Đã cất cánh rồi. Hanger đã hoàn thành nghĩa vụ. Mọi người đã đợi sẵn để đón cô. Giờ thì câu chuyện hãy từ từ kể lại nhé. Tạm biệt cô. Chương 2. Những kẻ tội đồ. Những chiến binh sót lại đang tề tụ trên chuyến bay đó. Bằng mọi giá, Oja Kopor sẽ đưa mọi người đến được vị trí của Eren. Armin họa lại hình dạng thủy tổ theo quan sát từ Pick và binh trưởng. Họ chưa xác định được vị trí của cậu ta, cũng như Zeke ở đâu trên cái thân xác to lớn này. Nếu có thể giết được Zeke, thì Eren sẽ không thể điều khiển thủy tổ được nữa. Armin vẫn muốn nói chuyện với Eren trước khi phương án xấu nhất được thực thi. Reiner cho rằng Eren đang muốn bọn họ ngăn cậu ta lại, bởi vì thủy tổ có thể can thiệp vào bất kỳ người Adia nào, kể cả năng lực của các Titan. Nhưng bọn họ vẫn có thể sử dụng năng lực này, có thể Eren đang muốn họ làm điều gì đó. Chính lúc này mọi người đã được đưa đến tọa độ. Tại nơi đó, từng người đã nói ra lời xin lỗi của mình đối với Eren, chính vì những thù hận, vì lòng ham muốn và cũng vì sự bình yên của họ đã đẩy Eren vào con đường tận diệt nhân loại để bảo vệ cho đảo Paradis. Eren cũng đã xuất hiện và nói rằng cậu sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ những người bạn của mình, kể cả năng lực Titan. Và mục đích thực sự cho cuộc triệu tập này chỉ có hai điều. Một là trở về để cậu ta tận diệt nhân loại. Hai là phải giết chết Eren. Sẽ không còn một cuộc nói chuyện nào nữa đâu. Đó chính là những gì mà Eren muốn. Kiyomi cùng Annie sẽ đưa hai đứa trẻ về Hizuru dù không biết nơi đó còn tồn tại sau rung chấn hay không. Bất ngờ, Fongo có một giấc mơ kỳ lạ về ký ức của Zeke. Annie từng nói là Titan nữ hình khi ăn một phần của Titan khác sẽ có năng lực của Titan đó. Qua nhiều thử nghiệm thì bọn họ cho rằng khi Titan ăn một phần của Titan khác thì sẽ có được năng lực của Titan đó. Về giấc mơ của Fongo, cậu ấy đã bị biến thành Titan qua dịch tủy của Zeke, cho nên là nói đúng hơn thì Fongo đã có một phần của Zeke bên trong cơ thể của mình, và giấc mơ của Fongo chính là một phần ký ức của Zeke. Tại đó, cậu thấy bản thân mình đang bay lơ lửng. Đây là một khả năng khác của Titan quái thú hay chăng? Chúng ta đang được ấp mở về một Titan có khả năng bay. Những người Malay và Adia cuối cùng đang tiến đến pháo đài Sonto nhằm chiếm lấy những chiếc máy bay để thoát khỏi rung chấn đang kéo đến. Tuy nhiên, quân đội Malay còn sót lại, họ đã điều khiển toàn bộ khinh khí cầu lao vào rung chấn, với hy vọng là với số thuốc nổ đó có thể tiêu diệt được thủy tổ. Đây chính là thành trì cuối cùng của con người. Người dân Malay và người Adia bị vua tường thành bỏ lại Malay suốt bao năm qua đã đem sự thù hận chút lên đảo Paradis. Giờ đây, con quái vật trước mắt chính là tội lỗi của họ. Sau thâm tâm, mỗi người có mối thù riêng với Paradis dù chẳng ai đụng chạm đến ai. Chiến tranh trước đó giữa Adia cùng Malay đã chấm dứt khi vua của tường thành lui về bên trong. Nhưng chính thù hận đó đã khiến cho đảo Paradis gánh chịu thêm nhiều sự tàn sát mà do chính dân Malay và chính phủ gây ra.
Hãy cùng chờ xem kết quả lịch sử có thay đổi hay là bọn họ phải đền mạng cho những thù hận của mình. Hàng loạt bom được thả từ khinh khí cầu xuống nhưng nó chẳng có tác động gì đến thủy tổ là bao. Tưởng chừng đây là kết thúc của nhân loại thì Ojan Kubon đã đưa đội binh trinh sát đến kịp lúc. Không còn thời gian nào để diễn tả nữa đâu, tất cả giờ đây tụ tập cùng một mục đích. Eren, tự do của cậu rốt cuộc là ở chỗ nào? Và phần đầu của mùa cuối này đã kết thúc tại đây khi tất cả đã có mặt trên lưng của thủy tổ. Phải đến tận tháng 10 chúng ta mới được xem tiếp phần cuối cùng của anime đình đám này. Chỉ có điều là mình vẫn chưa biết là sẽ phát hành ở dạng movie hay là chia lẻ ra từng tập đây. Âm thanh của phim thì rất hay. Rất tiếc là tụi mình không thể sử dụng phần âm thanh này trong video vì vấn đề bản quyền. Nếu có thể thì các bạn hãy trải nghiệm phim nhé. Còn bây giờ thì lại phải tạm biệt và gặp lại nhau ở cuối năm khi phần cuối của Attack on Titan ra mắt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngắn này. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye. Biệt đội giải cứu thế giới gồm các Titan còn lại đã hạ cánh thẳng trên lưng của Eren. Kẻ mà Brainer vừa lao tới chỉ là một cái vỏ rỗng, giống như Titan bú chiến, có lẽ như là Zeke đã giấu cơ thể ở một nơi nào khác. Trong một phút tới, Armin sẽ thổi bay nơi này. Cậu ta nói mọi người hãy lập tức rời nhanh khỏi đây. Khi mọi người vừa rời khỏi, Armin đã bị một con Titan hình dạng giống con heo đớp mất. Còn phía mọi người thì cũng xuất hiện nhiều Titan khác chặn đường. Pig nhận ra đám khổng lồ này chính là những người sở hữu chính Titan tiền nhiệm. Đây là các Titan của nhiều thế kỷ qua. Không biết là họ có giữ được ý thức từ những người sở hữu cũ hay không. Nhưng với sức mạnh của thủy tổ thì khả năng hồi phục là vô tận. Pig lao thẳng tới để kết thúc Eren vì cô ta không hề nhân nhượng như những người bạn của cậu. Tuy vậy, Titan ngựa đã bị khống chế khi mà Titan búa chiến tiền nhiệm đâm xuyên lưng. Titan thiết giáp đang phải chiến đấu với người bạn cũ là Titan hàm Galliard. Binh trưởng Levi vừa cứu Jin một pha thoát chết trong gang tấc. Họ phải cứu được Armin để thực hiện vụ nổ. Tướng Murrah vẫn đang chỉ huy quân lực còn lại để góp sức vào trận chiến sống còn. Binh trưởng Levi dọn đường cùng Rainer để tiến lại vị trí con vật vừa nuốt mất Armin. Mikasa theo sau tấn công với những mũi thương xét. Lúc đang giằng co, Rainer bị Titan khổng lồ tiền nhiệm bóp giữ, không ai khác người đó là Berthold. Cú cắn và pha đập đó làm cho mặt trận thêm rối loạn. May mà Jin đã kịp chụp tay Rainer khi mà bộ cơ động 3D của anh ta bị hư. Tuy không biết trước được kết quả sẽ ra sao nhưng mà cả hai đều là những trinh sát đoàn cứng đầu nhất. Họ sẽ tiếp tục chiến đấu cùng nhau. Binh trưởng Levi vì cứu Connie mà bị thương một bên chân. Đúng lúc mọi người mất hy vọng nhất, một cánh chim từ sau Mikasa xuất hiện chở mọi người vượt qua khung xương bay thẳng lên bầu trời. Đúng như dự đoán, Funko có thể hóa thành Titan hàm và nó có khả năng bay. Cô bé Gabi cũng theo Annie có mặt trên này do thuyền của Azumabito bị chìm vì không chịu nổi việc Funko hóa Titan. Dù không có gì đảm bảo nhưng mà cô Kiyomi vẫn để nhóm Annie thử nghiệm việc bay. Ngay tại thời điểm này, binh trưởng đã nhận ra bọn họ không còn khả năng lo cho Eren nữa rồi. Cần thực hiện hai việc cùng lúc là cứu Armin để kích nổ và tấn công vào phần xương cổ của Eren. Mọi người đều chấp nhận việc hiện tại là phải giết Eren thôi. Đó là quyết định khó khăn với Mikasa. Vì thế, Anya muốn cô chỉ tập trung cứu Armin, còn lại thì họ sẽ lo liệu. Vượt qua những mũi tên của địch, Fogo thành công đưa Jin cùng Rainer đáp cánh ở mặt trận Titan búa chiến tiền nhiệm. Titan thiết giáp, song trận dũng mãnh, loại từng tên khổng lồ nhỏ phối hợp để Jin đặt thuốc nổ gần xương cổ. Ngay lúc đó, Pig tự thoát khỏi xác của Titan và kích hoạt lại sức mạnh Titan ngựa cắn vào Titan búa chiến và hỗ trợ cho Jin. Chỉ cần chưa chết, Pig tin rằng mình có thể có khả năng chiến đấu hoài đến khi thắng nhờ vào năng lực thoát xác rồi kích hoạt lại liên tục. Trong lúc bay, Mikasa phát hiện tên Titan trông như heo chính là con lúc nãy mà nuốt Armin. Anya nói nó thuộc loại Titan Okabi dạng quái thú hay gì á. Mikasa, Anya, Connie nhảy xuống. Họ sẽ dồn Okabi về phía xương cục và giải thoát Armin. Binh trưởng cùng Gabi ở lại trên Funko. Trong lòng binh trưởng Levi lúc này chỉ có một mục tiêu nhất định, chính là gặp được Zeke ở đâu là bem hắn liền. Thế giới mà đồng đội quân trinh sát đánh đổi ngày đó, theo Levi phải là một thế giới mộng mơ lý tưởng không có Titan. Levi không hề hối hận khi mà ngày đó không cứu Erwin. Binh trưởng càng không hối hận vì đặt cược tương lai vào cậu bé có ánh mắt giống như Erwin chính là Armin. Titan nữ hình nắm sợi dây từ bộ cơ động dục thẳng Mikasa hướng đến Okabi. Những tên lâu la khác nhảy vào để đỡ nhát chém từ Mikasa dùm cho nó. Thanh kiếm của cô đã gãy khi mà chạm trán với Titan thiết giáp tiền nhiệm. Anya ngay sau đó đã lao vào tấn công thiết giáp tiền nhiệm. Okabi vẫn đang hướng đến Berthold. Trong khi đó, rung chấn vẫn đang tiến thẳng nhấn chìm toàn bộ sự sống của con người ở những nơi nó đi qua.
Vì người Elia có thể liên kết với nhau tại tòa độ hay còn gọi là con đường, Armin đã có mặt tại đó cùng Zeke. Zeke đã nói rằng Ymir ngày đó luôn nỗ lực để thoát khỏi nỗi đau. Cô ta tạo ra tấm thân bất tử trốn tới một thế giới nơi cái chết không tồn tại, và thế giới đó chính là tọa độ. Zeke đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không hiểu vì sao Ymir sở hữu sức mạnh như thế mà lại không thể chống lại vua Frigg. Tại sao cô ta đã dành tới 2.000 năm ở tọa độ này chỉ để phục vụ vua Frigg? Điều này chắc chỉ có Eren hiểu được, vì thế cô ta đã chọn theo Eren. Ngay lúc họ khao khát được làm điều gì đó cho thế giới, hay là thậm chí chỉ muốn được sinh ra lại một lần nữa để gặp lại những người thân quen được chơi cùng họ, đúng lúc đó, đằng sau họ đã xuất hiện những người sở hữu Titan tiền nhiệm. Vic đang được Jin giữ vì cô ta dần đuối sức. Bên phía Rainer cũng chẳng mấy khả quan cho lắm. Titan nữ hình cũng bị hất văng khi mà vừa chống đỡ cho Jin cùng Vic. Hàng loạt Titan lao tới liền bị Titan khổng lồ tiền nhiệm từ Pearl đánh bật. Vic đã thấy được Boko cùng Marcel, hai Titan hàm đời trước cũng hỗ trợ cho họ. Titan từ Ymir cũng giúp đỡ Rainer. Không biết các bạn có còn nhớ cô gái Ymir này hay không à? Không để lỡ cơ hội này, Mikasa lao đến. Cùng lúc đó, Fonko, Levi hỗ trợ cho cô bé Gabi bắn phát đạn vào Okabe, thành công giúp Mikasa tiếp cận giải thoát Armin khỏi nó và đáp trên tay của Anya. Các Titan tiền nhiệm đang tấn công những kẻ khác để giúp đỡ người quen của họ. Chuyện này theo Armin tất cả là nhờ Zeke. Họ đã đánh thức tất cả mọi người trong tọa độ. Tất cả dân tộc Edia đều kết nối với nhau ở đó. Có lẽ chính thủy tổ Ymir cũng khao khát sự kết nối này. Vừa mới được ra ngoài tận hưởng lại thời tiết trong xanh, tiếc là Zeke đã không nhận ra sớm hơn điều này và chìm đắm vào chiến tranh thù hận. Tức khắc, sự trả thù từ binh trưởng nhanh như sét. Làm gì thì làm, như đã nói từ trước rồi, chỉ cần thấy Zeke là Levi sẽ chặt đầu anh ta ngay lập tức. Zeke chết, sự kết nối giữa Eren và Titan Hoàng gia bị chấm dứt, dẫn đến Eren không thể điều khiển rung chấn được nữa. Thời cơ đã đến, âm nhạc của phim vang lên. Tiếng lên, Jin, giờ thì kích hoạt vụ nổ ngay xương cổ của Eren. Chiếc đầu đã rơi ra nhưng mà thứ hình dạng giống với hệ thống thần kinh tủy của con người hay là giống con trùng con dung gì đó đang cố kết nối lại với chiếc đầu. Rainer đã cố cản nó lại để không cho vật này tiến lại kết nối lại với đầu của Eren. Mọi người lập tức lui ra xa để Armin thực hiện vụ nổ. Titan thiết giáp có thể chịu đựng được vụ nổ từ Titan khổng lồ nên là Rainer sẽ ở lại để khống chế nó. Tạm biệt Eren, vụ nổ diễn ra từ sức mạnh của Armin. Khung cảnh sau đó là một bộ xương đã tan nát. Mikasa bỗng đau đầu và nhớ lại lời Eren nói về gia tộc, khi họ bộc phát sức mạnh thường đi kèm với cơn đau đầu. Gabi cùng Fogo đã gặp được người thân trong gia đình, Rainer cùng Armin vẫn bình an. Tuy vậy, thứ khởi nguồn đó vẫn còn đó. Một vụ nổ diễn ra, Eren tiến ra từ trong đó. Giờ chỉ có nhắm thẳng vào Eren giết chết cậu ta thì mới kết thúc được chuyện này. Cái thứ nhúc nhích mà không thể xác định đó đã tỏa ra một làn khói. Làn khói này theo Connie giống như ở làng Ragako. Ngay tức khắc, binh trưởng nhận ra và ra lệnh cho Mikasa, Pig, Maulen, Fogo. Họ phải rời khỏi đây ngay lập tức. Vì theo anh ta, Ackerman và những người có năng lực thay tình là ngoại lệ với làn khói. Còn lại thì gia đình của tất cả mọi người, kể cả cô bé Gabi cùng với Jin, Connie, đây sẽ là kết thúc của họ. Cả hai chỉ biết phó mặc những việc còn lại cho đồng đội xử lý. Có lẽ như đây là kết thúc của trinh sát đoàn. Toàn bộ người Edia ở căn cứ ấy hoàn toàn biến thành Titan theo sự điều khiển của cái thứ không xác định, tiến tới hỗ trợ nó thúc đẩy quá trình kết hợp lại với Eren. Phía bên này, Armin sẽ chiến đấu với Eren như một trận chiến cuối cùng. Pig cùng Anya cũng quay lại chiến đấu trong nước mắt với những người thân gồm Connie, Jin, Gabi và cả gia đình của cả hai. Cơn đau đầu của Mikasa tiếp tục tiếp diễn, đưa cô đến một khung cảnh chỉ còn cô và Eren. Đó là một cuộc sống bình yên mà cô mong muốn khi sống với Eren những ngày tháng cuối cùng trước khi cậu ta chết do hết thời gian sở hữu sức mạnh Titan. Lúc đó Eren chỉ muốn là khi cậu chết, Mikasa có thể vứt bỏ chiếc khăn, quên đi Eren và sống thật tự do. Nhưng hiện tại cô sẽ không thể thực hiện được việc đó. Eren đang ở trong miệng Titan. Cô nhờ mọi người hỗ trợ để kết thúc chuyện này. Fogo tiếp cận để Levi thực hiện những bước di chuyển cuối cùng của mình, đập phóng thương xét vào miệng phá hủy đi những chiếc răng tạo lỗ hở cho Mikasa đu thẳng vào bên trong và chém đi đầu người bình thường. Bảo trọng nhé, Eren. Hình ảnh của Mikasa nâng đầu cậu lên, hôn nhẹ vào bờ môi ấy trước ánh nhìn của Ymir, đã kết thúc trận chiến này. Chương cuối. Phim quay lại khung cảnh lúc nhỏ của Eren cùng Armin để chúng ta biết được sự thật. Tại cuộc nói chuyện này, Eren đã cho Armin biết được những gì mình đã thấy thông qua sức mạnh tiến công về tương lai của thế giới. Eren nói rằng cậu ta cố tách bản thân khỏi những người bạn, kể cả những lời tổn thương của Mikasa luôn. Tất cả những việc làm đó là để bạn bè của Eren trở thành anh hùng cứu nhân loại khi mà họ giết cậu.
Tiếp đó, Eren kể về thủy tổ Ymir cho Aramir nghe. Việc thủy tổ Ymir tiếp tục phụng sự vua Frigg từ 2000 năm trước dẫn tới có sức mạnh khổng lồ như ngày nay. Quê hương của Ymir bị thiêu rụi, cha mẹ bị giết, lưỡi của cô ấy cũng bị cắt. Nhưng ngay cả khi cô ta sở hữu sức mạnh ngang với thần linh, cô ấy vẫn phục tùng vua Frigg là vì thủy tổ Ymir đã yêu vua Frigg. Đó là thứ đã ràng buộc cô ta suốt hơn 2000 năm phục tùng. Mikasa là người mà Ymir khao khát tới giúp đỡ cô ta khỏi đau khổ đó. Tại sao là Mikasa thì chỉ có Ymir hay là tác giả biết thôi. Đoạn này thì mình cũng chưa hiểu lắm, tại phim không có nói rõ, với mình cũng không có tìm hiểu mấy bài đọc bên ngoài. Bạn nào biết thì comment cho mình biết với nha. Rồi tiếp tục thì Eren chỉ biết những gì cậu ta làm là để dẫn tới kết quả mà Mikasa sẽ lựa chọn. Eren biết mình sẽ thảm sát nhân loại, cậu ta cũng sẽ khiến cho đảo Paradis chém giết lẫn nhau, lôi những người bạn vào cuộc chiến dù không biết ai còn sống sót. Đó là tương lai mà Eren đã nhìn thấy được ở lễ trao huân chương khi mà Eren chạm vào tay của Historia. Ngày đó, lúc mà Boto chưa tới lúc phải chết theo những gì Eren thấy được, cậu ta đã làm ngơ việc đó và dẫn nó tới chỗ mẹ của mình. Ngay lúc đó, Armin đã nắm tay người bạn của mình và tiếp tục khung cảnh khác về phần thông tin tiếp theo của câu chuyện. Tại đây, Eren đã nói thật lòng mình rằng sau khi cậu chết thì Eren không muốn Mikasa quên mình hay là thích người khác. Eren chỉ muốn Mikasa nhớ mình cả đời. Cậu vẫn muốn bên cạnh Mikasa và mọi người. Tuy nhiên, với những gì đã nhìn thấy được ở tương lai, cậu đã tận diệt 80% nhân loại. Chỉ có như vậy, thế giới bên ngoài bức tường sẽ ngang bằng số lượng với đảo Paradis. Từ đó, 20% nhân loại đó không còn khả năng trả thù đảo này nữa. Dù vậy, Eren nói rằng xung đột giữa con người cũng sẽ không kết thúc dù cho Titan còn hay là không. Tất cả đã được định sẵn. Eren đã thử rất nhiều lần, nhưng mà tận diệt 80% nhân loại là những gì cậu ta cho là đúng đắn. Có phải thật sự khi nào nhân loại chỉ còn lại một mới không còn chiến tranh xảy ra như lời Arwen ngày đó từng nói hay chăng? Nếu đó là cách giải quyết duy nhất, Armin tình nguyện chịu chung tội lỗi này với người bạn của mình. Họ sẽ ở bên nhau cùng thực hiện kế hoạch tận diệt 80% nhân loại, để rồi ngày nào đó, cả hai sẽ gặp lại nhau tại địa ngục. Ngay sau cái ôm, Eren đã xóa ký ức của Armin về những gì được nghe cũng như là toàn bộ kế hoạch tận diệt nhân loại này. Khi mọi chuyện kết thúc, theo Eren thì Armin có thể nhớ lại toàn bộ. Tạm biệt cậu, ta sẽ đợi cậu ở địa ngục, Armin. Chúng ta sẽ mãi bên nhau. Kết thúc rồi, Armin nhớ lại rồi. Mikasa đã đến bên cạnh cậu cùng những gì còn lại cuối cùng của Eren. Không hơn không kém, đó là đầu của người bạn mình trong tiếng gào thét thảm thương của Armin. Mikasa cũng nhận ra là Armin đã lấy lại ký ức. Có lẽ cậu ta đã kể cho hai người bạn mình nghe kế hoạch này khi mà bọn họ gặp lại nhau ở lần đó. Sức mạnh Titan đã bị xóa bỏ khỏi thế giới. Jin cũng nhớ ra về ký ức cuộc đối thoại đó của Eren. Có lẽ là ai cũng đã được Eren kể về kế hoạch của cậu ấy để giúp bọn họ trở thành anh hùng của nhân loại. Chỉ có điều là mọi người chỉ thực sự nhớ ra khi mà Eren không còn nữa. Đó là lời hứa của Eren khi mà giúp cho các Titan trở lại thành người, trong đó có cả mẹ của Connie. Và giờ đây điều đó đã thành sự thật khi mà toàn bộ người Eria bị biến thành Titan trước đó đã trở lại thành người. Kể cả sức mạnh của chính Titan đều không còn nữa. Eren đúng là một tên khốn. Một tên khốn khi mà lo chuyện bao đồng cho những người bạn của cậu ta. Yo, xin chào các đồng chí. Có vẻ mọi chuyện đã kết thúc thật sự rồi. Thứ mà mọi người đã dâng hiến chọn trái tim. Tạm biệt quân đoàn chính xác. Đặt tay lên ngực nào các bạn của tôi. Tạm biệt xa xa. Gabi cùng gia đình cũng đã bình an. Runner không còn là Titan nữa. Nhưng mà mẹ của anh ta thì chỉ cần đứa con này mãi bên mình mãi là đã đủ. Mikasa sẽ đem Eren đi. Bởi lẽ nếu cậu ta còn ở đây thì sẽ không được an táng tử tế khi mà bị mọi người hận thù. Cả hai đều biết nơi mà Eren muốn yên nhất nhất là ở đâu. Có lẽ chỉ có ở đó thì cậu ta mới thực sự được yên tĩnh thôi. Với chiến công tiêu diệt thủy tổ, Armin đã đứng ra làm người kết nối hòa bình giữa người Malay và Edia. Mikasa nhìn thấy được Ymir. Mikasa đã nói với cô ta rằng tình yêu của Ymir như một cơn ác mộng kéo dài. Sinh mệnh bị cướp đi sẽ không thể quay lại. Dù vậy, vì có một sinh mệnh được tạo ra bên trong Ymir nên là Mikasa mới được tồn tại. Giờ thì, yên nghĩ nha, Ymir. Có lẽ nào khúc này là tộc Ackerman được sinh ra từ Ymir ta? 3 năm trôi qua từ ngày kết thúc cuộc chiến giữa trời và đất, Eria đã thành lập quân đội do hội Jaeger đứng đầu để phòng sự trả thù của những người còn sống sót bên ngoài đảo Paradis. Và sự thật đúng như những gì mà Eren đã nói. Thế thần biến mất thì xung đột giữa con người không biến mất. Kết quả này không phải là do lựa chọn của Eren mà là từ chính mỗi con người đang sống ở hiện tại.
Nhóm Titan của Armin được chọn làm người quay trở lại đảo Paradis để làm đại sứ đàm phán hòa bình giữa đảo và Liên Hợp Quốc. Với những gì đã làm, phản bội, sát hại người dân trên đảo, giờ họ quay lại với tư cách đàm phán. Không biết là có chết hay không, nhưng mà Armin tin chắc dù gì thì bọn họ vẫn phải có trách nhiệm kể lại câu chuyện, những gì đã trải qua và về lý do tại sao những kẻ sát hại đồng bào lại xuất hiện ở đảo Paradis để đàm phán hòa bình. Tại nơi nào đó, Eren đã yên giấc, mình đố mấy bạn là nơi nào đó nghe. Tóc của Mikasa đã dài trở lại, cô vẫn xinh xắn ngồi bên cạnh người thương. Nước mắt cô rơi cùng mong ước muốn gặp lại Eren đã kết thúc hành trình 10 năm của một bộ anime theo mình là có chiều sâu kinh khủng khiếp. Đúng là miễn là người xem đau khổ thì tác giả sung sướng à. Một kết thúc thật sự là quá tàn nhẫn. Kết phim thì những người bạn đã đến Paradis thăm Eren. Xuân, hạ, thu đông trôi qua, ngày tháng năm không nhớ rõ. Gia đình của bạn bè cậu ta cũng đã có con hết rồi. Còn Mikasa khi kết thúc cuộc đời của mình thì chiếc khăn vẫn giữ trên cổ của cô ấy. Nhiều bạn nói là trong đoạn cuối này nè, thấy Jin cưới Mikasa. Nhưng theo hình ảnh mình xem thì có lẽ Jin cưới người khác á. Còn Mikasa thì vẫn ở như vậy đến khi chết, vì cô ấy lúc nào cũng đeo chiếc khăn Eren tặng trên cổ mà. Ta cũng thấy được là thế giới đang phát triển tới thời hiện đại, nhưng mà chiến tranh thì không có kết thúc. Từ các vụ đánh bom bằng máy bay đến bom hạt nhân, có lẽ đó là tương lai mà Eren đã thấy được, dẫn đến việc cậu ta muốn tận diệt nhân loại. Kết phim thì có một cậu bé cùng một chú chó xuất hiện đi vào hang động giống với thủy tổ Ymir. Không biết có hàm ý gì, nhưng mà mình xin nói một lần cuối cùng với mọi người là Attack on Titan đến đây chính thức kết thúc. Không có gì diễn tả quá nhiều về bộ phim này, tất cả đều là do con người chúng ta lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đặc biệt ngày hôm nay của tụi mình nha. Trong xuyên suốt quá trình có nhiều chi tiết mình không thể giải thích hay là phân tích rõ cho mọi người, nếu có sai sót mong nhận được sự góp ý và thông cảm từ các bạn nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Nhớ like và comment để cho tụi tôi có động lực nha. Phim mới ra hôm qua, tôi phải dời One Piece lại để coi phim và viết kịch bản cho phim này làm video ngày hôm nay liền đó. Rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại ở video lần tới.